chương 4231 bà chủ dẫn đầu, đám người thẳng đến bến đò hư không, ra bến đò, dương khai tế ra liên hoa lạc, hóa thành một đóa hoa sen to lớn, một đám mấy chục người tràn vào trong đó, hoa sen xoay tròn, mau chóng bay đi. Từ bến đò hư không xuất phát, không chỉ một nhóm người bọn hắn này, mà là có rất nhiều người. Nối không dứt, vô số phi hành bí bảo tách ra màu sắc khác biệt, liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp. Dương Khai nhìn mà líu lưỡi, nhiều người như vậy đều là đi huyết yêu động thiên, Lão bạch đứng bên cạnh hắn cười hì hì nói: "Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng bọn hắn đi đâu? Huyết yêu động thiên mỗi một lần mở ra đều là thịnh sự toàn bộ ba nghìn thế giới, ai không muốn từ đó kiếm một chén canh? Đây chính là tiểu càn khôn bát phẩm khai thiên lưu lại, nếu có thể kế thừa truyền thừa huyết yêu thần quân, chật chật chật, vậy coi như nhất phi trùng thiên." Dương Khai quan sát quanh, có chút thất thần, chỉ riêng hắn nhìn thấy đã có trên trăm cái phi hành bí bảo, còn có càng nhiều hắn không nhìn thấy chỉ là một thiên điểu tinh thị có lẽ đã có hơn một ngàn người, thiên điểu vực thì sao? Toàn bộ ba nghìn thế giới thì sao? Nhiều người như vậy tràn vào, có thể tìm tới vật gì tốt. Đến lúc đó tiến vào huyết yêu động thiên phát hiện bên trong tất cả đều là người. Lão Bạch vỗ vỗ bờ hắn, cười nói, đừng lo lắng, ngươi đừng nhìn nhiều người như vậy, nhưng là chân chính có thể vào, cũng sẽ không có bao nhiêu, nhiều lắm mấy vạn người mà thôi. Vì sao? Dương Khai không hiểu, chẳng lẽ tiến vào huyết yêu động thiên còn có yêu cầu gì khác? cũng không có yêu cầu gì nói như thế nào đây để bà chủ nói với các ngươi đi ngay vào lúc này bà chủ phất tay đánh ra mấy chục đạo lưu quang bắn về phía đám người đám người đưa tay tiếp nhận bà chủ nói trong ngọc giản này có tin tức về huyết yêu động thiên các ngươi xem kỹ còn có địa đồ ta mua được từ phòng đấu giá đan hà cũng đều đã thác ấn vào trong đó tuy nói địa đồ này cũng không hoàn chỉnh nhưng bao nhiêu hẳn là có chút tác dụng nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng Nghe nàng nói vậy, đám người vội vàng đắm chìm tâm thần, điều tra ngọc giản trong tay. Dương Khai cũng cầm một viên tìm đọc. Ngọc giản này hẳn là bà chủ đặc biệt chuẩn bị vì nhóm người mình, nàng hiển nhiên cũng biết nhóm người mình đối với Huyết Yêu Động Thiên hoàn toàn không biết gì cả, tiến vào bên trong khẳng định hai mắt đen thui, có những tin tình báo này sẽ không giống với lúc trước. Huyết Yêu Động Thiên mỗi 200 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều có mấy vạn người tiến vào bên trong, mặc dù rất nhiều người đều chết ở bên trong nhưng luôn có người có thể công thành lui thân từ bên trong mang chút tình báo đi ra cũng không kỳ quái những vật này cũng không phải cơ mật gì các đại động thiên phúc địa bình thường đều sẽ có chỉ là sẽ không tuyên dương khóc trốn thôi bản thân đệ nhất khách điếm chính là nơi buôn bán tình báo sưu tập những vật này tự nhiên dễ như trở bàn tay theo trong ngọc giản ghi chép huyết yêu thần quân khi còn sống tinh thông huyết đạo còn có ngự thú chi đạo cho nên trong huyết yêu động thiên hắn có rất nhiều huyết thú những huyết thú này đều là huyết yêu thần quân khi còn sống bồi dưỡng ra, đại khái giống yêu thú bình thường, nhưng lại có khác biệt chỗ, năng lực quỷ dị, thực lực hung tàn. Bao năm qua, võ giả tiến vào huyết yêu động thiên có hơn phân nửa là chết dưới lợi trảo những này huyết thú. Huyết thú cường đại nhất có thể so với hạ phẩm khai thiên, đó là tồn tại mà người người đều nghe xong phải chuồn. Dù sao huyết yêu động thiên chỉ có thể để võ giả dưới khai thiên cảnh tiến vào, huyết thú thực lực hạ phẩm khai thiên, trong đó chính là vô địch huyết thú hung tàn, nhưng nếu đánh chết cũng có thể được chỗ tốt. Bởi vì huyết thú là huyết yêu thần quân bồi dưỡng ra, cho nên thứ này cùng yêu thú bình thường có chút khác biệt, thuộc tính nội đan của bọn chúng thường thường rất đơn giản cũng rất tinh khiết, nên nội đan huyết thú hoàn toàn có thể coi như tài nguyên tu hành. Theo phẩm giai phân chia, huyết thú nơi đó từ nhất phẩm đến thất phẩm. Đến đây Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nếu hắn có thể tìm được thất phẩm yêu thú rồi chém giết, chẳng phải là có cơ hội thu hoạch được kim hành cùng âm hành rồi chẳng trách bà chủ nói huyết yêu động thiên là một cơ hội ngoại trừ huyết thú trong huyết yêu động thiên còn có rất nhiều cấm chế có cấm chế lâu năm thiếu tu sửa không có uy lực gì thế nhưng có cấm chế lại là có thể đòi mạng người một khi phát động không chết cũng phải lột ra dương khai biết mặc kệ huyết thú cường đại cỡ nào cấm chế cao minh cỡ nào hắn nên đề phòng nhất chính là võ giả cùng hắn vào bên trong nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nơi có người có tranh đấu So với cấm chế cứng nhắc cùng huyết thú linh trí thấp kém, tiểu nhân âm hiểm quỷ kế đa đoan càng phải thêm đề phòng. Trong huyết yêu động thiên hung hiểm tuy nhiều, nhưng chỗ tốt cũng không ít, ngoài chém giết những huyết thú kia có thể thu hoạch được tài nguyên tu hành, chính là nội bộ huyết yêu động thiên đều có vô số phúc địa tu hành. Huyết yêu động thiên là tiểu càn khôn huyết yêu thần quân, thần quân khi còn tại thế, tiểu càn khôn tự nhiên ổn định phi thường, thế nhưng thần quân chết đi đã nhiều năm như vậy, mặc dù khi còn sống thi triển thủ đoạn giữ lại tiểu càn khôn của mình, nhưng trải qua gió sương tháng năm tiểu càn khôn cũng có dấu hiệu bất ổn âm dương ngũ hành phân hóa lắng động tích lũy tại một số nơi trong động thiên cho nên trong huyết yêu động thiên rất có thể sẽ tìm được một nơi nào đó thuộc tính cực kỳ nồng đậm tu hành tại những nơi kia không kém so với luyện hóa các loại tài nguyên hư không địa vị trí bảy chỗ vườn trái cây kia chính là chỗ hội tụ bảy loại lực lượng võ giả hoàn toàn có thể ở trong đó tu hành cô động đạo ấn có điều lực lượng phẩm giai trong vườn trái cây rất thấp tu hành trong đó, cô đọng chỉ là lực lượng nhất phẩm, về sau thành tựu cũng chỉ là nhất phẩm khai thiên, cho nên dù cho là những đệ tử tạp dịch thất xảo địa, cũng hiếm ai tu luyện trong vườn trái cây. Mà các phúc địa huyết yêu động thiên kia không phải hư không địa có thể so sánh. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, coi như không giết được thất phẩm huyết thú, có thể tìm được chỗ thất phẩm kim hành cùng âm hành chi lực hội tụ cũng được, hắn hoàn toàn có thể ở trong đó tu hành. Đè xuống phấn chấn trong lòng, Dương Khai tiếp tục nhìn xuống dưới, một lát sau sắc mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn bà chủ trong huyết yêu động thiên có người trong ngọc giản này ghi lại tin tức nói rõ trong huyết yêu động thiên kia lại là có người sinh sống cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc bà chủ nói tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên từ hư hóa thực giống như chân chính tiểu càn khôn bên trong có thể có yêu thú vì sao không thể có người vậy những người này tự nhiên là huyết yêu thần quân khi còn sống bắt vào càn khôn thế giới phồn vinh quyết định bởi sức sống sinh linh sinh tồn ở trong đó sinh linh sinh tồn ở trong đó càng nhiều càn khôn thế giới tự nhiên càng phồn vinh tiểu càn khôn cũng giống như thế so với yêu thú linh tính người càng mạnh càng nhiều hơn phồn diễn sinh sống trong đó có thể giúp tiểu càn khôn mạnh lên không chỉ huyết yêu thần quân theo ta được biết rất nhiều thượng phẩm khai thiên đều thích nuôi một ít nhân loại trong tiểu càn khôn của mình dương khai không khỏi nhớ tới tinh giới tinh giới kinh lịch rất nhiều đại đế cùng đại ma thần một trận chiến cơ hồ muốn sụp đổ linh thụy mất lớn lúc ấy chính là dựa vào còn sống sót mọi người không ngừng sinh sôi phát triển mới chỉ hoãn tinh giới suy vong hắn rất nhanh nghĩ đến một khả năng trần trời nói vậy những người sinh hoạt trong huyết yêu động thiên có khai thiên cảnh không ngươi yên tâm đi bà chủ cười cười huyết yêu thần quân nếu trước khi chết hạ cấm chế tiểu càn khôn không cho võ giả khai thiên cảnh tiến vào bên trong tự nhiên cũng không có khả năng để người sinh hoạt bên trong tấn thăng khai thiên bọn hắn mạnh nhất chính là nửa bước khai thiên muốn tấn thăng là tuyệt đối không thể nào có thể không trêu chọc những người này cũng đừng đi trêu chọc bọn hắn rất bài ngoại gọi những người tiến vào huyết yêu động thiên là dị khách nếu bị bọn hắn phát hiện cũng là một cọc phiền phức ủng hộ kênh qua linh Hallezy com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ta đã biết dương khai lên tiếng tiếp tục điều tra ngọc giản trong ngọc giản ghi lại rất nhiều tin tức cũng rất hữu dụng để hắn không khỏi may mắn có bà chủ thu thập cho hắn những tin tình báo này nếu không vào huyết yêu động thiên nhất định phải chịu thiệt lớn trong ngọc giản còn ghi lại là càng vào chỗ sâu huyết yêu động thiên càng hung hiểm, nghe đồn chỗ sâu nhất kia có Huyết Yêu Thần Cung, nơi đó chính là nơi Huyết Yêu Thần Quân lưu lại truyền thừa, chỉ cần có thể đến nơi đó, có thể đạt được toàn bộ di trạch một đời bát phẩm khai thiên, Huyết Yêu Thần Cung chẳng những có Huyết Yêu Thần Quân truyền thừa, còn có khổng lồ tài phú của Huyết Yêu Thần Quân khi còn sống. Bát phẩm khai thiên truyền thừa cỡ nào kinh người, đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như vịt, chớ đừng nói chi là còn có tài phú khó có thể tưởng tượng kia khỏi cần phải nói, chỉ cần lấy được mấy thứ tài nguyên thất phẩm, vậy đủ để cho người một đêm trượt giàu. Huyết yêu động thiên 200 năm mở ra một lần, vô tận tuế nguyệt này đến nay, chưa bao giờ có người tiến vào qua chỗ sâu nhất, cũng chưa từng có người tìm được huyết yêu thần cung. Thậm chí không ai biết, huyết yêu thần cung đến cùng có tồn tại hay không. Dương Khai không khỏi nhớ tới hắn tốn hao 10 triệu khai thiên đan mua một cái ngọc giác, ngọc giác kia có thể là một chìa khóa, cũng có thể là để khống chế đại trận nào đó, thậm chí khả năng không dùng được nếu thật có huyết yêu thần cung ngọc giác kia có thể lên tác dụng gì hay không nửa canh giờ sau dương khai mới nhớ hết tin tức trong ngọc gian thu hồi ngọc giản dương khai khó hiểu nói bà chủ nhiều người như vậy đi huyết yêu động thiên vì sao cuối cùng chỉ có mấy vạn người mới có thể vào bà chủ nhìn ra xa tinh không sắc mặt phiền muộn dường như nhớ ra cái gì đó nói khẽ tạm thời nói không rõ chờ tới nơi người sẽ biết đưa tay đỡ tóc mai lười biếng nói, mệt mỏi quá, lão bạch người dẫn đường đi, đến chỗ rồi gọi ta một tiếng. Nói rồi, nàng tìm một gian xương phòng chui vào. Dương Khai nhìn bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ, vừa rồi trong nháy mắt đó bà chủ tuyệt đối là nhớ lại cái gì, mà lại hẳn là cái gì đó không tốt, nếu không cảm xúc không thể bỗng nhiên thấp xuống vậy. Bà chủ nàng. Dương Khai nhìn về phía lão bạch, vẻ mặt trưng cầu. Lão bạch thở dài một tiếng nói, đại khái là nhớ tới cái gì chuyện cũ đi, bà chủ cũng từng vào huyết yêu động thiên. A, à, Dương Khai giật mình. Lão Bạch cười cười, Huyết Yêu Động Thiên 200 năm mở ra một lần, bà chủ từng vào cũng không kỳ quái đi, nghe nói bà chủ chính là được không ít chỗ tốt trong Huyết Yêu Động Thiên, mới có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên. Dương Khai lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hà, Nguyệt Hà cùng bà chủ là quen biết rất sớm, thậm chí trong nhận thức của hắn, hai người này quen biết tại thời khắc không quan trọng, chuyện của bà chủ, nàng rõ ràng nhất. Nguyệt Hà nhẹ nhàng gật đầu, cũng lộ ra vẻ hồi ức ta cùng tỷ tỷ xác thực đều từng vào huyết yêu động thiên, nếu không bằng vào xuất thân của chúng ta, tuyệt không có thành tựu cao như vậy. Như vậy xem ra, huyết yêu động thiên vô cùng có khả năng chính là nơi các nàng quật khởi. Hắn lại nghĩ tới Lan Đình Vũ, Lan Đình Vũ là đệ đệ bà chủ, hắn đối với người này nhận biết có hạn, chỉ biết người này hình dạng kỳ tương tự mình, mà lại đã từng thử trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên, về sau hẳn là xảy ra biến cố gì, cuối cùng không thể thành công. Trước kia hắn cũng từng nghĩ qua, lan đình vũ đến cùng là từ đâu đạt được nhiều thượng phẩm tài nguyên như vậy bây giờ xem ra lan đình vũ hẳn là được không ít chỗ tốt trong huyết yêu động thiên chỉ là việc hắn làm đã xúc phạm lợi ích cùng địa vị của rất nhiều người cuối cùng có kết cục không tốt vết xe đổ của lan đình vũ cũng là thứ bây giờ hắn cần đề phòng nếu như có một ngày hắn cũng phải đối mặt cục diện lan đình vũ năm đó đã từng đối mặt nên làm thế nào trong huyết yêu động thiên kia mặc dù có rất nhiều hung hiểm nhưng lấy thực lực thiếu ra cũng không thành vấn đề chỉ cần cẩn thận là có thể mặt khác nhất định phải đề phòng những đệ tử tinh nhuệ đến từ động thiên phúc địa kia thực lực bọn hắn mặc dù không bằng thiếu gia nhưng mỗi người đều có đòn sát thủ của mình nguyệt hà dặn dò dương khai gật đầu ta biết tại thái khư cảnh gặp mấy người biết mỗi người bọn họ đều có thân phận minh bài riêng trong minh bài kia đều phong ấn một đạo thần thông sư trưởng ban thưởng thời khắc mấu chốt có thể dùng bỏ mệnh hoa sen lao vùng vụt vượt qua vực môn xuyên qua nhiều đại vực đám người không nói chuyện nữa đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Một ngày đang tĩnh tọa, Dương Khai chợt nghe tiếng bà chủ gọi, lúc này đứng dậy bước đến sương phòng bà chủ, đẩy cửa vào, Dương Khai đang muốn chào hỏi, đã thấy bà chủ sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dương Khai quá sợ hãi, vội vàng tiến lên, "Sao vậy bà chủ?" Bà chủ chậm rãi lắc đầu nói, "Không có gì." Nói rồi đưa tới một viên hạt châu, "Vật này ngươi cầm lấy, đây là..." Dương Khai cúi đầu nhìn mặc dù không nhìn ra trò gì nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong hạt châu này giống như tích chứa lực lượng khủng bố hạt châu này phong một đạo thần thông của ta nếu có nguy hiểm tế ra có thể bảo vệ cho ngươi dương khai yên lặng nhìn hạt châu trong tay lại nhìn nhìn bà chủ lập tức hiểu được ngươi là vì làm vật này mới thành như vậy phong ấn thần thông vào trong hạt châu này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thậm chí ngay cả hạt châu này đều không phải vật liệu bình thường bằng không trên người những đệ tử động thiên phúc địa kia chắc chắn không chỉ có một thân phận minh bài làm đòn sát thủ chỉ nhìn trạng thái bà chủ bây giờ liền biết phong ấn đạo thần thông này tuyệt đối tiêu hao to lớn tinh lực của nàng hồ nháo dương khai chừng mắt nàng ta bây giờ tuy chỉ là nửa bước khai thiên nhưng bản lãnh của ta ngươi cũng không phải chưa thấy chính là hạ phẩm khai thiên cũng đã giết không chỉ một huyết yêu động thiên mặc dù lại nguy hiểm lại có ai có thể làm gì được ta không thể chủ quan huyết yêu động thiên không đơn giản như ngươi nghĩ vậy nói không chừng sẽ đụng phải nguy hiểm gì có một đạo thần thông của ta phòng thân cũng thêm một phần an toàn. tuy nói thứ này tế giao uy năng chỉ có một nửa lực lượng của ta, nhưng ứng phó lực lượng dưới ngũ phẩm khai thiên cũng dư xài. dương khai cũng không biết nói nàng cái gì mới tốt. bà chủ lại đưa qua một vật, thở hổn hển nói, vật này ngươi cũng cầm lấy. đây là cái gì? dương khai đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một khối mộc bài cực kỳ cổ quái, lớn chừng bàn tay, trông đã khá năm rồi. trên mộc bài có khắc một đồ án kỳ quái, một phần nhân tình bà chủ nói khẽ. Nhân tình? Ai nhân tình? Dương Khai không hiểu. Bà chủ không giải thích, chỉ nói, tóm lại ngươi cầm đi, nói không chừng dùng được, cũng có thể vô dụng, để phòng vạn nhất. Nói xong, cũng không cho Dương Khai cơ hội phản bác, khua tay nói, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Một cỗ lực lượng nhu hòa bọc lấy Dương Khai, đẩy hắn ra ngoài cửa, ngay sau đó cửa phòng anh một tiếng đóng lại. Dương Khai nắm chặt mộc bà cùng hạt châu trong tay, lòng chịu nặng. Từ thiên điểu tinh thị xuất phát, nửa tháng sau liên hoa lạc mới chậm rãi ngừng lại bạch thở phào một hơi cuối cùng đến nơi rồi đến rồi dương khai nhíu mày vội vàng lấy ra càn khôn đồ điều tra vị trí một lát sau mặt lộ vẻ ngạc nhiên chỉ vì đại vực nơi đây thế mà gọi là huyết yêu vực mà lại khác biệt đại vực khác trong huyết yêu vực này không có bất kỳ một thế lực nào thậm chí ngay cả càn khôn thế giới linh sinh tồn đều không có toàn bộ huyết yêu vực gần như có thể nói là không sinh cơ trên đời này tại sao có thể có đại vực kỳ quái như vậy dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn lão bạch cười hì hì nói huyết yêu vực trước kia không khác gì các đại vực khác cũng có một số thế lực sinh tồn thậm chí số lượng còn không ít dương khai nói vậy vì sao lại biến thành như bây giờ lão bạch nói tự nhiên là bởi vì huyết yêu động thiên ngươi xem bên ngoài dương khai quay đầu chung quanh rất nhanh phát hiện kỳ lạ trong tầm mắt có không ít phi hành bí bảo trong hư không cũng có một số dừng lại như liên hoa lạc những phi hành bí bảo này hiển nhiên đều là thế lực đuổi tới huyết yêu vực. Ngoại trừ những bí bảo này, còn có rất nhiều võ giả, một mình phi hành, không ngừng nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bọn hắn đang tìm cái gì? Dương Khai Cao mày nói. Nguyệt Hà đi tới nói, bọn hắn tìm đương nhiên là lối vào huyết yêu động thiên. Quách Miêu tò mò, lối vào huyết yêu động thiên chẳng lẽ không phải cố định tại một chỗ nào đó, vì sao còn phải tìm kiếm khắp nơi? Đây cũng là chỗ Dương Khai thấy kỳ quái, nguyệt hà khẽ cười lúc ban sơ nhất lối vào huyết yêu động thiên xác thực cố định tại một chỗ nào đó đó là niên đại rất xa xưa mọi người chỉ cần tụ tập tại cửa vào kia chờ đợi tiến vào bên trong nhưng theo thời gian trôi qua dần dần phát sinh biến hóa biến hóa gì lão bạch ở một bên nói tiếp cửa vào kia biến thành hai ba cái bốn cái mỗi một lần mở ra cửa vào đều sẽ càng ngày càng nhiều cho tới hôm nay bất kỳ chỗ nào của huyết yêu vực đều có thể sẽ xuất hiện lối vào huyết yêu động thiên tại sao có thể như vậy lão bạch thở dài một tiếng nghe đồn đây là dấu hiệu huyết yêu động thiên càng ngày càng không ổn định dù sao huyết yêu thần quân chết đi không biết bao nhiêu năm tiểu càn khôn của hắn không có chủ nhân có thể bảo tồn thời gian dài như vậy đã là khó được tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn tồn tại tiểu càn khôn tương dung hư không huyết yêu vực nơi cả hai dung hợp sẽ xuất hiện cửa vào dương khai lộ ra vẻ chợt hiểu nói như thế huyết yêu động thiên sẽ có một ngày triệt để dung hợp cùng huyết yêu vực nói thì nói như thế nhưng ai biết phải chờ bao lâu lão bạch nhún nhún vai biến hóa như thế ngược lại thuận tiện cho nhiều người tiến vào bên trong thăm dò bằng không ngươi cho rằng một nơi tốt như thế những động thiên phúc địa kia sẽ cho phép những người khác nhúng tay tại thời điểm ban sơ thăm dò huyết yêu động thiên chỉ có các đại động thiên phúc địa mới có chuyên môn thế lực khác mơ tưởng nhúng tay ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé lão bạch giảng giải một phen để dương khai hiểu ra lúc hắn nghe huyết yêu động thiên đã cảm thấy kỳ quái bên trong huyết yêu động thiên chắc chắn ẩn giấu truyền thư y bát cùng tất cả tài phú của một vị bát phẩm khai thiên lợi ích kinh người như thế ai có thể không nhìn chính là những động thiên phúc địa cũng đều đỏ mắt nếu đỏ mắt những động thiên phúc địa vì sao không tự cầm giữ ngược lại còn cho phép những võ giả khác tham dự vào biến thành thịnh sự toàn bộ ba thế giới bây giờ mới biết được không phải những động thiên phúc địa kia không muốn làm như vậy mà là không làm được lúc mới bắt đầu nhất lối vào huyết yêu động thiên thưa thớt bọn hắn còn có thể cầm giữ cửa vào nhưng cho đến ngày nay toàn bộ huyết yêu vực bất luận nơi nào đều có thể xuất hiện cửa vào các đại động thiên phúc địa sao có thể đề phòng lão bạch nói tiếp lối vào huyết yêu động thiên cũng dần dần trở nên cực kỳ không ổn định có đôi khi cho dù xuất hiện trước mắt ngươi cũng là hoa quỳnh lóe lên nói không chừng không chờ ngươi tiến vào bên trong liền biến mất cho dù không biến mất bây giờ mỗi một cửa vào cũng chỉ có thể tiếp nhận một người tiến vào nếu không sẽ sụp đổ mỗi một cửa vào chỉ có thể tiếp nhận một người, Dương Khai ngạc nhiên. Lão Bạch gật đầu, như vậy, ngươi cũng nên minh bạch vì sao trước đó ta nói mặc dù võ giả tới huyết yêu vực, số lượng không ít, nhưng cuối cùng có thể vào trong đó chắc chắn sẽ không quá nhiều. Theo lão Bạch thuyết pháp, muốn đi vào huyết yêu động thiên, phải tranh đoạt cửa vào trước, nói không chừng giữa mấy võ giả sẽ xuất hiện một cửa vào, nhưng cửa vào kia lại chỉ có thể dung nạp một người rồi sẽ biến mất, những người khác tự nhiên là chỉ có thể dương mắt nhìn. Kể từ đó, người có thể nắm chặt cơ hội, tiến vào huyết yêu động thiên cũng chỉ có số ít bao năm qua huyết yêu động thiên mở ra võ giả hội tụ huyết yêu vực đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn cũng có chỉ là đại đa số người đều một chuyến tay không mà thôi dương khai biểu thị đồng ý bây giờ bọn hắn cũng coi là đến huyết yêu vực giờ trong tầm mắt khắp nơi đều là phi hành bí bảo cùng võ giả chợt tới chợt lui số lượng không ít đây là hắn nhìn thấy không thấy sẽ chỉ càng nhiều bởi toàn bộ huyết yêu vực bây giờ đều là tình huống này hơi trầm ngâm, Dương Khai quay đầu nhìn bọn người Lãng Thanh Sơn nói: "Đến thời điểm cần thiết, các ngươi đều tiến vào tiểu huyền giới của ta." Lần này hắn mang theo không ít người, bọn người Lãng Thanh Sơn có hơn 30, bây giờ còn nhiều thêm quách miêu, còn có đầu bếp cùng phòng thu chi. Lấy trình độ không gian chi đạo của hắn, đoạt một cửa vào còn không đơn giản sao? Cửa vào kia chính là nhiều đến mấy vạn cái. Hắn vốn là tính như vậy, bỗng nhiên bọn người Lãng Thanh Sơn nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không lập tức trả lời. Dương Khai ngạc nhiên nói: làm sao? Các ngươi có ý nghĩ gì? Lại tử đầu cười hắc hắc, xoa tay nói, đại nhân, chúng ta muốn tự mình đi thử một lần. Lần trước theo đại nhân tiến vô lão chi địa, đại nhân một mực che chở chúng ta. Kết quả chúng ta luôn phải ở trong tiểu huyền giới, cũng không thể giúp đỡ được gì. Nếu chúng ta theo đại nhân, tự nhiên cũng nên ra một phần lực, luôn nhờ dưới cánh chim đại nhân cũng không phải chuyện hay. Lãng Thanh Sơn ôm quyền nói, đại nhân, những ngày này tại Tu La Tràng, ti chức minh bạch một đạo lý, chỉ có kinh lịch gặp trắc trở mới có thể cấp tốc trưởng thành, đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà ấm là sống không dài, ngày sau chúng ta còn muốn đi theo đại nhân trải qua mưa gió, kiến công lập nghiệp, huyết yêu động thiên còn xin đại nhân để cho chúng ta tay làm hàm nhai. Dương Khai yên lặng nhìn hắn, lại nhìn những người khác, các ngươi đều nghĩ như vậy. Đám người ôm quyền, đồng nói, mong đại nhân ân chuẩn. Dương Khai sờ cằm, gật đầu nói, các ngươi có phần tâm phấn đấu như vậy, ta rất vui mừng, nhưng muốn tự mình lịch luyện cũng đơn giản, chờ tiến vào huyết yêu động thiên các ngươi tự hành đi thôi, trước đó, vẫn nên do ta mang các ngươi vào. Hơn 30 người, cần hơn 30 cửa vào, khẳng định không có khả năng toàn bộ đều cướp được, nếu thật để bọn hắn tự đi đoạt, tất nhiên có người sẽ thất bại, mà lại số lượng sẽ còn không ít, khó được có một cơ hội như này, bỏ qua há không đáng tiếc. Đám người đối với điểm ấy lại không có gì dị nghị, nhao nhao đồng ý. Thương nghị thỏa đáng, bà chủ nói, đi thôi, đi tìm một khối địa bàn. Địa bàn. Dương Khai nghe vậy ngạc nhiên, lão bạch giải thích nói bây giờ cách thời gian huyết yêu động thiên mở ra hẳn là còn mấy ngày chúng ta tới sớm tự nhiên là phải chiếm cứ địa lợi người xem bên ngoài những chỗ hơi có thực lực đều chiếm cứ một mảnh hư không lớn không cho phép người khác tới gần vùng kia chính là địa bàn bọn hắn quyển định đợi lát nữa nếu vùng này xuất hiện cửa vào tự nhiên có thể đến trước nhất dương khai hiểu được liên hoa lạc lần nữa lao vùn vụt lái về phía sâu trong hư không tìm kiếm vị trí có thể chiếm cứ Đoàn người tới không tính là muộn, nhưng rất nhiều người đến sớm hơn, nên tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được vị trí thích hợp, ven đường qua, không ngừng có khai thiên cảnh tuần sát trên địa bàn mình, xua đuổi võ giả vô ý đến gần. Dương Khai thậm chí xa xa nhìn thấy một tòa cung điện cự phách đứng thẳng trong hư không, cung điện kia rộng mấy chục vạn dặm, võ giả lui tới nhau nhau vòng qua cung điện. Không cần nghĩ, cự vô phách chính là động thiên phúc địa nào đó, cũng chỉ có nhất đẳng thế lực như vậy mới có thể chế tạo ra bí bảo như vậy, đây là biểu tượng thân phận và địa vị uy phong lẫm liệt, ai đến cũng phải cho ba phần mặt mũi. Như cung điện kia không chỉ một, ba nghìn thế giới có 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 nhà nhất đẳng thế lực, huyết yêu động thiên mở ra, mỗi một nhà đều sẽ phái người đến đây, mỗi một nhà đều xuất động không ít đệ tử cùng hành cung bí bảo quy mô khá lớn. Liên hoa lạc cũng coi như cấp bậc không tầm thường, nhưng so với người ta, đơn giản chính là như tiểu vu gặp đại vu. Bí bảo cùng võ giả lui tới rất nhiều, đều là như đệ nhất khách điếm đang tìm kiếm vị trí có lợi mà vô chủ. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều tương đối khắc chế, có quy tắc tự hiểu, nếu có nhà nào chiếm cứ một nơi nào đó, một nhà khác tự nhiên sẽ lách qua. Nhưng luôn có người thích đánh vỡ quy tắc, lại tự cao võ lực cường đại. Nên bây giờ rất nhiều nơi đều bạo phát tranh đấu, đánh rối tinh rối mù. Ven đường qua, đám người gặp được mười mấy trận chiến đấu, có một ít tiểu đà tiểu nháo, một đám đệ tử đế tôn cảnh hồ nháo đánh nhau, có sinh tử chém giết, ngay cả những khai thiên cảnh dẫn đội đều nhúng tay vào trong tranh đấu thần thông bí thuật nở rộ máu tươi gãy chi bay loạn hỗn loạn không gì sánh được đệ nhất khách điếm mặc dù cũng coi như uy danh lan xa chuyến này càng có bà chủ cùng nguyệt hà lại thêm lão bạch quách tử ngôn tổng cộng bốn vị khai thiên cảnh nhưng so với những động thiên phúc địa kia vẫn là kém rất nhiều nên chỉ cần thấy được hành cung bí bảo đến từ động thiên phúc địa đều xa xa lách qua như vậy tìm hơn nửa ngày lại vẫn không thể tìm được nơi thích hợp ngay lúc Dương Khai đang âm thầm lo lắng có thể tìm được vị trí thích hợp hay không, bà chủ bỗng đưa tay chỉ hướng bên kia đi. Dương Khai quay đầu nhìn lại, thấy bên kia trong hư không có một chiếc lâu thuyền không nhỏ sừng sững, trên bong thuyền lờ mờ có không ít người. Cách quá xa, Dương Khai cũng không thấy rõ kia là thế lực nào, nhưng quy mô cùng người xuất động từ lâu thuyền này, đây có vẻ là một nhà nhị đẳng thế lực. Bà chủ đây là muốn đoạt địa bàn. Hoa sen xoay tròn, mau chóng bay đi võ giả trên lâu thuyền kia hẳn là cũng phát hiện điểm này, đám người trên bong thuyền một trận rối loạn, có mấy người đằng không bay lên, lóe lên hư ảnh tiểu càn khôn, hiển lộ rõ ràng nội tình cường đại, mang theo ý cảnh cáo, muốn liên hoa lạc biết khó mà lui. Bà chủ ngoảnh mặt làm ngơ, tên khốn này, lão bạch bỗng chừng mắt mắng một tiếng, võ vẻ nhận ra thân phận người trên lâu thuyền kia. Cùng lúc đó, trên lâu thuyền kia, một lão giả cầm đầu vận đủ lực lượng, cao giọng hét to, người đến là ai, xâm la đàn lăng xuân thu ở đây còn xin bằng hữu di giá nơi khác, lão phu vô cùng cảm kích. Cảm kích con mẹ ngươi. Lão Bạch tức giận giống một tiếng, quay qua bọn người Lãng Thanh Sơn đang ngự sử Liên Hoa Lạc nói, dụng vào cho ta, đâm chết lão cẩu này. Lãng Thanh Sơn quay đầu nhìn Dương Khai, vẻ mặt trưng cầu. Dương Khai nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn còn đang kỳ quái, bà chủ cũng không phải người thích lấy mạnh hiếp yếu, sao bỗng muốn đi đoạt địa bàn của người ta, nguyên lai là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lần trước lão Bạch tấn thăng khai thiên, sâm la đàn lăng xuân thu cùng bọn người thích kim đến đây quấy nhiễu phá hư suýt nữa để lão bạch thân tử đạo tiêu huyết yêu động thiên mở ra sâm la đàn là nhị đẳng thế lực tự nhiên cũng muốn đến làm chén canh không ngờ bị bà chủ phát hiện tung tích nếu lăng xuân thu trốn ở tổng đàn sâm la đàn bà chủ có lẽ không làm gì được hắn nhưng nếu đụng phải tại huyết yêu vực tất nhiên là có thù báo thù có oán báo oán thuận tiện còn có thể đoạt địa bàn của bọn hắn người đến rừng bước nếu không giết không tha liên hoa lạc khí thế hùng hổ trên lâu thuyền kia, Lăng Xuân Thu hiển nhiên cũng nhìn ra người bất thiện, lập tức quát một tiếng. Ai lại sẽ quan tâm hắn? Liên Hoa Lạc tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại đang vừa áp sát một khoảng cách càng tăng thêm uy thế. Một đám đệ tử xâm la đàn trên bong thuyền lập tức bị hù cho sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui lại, càng có người trực tiếp trốn vào trong khoang thuyền. Lăng Xuân Thu cũng khuôn mặt tức giận đến tái nhợt, cùng hai khai thiên cảnh khác lướt nhau, nhao nhao biến hóa pháp quyết, mép thuyền lâu thuyền bỗng nhô ra mấy cây ống pháo, năng lượng kinh khủng tập trung hư không rung động hào quang trói sáng tỏa ra nhắm ngay vị trí liên hoa lạc đây là một lần cảnh cáo cuối cùng nếu các hạ còn chấp mê bất ngộ đừng trách lão phu xuất thủ vô tình mắt thấy liên hoa lạc không có dấu hiệu chậm lại chút nào lăng xuân thu cắn răng quát chói tai một tiếng khinh người quá đáng pháp quyết biến đổi lâu thuyền oanh chấn động hào quang tỏa sáng một đạo huyền quang đánh ra huyền quang kia uy năng khủng bố đến cực điểm ven đường qua, ngay cả hư không đều giống như đều không chịu nổi, in xuống dấu vết đen kịt. Xâm La đàn là nhị đẳng thế lực, lâu thuyền này bí bảo tự nhiên cũng phí tổn không ít, xưa nay là lợi khí công thành nhiều trại, lôi đình một kích có thể so với ngũ phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Trong liên hoa lạc, tầm mắt mọi người đều trở nên trắng lóa như tuyết, bị huyền quang kia tràn ngập. Mắt thấy huyền quang cách liên hoa lạc càng ngày càng gần, bên ngoài liên hoa lạc cũng hiện ra một màn ánh sáng màu vàng đất, chớp mắt sau, huyền quang đánh vào trên màn sáng, mắt trần có thể thấy, màn sáng hung hăng lõm xuống, lực trùng kích to lớn để tốc độ liên hoa lạc cũng đột nhiên mạnh chậm lại, trong liên hoa lạc, đám người dương khai rung động không thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Huyền quang kia mặc dù uy năng khủng bố, nhưng cấp bậc liên hoa lạc cũng cực kỳ không tầm thường. Đây chính là bí bảo phi hoa phẳng hao phí vô số tài lực tạo ra, cả phi hoa phẳng cũng chỉ có một chiếc này mà thôi. Hoa sen khổng lồ xoay tròn, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy huyền quang, tiếp tục phi đi trên lâu thuyền, bọn người lăng xuân thu biến sắc, hồn nhiên không biết trong hoa sen này đến cùng là ai, sao lại một bộ như có sinh tử đại thù với xâm la đàn bọn hắn, hung tàn như vậy. Cắn răng một cái, pháp quyết lại biến, lại là mấy đạo huyền quang từ trên lâu thuyền oanh ra, đánh thẳng tới liên hoa lạc. Hào quang trói sáng hoàn toàn bao phủ hoa sen, từng mảnh từng mảnh cánh hoa bay múa ra, sụp đổ. Trên lâu thuyền, rất nhiều đệ tử xâm la đàn đang kinh ngạc, nhao nhao hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Âm thầm cảm thấy võ giả trong hoa sen kia không biết sống chết, đối mặt công kích như vậy thế mà cũng không biết tránh, chắc là đầu óc bị hư. Lăng Xuân Thu cũng âm thầm thở ra một hơi, ngay vào lúc này, một vị khai thiên cảnh khác bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lớn, "Phòng ngự, nhanh thôi động phòng ngự đại trận." Lăng Xuân Thu ngẩng đầu nhìn lại, thấy hoa sen vốn nên bị đánh phá thành mảnh nhỏ kia lại vẫn đang phóng tới bên này, cánh hoa bay múa xoay tròn, như từng lưỡi dao vô kiến bất tồi, cắt chém hư không. Trên lâu thuyền tiếng hoan hô im bặt sắc mặt Lăng Xuân Thu cũng hoàn toàn thay đổi, không chút do dự biến hóa pháp quyết, thôi động phòng ngự trận pháp lâu thuyền. Phòng ngự trận pháp kia mới vừa vặn sáng lên, từng mảnh từng mảnh cánh hoa đã công đến, ánh lửa văng khắp nơi, quang mang phòng ngự đại trận cấp tốc ảm đạm. Vội vàng ứng đối, nhưng uy năng chưa thúc đến cực hạn đã ầm vang phá toái ra. Cánh hoa cuốn phía ấp tốc khép lại, hóa thành vô biên sát vực, bao phủ lâu thuyền. Răng rắc răng rắc, lâu thuyền phá toái, các nơi thân tàu bị cắt chém ra vô số lỗ thủng to lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều đệ tử xâm la đàn trong nháy mắt thi thể tách rời, chết không toàn thây. Cảnh này để ở trong mắt ba vị khai thiên, trái tim ba người đều đang chảy máu. Vì huyết yêu động thiên, thế lực nhà nào xuất động không phải đệ tử tinh nhuệ. Có thể nói võ giả vào huyết yêu vực đều là thông qua tầng tầng tuyển bạt, chiến thắng vô số đồng môn mới lấy được tư cách, bọn hắn đại biểu là hy vọng tương lai của tông môn, chỉ cần ngày sau có thể trưởng thành, nhất định là trụ cột vững vàng các đại tông môn nhưng hôm nay huyết yêu động thiên còn chưa mở ra sâm la đàn đã tử thương thảm trọng chẳng những lâu thuyền bị người ta đánh rách tung tóe đệ tử tinh nhuệ đều tử thương gần một nửa bọn người lăng xuân thu tim như bị đao cắt nhất làm cho hắn buồn bực là đến bây giờ hắn cũng không biết công kích bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào nhưng rất nhanh hắn biết từ trong hoa sen kia lóe ra ba thân ảnh hai phụ nhân một nam tử từng người đều khí thế trùng thiên hai vị lục phẩm một vị ngũ phẩm ba vị khai thiên cảnh sâm la đàn ngập lửa giận hóa thành nước đá lạnh cả người bọn hắn mặc dù cũng là khai thiên số lượng ngang địch nhưng phẩm giai này căn bản không thể so sánh được trừ lăng xuân thu một ngũ phẩm hai người còn lại đều là tứ phẩm càng làm cho lăng xuân thu run sợ chính là những người hiện thân kia hắn đều biết lan u nhược lăng xuân thu thanh âm khô khốc ánh mắt sợ hãi một người bên cạnh hắn la thất thanh cái gì là vị đệ nhất khách điếm kia Lăng Xuân Thu quát lớn, đi. Nói xong vội vàng ngự sử lâu thuyền, cấp tốc bỏ chạy. Bọn người bà chủ không chút do dự đuổi theo, lão Bạch phẫn nộ nói, lão cẩu ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh. Mối thù hủy đại đạo của hắn có thể nói là không đội trời chung, giờ gặp được, lão Bạch sao lại tùy tiện bỏ qua hắn? Ba đạo lưu quang đuổi theo lâu thuyền, giữa lúc đuổi trốn, bọn người bà chủ toàn lục thống hạ sát thủ, đánh lâu thuyền xâm la đàn quang mang lấp lóe không ngừng ven đường người qua đường nhao nhao né tránh trong liên hoa lạc bọn người dương khai hai mặt nhìn nhau tranh đấu trình độ này bọn hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì cho dù đuổi theo cũng chỉ sẽ thêm phiền phức dứt khoát đợi tại chỗ vừa vặn người xâm la đàn chạy một mảnh hư không to như vậy cũng đã thành nơi vô chủ giờ nếu bọn hắn đuổi theo nơi này khẳng định rất bị người khác chiếm lĩnh sau lại không có chỗ đặt chân một canh giờ sau xa xa ba đạo lưu quang chạy tới rơi vào trên hoa sen chính là bọn người bà chủ dương khai đi ra ngoài nhìn lên ba người không có vết tích bị thương dù sao thực lực quá nghiền ép bọn người lăng xuân thu cho dù phản kháng thế nào lại có thể làm gì bọn hắn chỉ là lão bạch vẻ mặt phiền muộn nghiến răng nghiến lợi thế nào rồi không đuổi kịp dương khai tiến tới thấp giọng hỏi nghĩ thầm không đến mức lâu thuyền kia bị đánh rách tung tóe không còn thể toàn thịnh lấy thực lực đám người sao lại không đuổi kịp đuổi thì đuổi kịp nhưng không thể giết lão cầu kia lão bạch nắm chặt đấm vì sao Dương Khai nhíu mày. Lão Bạch cắn răng nói, có người che chở bọn hắn. Dương Khai ánh mắt lấp lóe, Sâm La đàn là nhị đẳng thế lực, có thể che chở chúng cũng chỉ có những động thiên phúc địa, có động thiên phúc địa nhúng tay, bọn người bà chủ tự nhiên chỉ có thể lui về. "Tiểu tử, tiến vào huyết yêu động thiên nếu đụng phải đệ tử Sâm La đàn, giúp ta giết sạch bọn hắn." Lão Bạch quay đầu, đầy mặt hung quang. Dương Khai vỗ vỗ vai hắn, "Yên tâm, không đụng tới thì thôi, nếu đụng phải định xuất cho ngươi ngụ ác khí." lúc này sắc mặt lão bạch mới đẹp mắt không ít. Hoa sen khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững trong hư không, ba người bà chủ đứng trên mặt cánh hoa, im lặng hiển lộ rõ ràng nội tình bản thân. Hai vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm, đội hình như vậy có thể gọi là xa hoa, thượng phẩm khai thiên không ra căn bản không người nào dám tới vuốt dâu hùm, nên mặc dù gần đó có võ giả thế lực khác đi ngang qua, cũng chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền rời đi. Nhất thời, đám người bình an vô sự. Lối vào huyết yêu động thiên đến nay còn chưa xuất hiện, cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Bà chủ giao thiệp rộng, tứ phương tìm hiểu một phen, xác định trong vòng 3 ngày, huyết yêu động thiên sẽ triệt để mở ra. Đến lúc đó, toàn bộ huyết yêu vực sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai nhắm mắt xúc ruệ, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất tiến vào huyết yêu động thiên. Lại sau một ngày, huyết yêu động thiên vẫn không có dấu hiệu mở ra, toàn bộ huyết yêu vực cũng là một mảnh gió êm sóng lặng. Chợt, đang dưỡng thần, Dương Khai chợt nghe lão bạch thầm nói, bọn hắn có ý gì? sao lại tới bên này? Dương Khai nghe vậy mở mắt, thuận ánh mắt lão bạch nhìn tới một hướng, hắn không khỏi nhíu mày. chỉ vì trong hư không kia, một tòa cung điện cự đại chính đang bay lại bên này, không có chút dấu hiệu lách qua cùng giảm tốc độ. đây là tới đoạt địa bàn. Dương Khai rất nhanh hiểu được, vị trí bây giờ của bọn hắn cũng là đoạt Xâm La Đàn, ai ngờ báo ứng xác đáng, lúc này mới một ngày, thế mà có người để mắt tới nơi này, mà lại tới còn là nhất đẳng thế lực loại cung điện như này nhị đẳng thế lực căn bản luyện chế không nổi chỉ có những động thiên phúc địa kia mới có vốn liếng hùng hậu như vậy lão bạch sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói hẳn là không sai dương khai nhíu mày không thôi đây là thế lực nhà ai sao lại để mắt tới nơi này của chúng ta chuyện không có đạo lý huyết yêu vực lớn như vậy mặc dù bây giờ khắp nơi là người các nhà đều phân chia địa bàn lấy sức mạnh của nhất đẳng thế lực muốn chiếm một khối địa bàn còn không đơn giản sao nhưng nhìn lộ tuyến cung điện này dường như đang phóng thẳng đến nơi đây nói một cách khác là vì đệ nhất khách điếm mà tới trên cánh sen bà chủ đứng dậy từ từ nói là ngũ hành cung của hiên viên động thiên dương khai quay đầu nhìn lại ngạc nhiên hiên viên động thiên đông ra phía sau đệ nhất khách điếm chính là một vị thất phẩm khai thiên của hiên viên động thiên nói như thế thế lực sau lưng đệ nhất khách điếm chính là hiên viên động thiên đã là hiên viên động thiên đó chính là người một nhà chạy tới đây làm gì đang lúc Dương Khai không hiểu, bà chủ đã lấy ra một viên liên lạc châu, rót thần niệm vào, liên lạc với ai đó. Dương Khai không khỏi nhớ tới vị Quách sư huynh đã từng gặp tại Thiên Điểu Tinh thị, theo đạo lý tới nói, lúc ấy vị Quách sư huynh kia đã hiện thân Thiên Điểu Tinh vực, hôm nay hẳn là cũng sẽ đến Huyết Yêu vực, hẳn là bà chủ đang liên hệ cùng hắn. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc, bà chủ trầm mặt xuống, hiển nhiên là nói chuyên không quá thông thuận. Mà lúc này, cung điện to lớn kia cũng đã đến trước mặt mọi người, vững vàng dừng lại, Dương Khai dương mắt nhìn lên, nội tâm rung động. Nhìn từ phía xa đã biết cung điện này to lớn vô cùng, bây giờ đến gần mới biết quả thật là tồn tại cự vô phách. Liên Hoa Lạc Kỳ thật cũng không tính là nhỏ, có thể chứa đựng hơn trăm người cũng không chen chúc, nhưng Liên Hoa Lạc trước hành cung hiên viên động thiên, đơn giản chính là như một cây cỏ non cùng đại thụ. Cung điện này tối thiểu nhất cũng phải gấp 10 lần Liên Hoa Lạc triệt để bao phủ liên hoa lạc, không nhìn thấy quang minh, trước cửa cung điện, một tấm biển viết ngũ hành cung, ba chữ to kim quang trói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Trên bậc trung tâm ngũ hành cung, ba người đứng sóng vai, hai nam một nữ, một người trong đó quả nhiên chính là vị quách sư huynh kia. Quách sư huynh gạt ra vẻ lúng túng mỉm cười, hơi có chút bất đắc dĩ với bà chủ. Trừ hắn ra, còn có một lão giả khô cằn, hình dung gầy gò, sắc mặt tiểu tụy, như một cây cây trúc, áo bào rộng thùng thình bay phấp phới, thần sắc không giận tự uy. Một nữ tử khác thì là phụ nhân xinh đẹp, một cặp mắt đào hoa lưu chuyển câu hồn đoạt phách. Ba người này tu vi như thế nào, Dương Khai nhìn không ra, chỉ biết Quách sư huynh tương xứng bà chủ, là lục phẩm khai thiên, dù vậy, chuyến này có vẻ hiên viên động thiên cũng không phải lấy hắn làm chủ, bởi vì hắn cùng phụ nhân kia là đứng hai bên lão giả. Chỗ đứng rõ ràng như thế, có thể thấy được địa vị lão giả này tại hiên viên động thiên, rõ ràng là cao hơn gia Quách sư huynh cùng phụ nhân kia một bậc dương khai thầm giật mình quách sư huynh đã là lục phẩm khai thiên chẳng lẽ lại lão già này là thất phẩm nhưng cũng không đúng huyết yêu động thiên mặc dù can hệ trọng đại là thịnh sự của toàn ba thế giới gần như tất cả các thế lực lớn nhỏ đều sẽ tham dự các đại động thiên phúc địa càng không ngoại lệ nhưng thượng phẩm khai thiên thân phận sao mà tôn quý sao lại bởi vì loại chuyện này mà mệt nhọc bôn ba phải biết năm đó kim ô thần cung mới dẫn xuất giải rác mấy vị thượng phẩm khai thiên mà thôi dương khai đang nghi thần nghi quỷ bà chủ uyển chuyển thi lễ, đệ nhất khách điếm lan u nhược, bái kiến trừ trưởng lão. Lại quay qua phụ nhân kia khẽ gật đầu, hàn sư muội Về phần quách sư huynh, thì bị nàng không chút lưu tình không nhìn. Hàn sư muội hoàn lễ, thanh âm dã rời, lan sư tỷ Đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn lão bạch cùng Nguyệt Hà, nhất là Nguyệt Hà, càng làm cho nàng cẩn thận quan sát thêm vài lần. Bà chủ gật gật đầu, nhìn về phía trừ trưởng lão nói, huyết yêu động thiên sắp mở ra, không biết trừ trưởng lão tới đây, cần làm chuyện gì chữ trưởng lão dáng dấp khô cằn, thanh âm cũng như thể từ khi sinh ra không uống nước, lý do lão phu này đến, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không cần biết rõ còn cố hỏi. Bà chủ thản nhiên nói, còn xin trưởng lão bảo cho biết. Một bên, quách sư huynh nắm tay hò nhẹ một tiếng, nói, là như vậy lan sư muội, bản tông cách nơi này có bao xa ngươi hẳn cũng rõ ràng. Chữ trưởng lão mặc dù tính toán thời gian xuất phát, vốn nên tại nửa tháng trước đó đến đến huyết yêu vực chỉ là trên đường gặp chút phiền phức chậm trễ không ít thời gian cho đến hôm nay mới đến giờ mới tới cũng đã hơi chậm sau đó thì sao bà chủ liếc hắn quách sư huynh vò đầu nói tới chậm thật sự là tìm không thấy vị trí thích hợp huyết yêu động thiên hấp dẫn quá nhiều người đến bây giờ toàn bộ huyết yêu vực quả thực là người người nhốn nháo bà chủ lũng xuống tay áo cái này có liên can gì ta quách sư huynh hắc hắc cười ngượng ngùng đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng trừ trường lão lại đưa tay dừng hắn lại Nhìn bà chủ nói, lão phu cũng không quanh co lòng vòng với ngươi, chúng ta nói rõ ràng, bây giờ bản tông không tìm được vị trí thích hợp, cho nên lão phu hy vọng ngươi có thể nhường nơi đây lại. Dương Khai nghe lập tức nổi trận lôi đình, bật thốt lên, dựa vào cái gì? Tuy nói khối địa bàn này cũng là bọn người bà chủ từ trong tay Sâm La đàn đoạt tới, nhưng đây cũng là chuyện có nguyên nhân, vô luận là bà chủ hay lão Bạch đều có thù với Sâm La đàn, nếu không như vậy, bà chủ cũng không đến mức lấy mạnh hiếp yếu, đến cướp đoạt địa bàn của người ta đoạn đường này đi tới đây có thể cướp nhiều chỗ bà chủ cũng đâu có tùy ý ra tay nhưng bây giờ tên chử lão nhẹ nhàng một câu liền muốn để đệ nhất khách điếm nhưng vị trí đây không phải rõ ràng muốn khi dễ người sao huống chi từ đầu tới đuôi tên này đều thái độ cao cao tại thượng ngữ khí tất nhiên tựa như người mình thiếu hắn cái gì vậy thực sự khiến người ta khó chịu dương khai không khỏi nhớ tới trước đó trên giao dịch hội quách sư huynh nói hiên viên trong động thiên cũng có người nhìn bà chủ không vừa mắt như vậy xem ra trừ trường lão này chính là một trong số đó lão bạch nghe xong cũng sắc mặt âm trầm trừ trường lão nhàn nhạt lườm qua dương khai cũng mặc kệ hắn theo hắn thấy lấy thân phận địa vị của hắn không đáng đi giải thích với một tên đế tôn cảnh chỉ có nhìn bà chủ vô hình tạo áp lực bà chủ rõ ràng cũng nổi nóng lại cố đè lại hỏa khí nói bây giờ huyết yêu vực mặc dù nhân số không ít nhưng lấy thực lực cùng uy vọng trừ trường lão muốn có một khối địa bàn cũng không phí chuyện gì a à. Có gì coi trọng chỗ này của ta?" Trưởng trưởng lão thản nhiên nói, "Quả thật, đám người lão phu nếu thật sự có tâm, chiếm một khối địa bàn là dễ như trở bàn tay, ta tin cũng không có ai dám không biết điều đối nghịch bản tông, nhưng nếu làm việc như thế, chẳng phải là muốn để bản tông gánh cái danh lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Đến lúc đó tất sẽ hỏng bản tông danh dự, không thể làm, không thể làm." Dương Khai cả giận nói, "Đi đoạt địa bàn người khác là lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên đánh chú ý người trong nhà." vì cái gọi là danh dự có thể hư hao lợi ích người trong nhà, đây là cái đạo lý gì? Trừ trưởng lão cùng Quách sư huynh đều nhướng mày, không vui nhìn Dương Khai. Một thanh niên đứng sau lưng Trừ trưởng lão lập tức nhảy ra, không khách khí chút nào mà trách cứ, các trưởng lão nói chuyện, nho nhỏ đế tôn sao dám phát ngôn bừa bãi? Thanh niên này vẫn luôn đứng sau lưng Trừ trưởng lão, không nói một lời, khí độ bất phàm, nhìn ra hẳn là một vị đệ tử tinh nhuệ hiên viên động thiên. Dương Khai tuần tự hai lần nói chen vào, trừ trưởng lão thân phận tôn sùng, không tiện tiếp lời hắn lại không cố kỵ gì dương khai liếc mắt nhìn lại bĩu môi nói khẩu khí lớn như vậy ta tưởng rằng thượng phẩm khai thiên nào nguyên lai like cũng là đế tôn thanh niên kia hừ lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường nói đế tôn cùng đế tôn cũng có khác biệt hôm nay người ta cùng là đế tôn đợi cho ngày khác ta ở trên mây ngươi tại nước bùn cao cao quan sát ngươi ta xem ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy hay không dương khai cười lạnh nói vậy bây giờ ngươi có thể cầu nguyện trong huyết yêu động thiên tốt nhất đừng gặp được ta nếu không nhất định đánh thành ngươi đầu heo. Thanh niên cười to, đế tôn cảnh cuồng như thế, ta đúng là lần đầu gặp, ngươi có thể vào huyết yêu động thiên trước rồi nói sau, nói không chừng ngươi căn bản không có cơ hội vào. Yên tâm, dù chú không vô được, anh cũng nhất định có thể vào. Ngay trước mặt một đám trung phẩm khai thiên, hai đế tôn cảnh nhao nhao túi bụi, không chút nào yếu thế, cũng là kỳ lạ. Quách sư huynh thực sự không nghe nổi nữa, sầu mi khổ kiểm nhìn qua bà chủ nói, sư muội quản người của ngươi. Bà chủ ung dung nói, sư huynh sao không quản người của ngươi trước trừ trưởng lão lên tiếng nói lộn xộn cái gì bớt ồn ào đê cũng đã có chút tức giận nhìn bà chủ nói đệ nhất khách điếm ngươi cũng không có mấy người cần gì phải chiếm nơi lớn như vậy bản tông lần này tới cũng không ít người lại tới chậm huyết yêu động thiên lúc nào cũng có thể mở ra cũng không có thời gian lại đi tìm nơi khác nếu ngươi còn cảm niệm ân tình bản tông nên vì bản tông hy sinh một lần đi bà chủ lạnh lùng nói có ân đối với ta là lão đầu tử có liên can gì hiên viên động thiên ngươi Trừ trưởng lão nói, lão đầu tử trong miệng ngươi là trưởng lão hiên viên động thiên ta, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, đều chịu ân tình bản tông. Đó là mong muốn đơn phương của các ngươi thôi. Bà chủ khịt mũi coi thường, còn nữa, ai nói đệ nhất khách điếm ta không có mấy người. Chúng ta chiếm khối địa bàn lớn như vậy, tự nhiên là có đạo lý của chúng ta, nếu để cho cho các ngươi, thủ hạ ta làm sao xử lý. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta khuyên các ngươi nhanh đi tìm chỗ khác, nói không chừng còn có thể tìm được một nơi vô chủ, nếu còn chậm thêm, vậy coi như thật không kịp rồi. Trừ trưởng lão sắc mặt khó coi muốn chết, người khăng khăng như vậy. Quách sư huynh đứng ra nói, hai vị đều nói ít vài câu, ta thấy hay là như này, đệ nhất khách điếm cũng không cần né tránh, hai nhà chúng ta cùng hưởng nơi này, nơi này rất lớn, huyết yêu động thiên mở ra, hẳn là có thể xuất hiện không ít cửa vào. đến lúc đó để những tiểu tử này tiến vào bằng bản sự, không giành được cơ hội cũng không được có lời oán giận. Không thể bà chủ quả quyết cự tuyệt, đây vốn là chỗ đệ nhất khách điếm cướp được, tuy nói trước đó Dương Khai cũng đã nói, có thể dùng huyền giới châu mang tất cả mọi người vào, như vậy chỉ cần đoạt một cửa vào là được, nhưng nàng không nuốt trôi một hơi này, dựa vào cái gì hiên viên động thiên vừa đến đã muốn chia sẻ với nàng. Nếu là lão đầu tử ra mặt, vậy nàng cũng không thể nói gì hơn, nhưng trừ trưởng lão xưa nay nhìn nàng không vừa mắt, nàng cũng không muốn để tên này tốt hơn. Có thể, bỗng nàng vừa cự tuyệt, Dương Khai lại gật đầu đồng ý, bà chủ quay đầu nhìn lại, chính thấy Dương Khai nháy nháy mắt với mình, một bộ lén lén lút lút. Quách sư huynh chần chờ nói, "Sư muội, tiểu tử này nói, chắc chắn sao? Các ngươi cần thương nghị một chút hay không?" Bà chủ mặt lạnh lấy suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, "Hắn nói có thể, vậy do hắn định đoạt. Nhưng trước đó chúng ta cũng đã nói, thời điểm tranh đoạt cửa vào, không ai được nhúng tay, nếu không đừng trách lão nương trở mặt không quen biết." Quách sư huynh cười nói, "Chuyện của tiểu hài tử tự nhiên do bọn hắn chúng ta làm trưởng bối nhìn xem là được rồi, trừ sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Trừ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù không muốn đồng ý phương án này, nhưng huyết yêu động thiên lúc nào cũng có thể mở ra, nếu lúc này cự tuyệt, nói không chừng ngay cả một khối đặt chân cuối cùng cũng không có. Lúc này phất tay nói, không biết đại cục, chuyện nơi đây lão phu chắc chắn một chữ không thiếu báo lại tư đồ trưởng lão, ta xem ngươi còn có mặt mũi đi gặp hắn hay không. Bà chủ cũng không nhìn hắn, mặc kệ. Kết quả là, trong hư không này xuất hiện tình cảnh kỳ lạ, to lớn ngũ hành cung cùng liên hoa lạc, thế mà chung sống trong một khối địa bàn không tính quá lớn. Phải biết bây giờ trong huyết yêu vực hội tụ vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng vô luận là thế lực lớn hay nhỏ, đều sẽ độc chiếm một khối địa bàn thuộc về mình. Kể từ đó, một khi lối vào huyết yêu động thiên, mở ra dưới mí mắt sẽ có thể gần thủy lâu đài. Phóng nhãn toàn bộ huyết yêu vực, không có hai nhà nào như đệ nhất khách điếm cùng hiên viên động thiên. Tiểu tử thúi ngươi lại đang đánh mưu ma trước quỷ gì. Bà chủ thấy Dương Khai một bộ lén lén lút lút, bốn phía dò xét, nhịn không được mở miệng hỏi, vừa rồi đồng ý đề nghị của Quách sư huynh cũng là hắn, bà chủ mặc dù đoán Dương Khai nhất định không có hảo tâm, nhưng cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Khai không đáp, hỏi ngược lại, "Bà chủ, đệ nhất khách điếm cùng Hiên Viên Động Thiên là quan hệ lệ thuộc trực tiếp?" Bà chủ nói, "Cẩu thí lệ thuộc, đông gia đệ nhất khách điếm là lão đầu tử, lão đầu tử là trưởng lão Hiên Viên Động Thiên, đệ nhất khách điếm chúng ta xem như sản nghiệp tư nhân của lão đầu tử." Sản nghiệp tư nhân? Dương Khai líu lưỡi, đệ nhất khách điếm có bao nhiêu tiền hắn không rõ lắm, nhưng cũng biết tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng, mà lại tại rất nhiều đại vực đều có mở chi nhánh, một thế lực như vậy thế mà chỉ là sản nghiệp tư nhân của tư đồ không, không hồ là thượng phẩm khai thiên, nội tình không tầm thường. Vậy nếu ta để người hiên viên động thiên chịu chút thiệt thòi, đệ nhất khách điếm sẽ không khó làm a." À. Bà chủ cười lạnh, "Vậy ta cần phải rửa mắt mà đợi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ngươi nhìn là được, he hê. hê. Dương Khai nói ánh mắt hướng lại ngũ hành cung, vừa vặn đối đầu thanh niên kia vừa đấu khẩu với hắn, bốn mắt nhìn nhau, thanh niên kia mặt lộ vẻ xem thường, đưa tay như đao, chậm rãi xẹt qua cổ mình. Ý uy hiếp rõ ràng. Dương Khai thầm cười lạnh, hỏi bà chủ, tên kia là ai, có vẻ rất dám thối. Bà chủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quên mất ỏi, hẳn là một đệ tử thân truyền của lão già kia. Như vậy, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng, ta nhớ kỹ. Thật sâu nhìn thanh niên kia, dương khai nói thời gian còn sớm ta đi dạo chút nói xong hai tay để sau lưng vọt ra ngoài thoải mái nhàn nhã như du sơn ngoạn thủy bà chủ cũng không kịp cản hắn chỉ có thể dặn dò đừng đi quá lâu về sớm một chút lối vào huyết yêu động thiên lúc nào cũng có thể xuất hiện biết rồi dương khai cũng không quay đầu lại lắc lắc tay trong ngũ hành cung thanh niên kia chớp mắt không rời nhìn chằm chằm vào dương khai thấy hắn như thể tuần sát lãnh địa của mình nhìn đông nhìn tây cũng không biết đang làm cái gì, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tôm tép nhãi nhép. Quách sư huynh đứng bên cạnh hắn, nghe vậy cười cười nói, hiền chất, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Thanh niên kia giật mình, vội vàng xoay người hành lễ, quách sư thúc. Nhíu nhíu mày nói, sư thúc lời ấy ý gì? Chẳng lẽ người này có chỗ nào đáng giá để ý? Quách sư thúc nói, ngọc la sát, nhận ra không? Thanh niên không biết hắn vì sao bỗng nhiên nhắc lên một người không liên quan, nhưng vẫn ngưng trọng gật đầu tất nhiên nhận ra hai năm trước đệ tử đi thiêu điều tinh thị nhất thời ngứa nghề đi tu la chàng một chuyến đấu thắng ngọc la sát một trận ồ quách sư huynh nhíu mày kết quả như thế nào bất phân thắng bại ta với nàng đấu ba canh giờ cuối cùng tình trạng kiệt sức nàng này là một đại địch nhưng sư thúc yên tâm hai năm này đệ tử chuyên cần khổ luyện thực lực đã tiến rất xa so với hai năm trước đó nếu như ta đoán không lầm ngọc la sát cũng sẽ tới huyết yêu động thiên nếu đụng phải, đệ tử nhất định sẽ không khiến bản tông mất mặt. Quách sư huynh gật đầu nói, ta cũng không sợ ngươi gặp được Ngọc La Sát, hai năm trước ngươi có thể đấu ngang tay với nàng, hai năm sau cũng sẽ không yếu hơn nàng, ta là sợ ngươi đụng phải tiểu tử kia. Thanh niên kinh ngạc, chợt hơi giận nói, sư thúc làm gì nâng trí khí người khác, diệt uy phong mình, đệ tử mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng cũng không cô phụ sư tôn nhiều năm dạy bảo. Quách sư huynh thở dài, ta không phải muốn diệt uy phong ngươi, nhưng nếu ngươi biết tiểu tử này đánh với Ngọc La sát như nào, các sẽ không lạc quan như thế." Thanh niên thất thần nói, hắn cũng đánh với Ngọc La sát, kết quả như thế nào? Một chiêu. Quách Sư huynh quay đầu, ngưng trọng nhìn hắn, Ngọc La sát một chiêu bại trận. Không thể nào. Thanh niên như bị sét đánh, toàn thân rung mạnh, trong mắt đều như trừng ra ngoài. Không có cái gì không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy. Quách Sư huynh đưa tay chỉ thiếu nữ cao gầy bên cạnh hắn, "Nếu ngươi không tin, không ngại hỏi ấu trúc sư muội." thanh niên quay đầu nhìn lại thiếu nữ cao gầy kia, người sau gật đầu. Một chiêu, trên mặt huyết sắc, tái nhợt như người chết, Ngọc La sát sao lại một chiêu bại trận, nàng giống ta, cô động đều là tài nguyên lục phẩm, bây giờ chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng, dưới khai thiên cảnh, ai có thể là đối thủ của nàng. Rất đơn giản. Quách sư huynh nhìn bóng lưng Dương Khai, các ngươi cô động là lục phẩm, tiểu tử này cô động là thất phẩm. Thất phẩm. Thanh niên co rụt lại mắt, hắn Quách sư huynh nói, sư thúc cho người một lời khuyên, nếu đụng phải hắn, chạy được xa bao xa thì chạy. Ta thấy tiểu tử kia cũng không phải hạng người nhân từ nương tay gì, vừa rồi ngươi ngôn từ không hợp với hắn, cẩn thận hắn làm thịt ngươi. Hắn dám. Thanh niên giận dữ. Quách sư huynh vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn dám luôn ấy, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, hắn cô động thất phẩm, nhìn như tiền đồ giống như gấm, liệt hỏa nấu dầu, nhưng đứng càng cao, ngã cũng càng đau. Nghe hắn nói vậy, thanh niên có vẻ nhớ ra cái gì, sắc mặt chậm chậm khôi phục bình thường, gật đầu nói, đệ tử ghi nhớ sư thúc dạy bảo. Ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng Dương Khai rời đi, nắm chặt tay, cười lạnh, thất phẩm. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nửa ngày sau Dương Khai mới trở về Liên Hoa Lạc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên ngũ hành cung kia người người nhốn nháo, rất nhiều võ giả đứng trên bong thuyền, lắng nghe trừ trưởng lão dạy bảo. Dương Khai kinh ngạc, đây là tới bao nhiêu người? Bà chủ nói, Huyết yêu động thiên hai trăm năm một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, chưa hẳn có lần sau. Có cơ hội tất nhiên đều muốn vào kiếm một chén canh. Hiên viên động thiên còn coi như ít, chỉ có hơn hai trăm người mà thôi. Có vài thế lực xuất động bốn năm trăm. Lão bạch nói, cửa vào cũng chỉ có một, đến nhiều người cũng không có ý nghĩa gì, muốn vào còn phải cướp cửa vào mới được. Quay đầu nhìn Dương Khai, tiểu tử ngươi nên hành động, chậm thêm sẽ không kịp. Dương Khai gật gật đầu, lách mình tiến vào liên hoa lạc thu bọn người lãng thanh sơn vào tiểu huyền giới, lại thu liên hoa lạc. Chờ hắn làm xong, 200 đệ tử hiên viên động thiên cũng nhao nhao xuất động, tan ra bốn phía, đều phân bố đều trong hư không. Kể từ đó, chỉ cần có cửa vào xuất hiện gần bọn hắn, người cách gần nhất có thể lập tức vào. Dương Khai vận dụng hết thị lực nhìn lướt qua, phát hiện 200 đệ tử này chiếm cứ toàn bộ một mảng lớn hư không này, mỗi người cách nhau rất đều, căn bản không có ý cấp chừa chút vị trí cho đệ nhất khách điếm nếu như đệ nhất khách điếm thật sự có hơn 30 người phải vào huyết yêu động thiên, vậy bây giờ tình cảnh tương đối lúng túng, hiên viên động thiên người đông thế mạnh, muốn đoạt khẳng định không chiếm ưu thế gì, cũng may Dương Khai có huyền giới châu. Bà chủ, ta đi đây. Dương Khai ánh mắt khóa chặt một vị trí, nói một tiếng liền phi đi. Thiếu gia, vạn sự cẩn thận. Nguyệt Hà ở sau lưng căn dặn. Quách tử ngôn ôm quyền trầm giọng nói, ti chức chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Dương Khai phất phất tay, rất nhanh, hắn đã đi tới gần một đệ tử Hiên Viên Động Thiên, dừng lại, nói là gần, kỳ thật cũng cách người kia hơn 10 dặm, đối với những người động một tí bay mấy trăm dặm, khoảng cách này có thể nói là gần trong gang tấc. Đệ tử kia thấy thế nổi giận gầm lên, "Tiểu tử, tới kiếm chuyện sao?" Dương Khai lẻ loi một mình mà đến, dừng ở vị trí nào không tốt, lại chọn đúng hắn, tự nhiên để hắn không thoải mái. Nghe vậy, Dương Khai quay đầu nhìn, nhếch miệng cười cười, chỉ vào một hướng khác nói, "Vị sư đệ này làm phiền hỏi một câu, tên kia tên gì? Đệ tử này thuận tay nhìn lại, bật thốt lên, đó là Doãn Tân Chiếu, Doãn sư huynh, chính là đại đệ tử thân truyền của trừ trưởng lão, ngày sau có hy vọng thành tựu lục phẩm khai thiên. "Này tiểu tử ngươi, ai là sư đệ ngươi, bớt tự thiếp vàng lên mặt mình. Ta là đệ tử Hiên Viên Động Thiên, ngươi là cái thá gì, nói không biết ngượng dám xưng hô ta là sư đệ." Doãn Tân Chiếu. Dương Khai nhìn Doãn Tân Chiếu cười cười, tuy nói cách mấy trăm dặm, nhưng nụ cười này ấn trong mắt Doãn Tân Chiếu cũng làm cho hắn có một cảm giác kinh dị không hiểu không biết bản lãnh dương khai còn không để hắn ở trong mắt nhưng khi hắn biết được ngay cả ngọc la sát đều bị dương khai một chiêu đánh bại biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ bị tên này nhìn chằm chằm không có cảm giác an toàn tên này cũng không phải là muốn tranh đoạt cửa vào với mình a nhưng khoảng cách hai người là mấy trăm dặm nếu cửa vào xuất hiện gần mình tất nhiên là mình có thể chiếm cứ tiên cơ hắn sao có thể giành được ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vị sư đệ này, Dương Khai quay đầu cười nói, xem phân thượng ngươi đáp ta một vấn đề, cho ngươi mộ lời khuyên. Người kia phẫn nộ quát, có lời thì nói, có dám thì phóng. Cách ta xa một chút, bằng không. Ta sợ không vào được huyết yêu động thiên. Người kia nghe giật mình, ngay sau đó giận tím mặt, tiểu tử ngươi dám, cẩn thận ta vặn đầu ngươi xuống làm bô. Nói đến thế thôi. Dương Khai nói xong, nhắm mắt lại, thần niệm bao phủ khắp nơi. Người kia hung tợn trừng mắt Dương Khai, Hữu Tâm thả lại vài câu ngoan thoại, đã thấy Dương Khai không còn để ý hắn, lập tức hậm hực không thôi, nhưng cũng chừng lớn mắt, không ngừng quan sát bốn phía, chờ lối vào huyết yêu động thiên tùy thời xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư không tĩnh mịch dần dần tràn ngập cảm giác khẩn trương, cho dù là võ giả đến từ cùng một thế lực, ánh mắt va chạm cũng có hỏa hoa bắn tung tóe, tất cả mọi người là thông qua tầng tầng tuyển bạt trong tông môn mới có tư cách tới chỗ này, nhưng cho dù đã tới nơi này, cũng không ai dám cam đoan mình nhất định có thể vào huyết yêu động thiên còn phải tranh đoạt cửa vào mới có thể thật tiến vào huyết yêu động thiên. Đối với mỗi người này, những người khác là đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể không cảnh giác. Dương Khai một mực đóng chặt hai con ngươi, không nhúc nhích, phảng phất ngủ thật say, cách hắn chỉ có hơn 10 dặm, đệ tử Hiên Viên động thiên kia lại là vô cùng khẩn trương, nhưng chừng to mắt tìm hơn nửa ngày cũng không thấy có dấu hiệu cửa vào xuất hiện. Quay đầu nhìn Dương Khai, hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, đưa tay xoa xoa mắt, vừa mới xoa nhẹ hai lần, bỗng có phát giác, quay đầu nhìn lại, thấy một vị trí nào đó bỗng nhiên xuất hiện một chút quang mang đỏ thẫm, thời điểm quang mang kia sơ hiện cũng không dễ thấy, thế nhưng rất nhanh như mực bị nhỏ vào trong nước, cấp tốc khoách tán. Gần như chỉ ba hơi, quang mang đỏ thẫm kia đã hóa thành một huyết động xoay tròn, huyết động không lớn, chỉ cho một người thông qua. Khí tức càn khôn thế giới từ trong huyết động kia lan tràn ra, lối vào huyết yêu động thiên xuất hiện trong chốc lát ánh mắt rất nhiều trung phẩm khai thiên cùng chú mục qua huyết động kia người kia nhịn không được cười lớn một tiếng trời cũng giúp ta thoát một cái phi tới huyết động kia hắn cũng không nghĩ tới cửa vào thứ nhất lại xuất hiện gần mình thật sự là chính là vận khí tốt đến bạo dạp trước đó chờ đợi hắn một mực nơm nớp lo sợ sợ mấy trăm dặm này không có cửa vào xuất hiện nếu như vậy vậy cho dù hắn có bản sự mạnh hơn cũng đừng hòng tiến vào huyết yêu động thiên hắn chắc chắn trở thành người thứ nhất tiến vào huyết yêu động thiên tuy nói trong huyết yêu động thiên nguy cơ trùng trùng nhưng đã tới đây có ai không có chuẩn bị đối với rất nhiều nguy hiểm kia cơ duyên trong huyết yêu động thiên cũng là một bó to nếu có thể được chút chỗ tốt chưa hẳn không thể nhất phi trùng thiên nếu có thể ở trong đó tấn thăng khai thiên vậy thì càng mỹ diệu nội tâm phấn chấn sắc mặt kích động người này cấp tốc phi đi phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang ngoắc mình chớp mắt sau nụ cười của hắn cứng ngắc trên mặt trợn to mắt nhìn phía trước huyết động kia la thất thanh làm sao có thể chỉ vì phía trước huyết động thế mà xuất hiện một người một người vốn nên cách sau hắn mười mấy dặm hắn gần như cho là mình nhìn lầm quay đầu nhìn lại nhưng đâu còn bóng dáng dương khai tiểu tử chán ghét kia sớm không biết lúc nào đã biến mất lại vượt qua hắn đi thẳng tới phía trước huyết động trên ngũ hành cung ba vị trung phẩm khai thiên cũng thần sắc khác nhau quách sư huynh ngạc nhiên không gì sánh được cái này trừ trường lão cắn răng quát không gian thần thông phụ nhân xinh đẹp kia lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Lúc trước Dương Khai một lời đáp ứng Quách sư huynh, nàng cũng có chút không hiểu, bởi như vậy đối với đệ nhất khách điếm là cực kỳ bất lợi, bây giờ xem ra, tiểu bối Dương Khai này hẳn là y vào không gian pháp tắc, có thể thi triển ra không gian thần thông, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt tới ngay lối vào động thiên. Có thần thông này bằng thân, hắn còn sợ không giành được cửa vào sao? Phụ nhân bật cười lắc đầu, đến cùng là tâm tính tiểu hài tử, Chịu Thiệt liền muốn lấy lại danh dự, hơi có vẻ ngây thơ. Một cái cửa vào mà thôi, dù người đệ tử kia không thể cướp được thì sao? Bên mình vốn cũng không có trông cậy vào tất cả mọi người có thể vào, 200 người này có thể vào 50 người chính là kết quả tốt nhất, ném đi một cái cửa vào cũng không ảnh hưởng đại cục. Tiểu tử này dù không gian thần thông có cao minh, cũng chỉ một người. Mới nghĩ đến đây, đám người chợt thấy Dương Khai phất tay, ngay sau đó một mập mạp cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Quách sư huynh ngơ ngẩn, chử trưởng lão ngơ ngẩn, phụ nhân xinh đẹp kia cũng choáng váng trong lòng ba người bỗng tuôn ra một cảm giác không ổn lối vào huyết yêu động thiên đầu bếp vừa mới hiện thân phấn chấn thấp giọng hô đừng nói nhảm mau vào đi dương khai một cước đá mông hắn hắn rơi vào trong huyết động xoay tròn huyết động bỗng co vào hóa thành một điểm đỏ tiêu tán biến mất chính như trước đó bà chủ nói lối vào huyết yêu động thiên cực kỳ không ổn định mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người thông qua sẽ sụp đổ cho tới giờ khắc này, đệ tử kia mới khó khăn lắm tới chậm, kinh ngạc nhìn nhìn chỗ vốn tồn tại cửa vào, đầu tiên là mắt trợn tròn, ngay sau đó giận dữ, hỗn trướng. Dương Khai lướt qua hắn, vỗ vỗ vai hắn, "Sư đệ, chúc ngươi may mắn, chỉ mong bên này còn có thể xuất hiện cửa vào." Thôi động không gian pháp tắc, cản người biến mất, lưu lại đệ tử kia một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Tiếp tục hiện thân, Dương Khai đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, trước mặt hắn, quang mang đỏ thẫm nở rộ, cấp tốc khoe trương ra hóa thành một cái cửa vào. Ngoài 30 dặm, cách cửa vào này gần nhất, một đệ tử hiên viên động thiên khác mới vừa vận phát hiện cửa vào này, còn không đợi hắn khởi hành, Dương Khai đã lôi phòng thu chi ra, ném hắn vào trong. Phòng thu chi lóe lên một cái rồi biến mất, đoán chừng ngay cả chính hắn đều không có phát giác được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, cả người đã biến mất. Dương Khai lại lóe lên, lần này xuất hiện cách đó 200 dặm, như thể đã biết trước, hắn vừa hiện thân, trước mặt vừa vặn có quang mang đỏ thẫm xuất hiện. Ba hơi sau, cửa vào thành hình, lại một người bị Dương Khai ném vào. Ngắn ngủi mấy mấy hơi, Dương Khai đã liên tiếp đoạt ba cửa vào, một mảnh hư không to như vậy như hậu hoa viên nhà hắn, tới lui tự nhiên, căn bản không có người có thể tranh phong, thậm chí rất nhiều đệ tử hiên viên động thiên, bốn phía cũng không phát hiện ba cửa vào kia xuất hiện. Trên ngũ hành cung, Trử trưởng lão sắc mặt khó coi muốn chết, gần như sắp muốn chảy ra nước, ánh mắt âm trầm cách ngàn dặm cắn trên người Dương Khai, tự hận không thể chém hắn thành muôn mảnh ba cửa vào, đại biểu ba lần cơ hội, đây vốn là thuộc về hiên viên động thiên, bây giờ đều bị cướp đi, bản tông chính là bị tổn thất thật lớn. Lần này khó rồi, tiểu tử này thế mà tinh thông không gian pháp tắc. Quách sư huynh cho mày, cửa vào huyết yêu động thiên xuất hiện là động thiên cùng huyết yêu vực dung hợp mà thành, trước khi cửa vào xuất hiện chắc chắn có không gian ba động truyền ra, người khác không phát hiện được, nhưng đối với hắn lại giống như đèn sáng trong đen kịt, cực kỳ dễ thấy. Hắn tuyệt đối có thể tìm được vị trí tinh chuẩn trước khi cửa vào xuất hiện, Phụ nhân nói, mà lại ta thấy trên thân kẻ này hẳn là có bí bảo có thể dung nạp người sống, bằng không sao hắn có thể biến ra ba người bí bảo dung nạp vật sống là, thứ rất hiếm thấy, hắn từ chỗ nào lấy được? Quách Sư huynh không hiểu. Phụ nhân nhìn lại bà chủ, có lẽ là vị kia ban thưởng. Trừ Trường lão lửa giận ngút trời, tiểu bối y vào không gian pháp tắc muốn làm gì thì làm, đây là mảy may không để bản tông trong mắt, hỗn trướng. Trưởng lão bất giận. Phụ nhân vội vàng nói, không gian pháp tắc mặc dù cao minh, nhưng hắn chỉ có một người mà thôi, phân thân không nổi, bây giờ vừa mới bắt đầu, một mảnh hư không to như vậy, xuất hiện cửa vào tuyệt đối sẽ không ít, hắn không có khả năng có bản lĩnh chiếm cứ toàn bộ, huống chi, hắn đế tôn cảnh, thực lực có hạn, mặc dù tinh thông không gian pháp tắc, khoảng cách thuấn di cũng sẽ không quá xa, chỉ cần vị trí cửa vào vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn sẽ vô kế khả thi. Dường như vì nghiệm chứng nàng, sau khi cướp được ba cửa vào, hư không bỗng nhiên lóe lên năm điểm quang mang đỏ thẫm, năm điểm quang mang kia cấp tốc khoét trương ra, hóa thành cửa vào. Dương Khai liên tiếp thoáng hiện, cũng chỉ tới kịp cướp được 3 cái, hai cái khác thì bị đệ tử Hiên Viên Động Thiên đắc thủ. Thấy thế, Trừ Trường lão khói mù đầy mặt mới hơi chậm lại, mặc dù bản tông mới chỉ cướp được 2 cái cửa vào, nhưng cuối cùng có mở đầu tốt. Hơn 10 dặm bên ngoài Ngũ Hành Cung, bà chủ chậm rãi lắc đầu, tiểu tử thúi này, báo thù không lo muộn. Cho tới lúc này nàng mới hiểu trước đó Dương Khai hỏi nàng rốt cuộc là ý gì. Xem ra lúc trước hắn đã hạ quyết tâm muốn hiên viên động thiên đẹp mặt rồi, lại sợ liên lụy đệ nhất khách điếm, cho nên mới hỏi một câu để hiên viên động thiên chịu thiệt, đệ nhất khách điếm có khó xử hay không? Bây giờ xem ra, hiên viên động thiên đâu chỉ phải ăn thiệt thòi, thật sự là bị thiệt hại lớn. Đây cũng là trừ trưởng lão tự tìm, nếu hắn chọn chỗ đặt chân khác đương nhiên sẽ không có những việc này, hết lần này tới lần khác cảm thấy đệ nhất khách điếm dễ ức hiếp, Nhất định phải ra gây sự với đệ nhất khách điếm. Lấy tính tình của Dương Khai, mình không vui, sao lại để cho người khác thống khoái? Đây là điển hình hại người không lợi mình. Huyết yêu vực, trong vô tận hư không, từng cửa vào liên tiếp không ngừng xuất hiện, chờ võ giả phụ cận đắc thủ. Bây giờ toàn bộ huyết yêu vực khắp nơi là người, trên cơ bản một cửa vào vừa xuất hiện lập tức có người xông vào, dài nhất cũng sẽ không quá người hơi, có vài cửa vào thậm chí mới vừa xuất hiện đã biến mất. Mỗi một cửa vào đều đại biểu một lần kỳ ngộ có thể đắc thủ hay không, một nửa nhìn bản sự, một nửa xem vận khí, vì tranh đoạt một cửa vào nào đó, rất nhiều sư huynh đệ đến từ cùng một thế lực thậm chí đều sẽ xuất thủ đối mặt, đây cũng là được cho phép, chỉ cần xuất thủ nắm chắc phân tấp, không thương tổn tính mệnh, các sư trưởng dẫn đội cũng đều mở một mắt nhắm một mắt. Chỗ địa bàn đệ nhất khách điếm cùng hiên viên động thiên, dương khai lấp lóe xê dịch, không gian pháp tắc bị thúc đến cực hạn, chính như Quách sư huynh nói, lối vào huyết yêu động thiên là huyết yêu động thiên cùng huyết yêu vực dung hợp mà thành trước khi cửa vào hình thành, có một tia không gian ba động truyền ra, người khác có lẽ không cảm giác được cái gì, nhưng đối với Dương Khai, là quá dễ thấy. Nên mỗi lần hắn đều có thể cướp tiên cơ, mặc dù lẻ loi một mình, cũng là đánh đầu thắng đó, thường thường cửa vào vừa mới xuất hiện, hắn đã đến gần, cầm ra một người ném vào, xoay người rời đi, lưu lại đệ tử hiên viên động thiên trợn mắt hốc mồm, nổi nóng vạn phần. Lối vào xuất hiện không có quy luật chút nào, có đôi khi hồi lâu không thấy, có đôi khi bỗng nhiên đồng thời xuất hiện mấy cái, nên mặc dù ưu thế to lớn, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế tất cả cửa vào. Nhưng dù vậy, cửa vào xuất hiện cho đến tận nay, đã có bảy thành bị hắn giành được. Trên ngũ hành cung, trừ trưởng lão ánh mắt phun lửa, phủ đầy sát cơ, hận không thể một tay chụp chết dương khai. Lẽ ra hiên viên động thiên tối thiểu đã có thể cướp được gần 20 cửa vào, thế nhưng là bây giờ mới vào năm sáu người đệ tử mà thôi. Mỗi một cửa vào đều đại biểu một cơ hội, là một phần cơ duyên, tổn thất như vậy thật sự để tâm hắn đau nhất đè xuống phẫn nộ trong lòng ánh mắt chuyển động nhìn lại một hướng khác bên kia đại đệ tử thân truyền của hắn doãn tân chiếu lăng lập hư không tả hữu quan sát sắc mặt lo lắng đệ tử này của hắn vận khí không được tốt lắm lối vào huyết yêu động thiên xuất hiện đến nay đã được tầm thời gian một nén nhàng nhưng vị trí gần hắn lại không có dấu hiệu cửa vào mở ra nên dù hắn có thực lực không tệ nhưng cũng không thể tiến vào huyết yêu động thiên dường như phát hiện ánh mắt trừ trường lão doãn tân chiếu quay đầu sau đó hít một hơi thật sâu đè xuống nóng nảy trong lòng, chậm rãi chờ đợi. Thời gian không phụ người hữu tâm, lát sau, quang mang đỏ thẫm bỗng xuất hiện cách hắn 40 dặm, Doãn Tân Chiếu lập tức phát giác, thi triển thân pháp phi tới hướng kia, trên mặt đầy vẻ phấn chấn. Hắn cũng là đế tôn đỉnh phong, khoảng cách 40 dặm với hắn mà nói chính là gần trong gang tấc, chớp mắt liền đến. Trên ngũ hành cung, trừ trưởng lão thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, đệ tử khác không tiến vào thì cũng thôi đi, đại đệ tử thân truyền này nếu cũng không thể vào, đó mới gọi tổn thất nặng nề, hắn đối với tên đệ tử này, thế nhưng là kỳ vọng cực cao. Chợt nhớ tới Dương Khai, lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn ra xa, phát hiện qua không ngừng tranh đoạt vừa rồi, Dương Khai đã ở ngoài mấy vạn dặm, lập tức thở dài một hơi. Khoảng cách xa như vậy, cho dù Dương Khai có không gian pháp tắc, cũng không có khả năng chớp mắt trở về. Nhưng vừa nghĩ đến đây, trừ trưởng lão bỗng hãi nhiên, chỉ vì trong tầm mắt của hắn, ở ngoài xa mấy vạn dặm kia, dương khai lại đột nhiên biến mất ngay sau đó xuất hiện cách doãn tân chiếu không xa trừ trường lão giật mình không dám tin vào hai mắt của mình sao có thể một đế tôn cảnh dù tinh thông không gian pháp tắc sao có thể trong nháy mắt đột phá khoảng cách mấy vạn dặm càng làm cho trừ trường lão nổi nóng vạn phần là có một cửa vào gần dương khai nhất xuất hiện hắn lại bỏ mặc ngược lại đi tới chỗ doãn tân chiếu rõ ràng là cố ý nhằm vào muốn tranh đoạt cùng doãn tân chiếu khiến trái tim trừ trường lão không khỏi nhấc lên một chớp mắt không rời chú ý cục diện. Một bên khác, đám người bà chủ không rời mắt khỏi Dương Khai, tự nhiên phát hiện Dương Khai dị động, lão bạch ngả ngớn huyết sáo. Bà chủ thì như có điều suy nghĩ, cũng như chữ trưởng lão, khó hiểu nói, hắn sao có thể thuấn di xa như vậy. Khoảng cách như vậy đã vượt qua cực hạn của hắn mới đúng. Trước kia nàng cũng từng truy kích Dương Khai, có thể biết trình độ cực hạn của hắn ở đâu. Nguyệt Hà nói, là không linh châu, không gian bí bảo thiếu gia tự luyện chế, một viên định vị, một viên khác mang theo người chỉ cần khoảng cách không quá bất hợp lý có thể cảm ứng tác dụng như thuấn di bà chủ giật mình nói ý của ngươi là nói trước đó tiểu tử này lưu lại không linh châu gần đó chợt nhớ tới trước khi cửa vào huyết yêu động thiên mở ra dương khai đi tản bộ một vòng như vậy xem ra thời điểm kia hắn nhìn như đi dạo khi thực là đã sớm chuẩn bị mà lại lưu không linh châu tuyệt đối không chỉ một viên Láo cá bà chủ khẽ gắt một tiếng như vậy xem ra, sớm khi hắn đáp ứng yêu cầu vô lý của Hiên Viên Động Thiên, hắn đã mưu đồ chuyện này. Doãn Tân Chiếu là đại đệ tử thân truyền của Trừ Trưởng lão, trước đó còn đấu khẩu với Dương Khai, không bị nhằm vào mới là quái sự. Nên một khi phát giác bên này có cửa vào xuất hiện, Dương Khai lập tức từ bên ngoài mấy vạn dặm chạy về, ngay cả có cửa vào gần hắn, hắn cũng lười đi đoạt. Lúc này, Doãn Tân Chiếu cũng là một bộ như thấy quỷ, quay đầu nhìn qua Dương Khai đang bay về phía trước, đầy mặt kinh dị dương khai cũng quay qua hắn cười một cái người lóe lên biến mất doãn tân chiếu ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên trước cửa vào kia dương khai đã xuất hiện hắn lại không lập tức đưa người nào vào cửa chỉ đứng ở đó vẻ mặt chế nhạo cười nhìn sau lưng huyết động xoay tròn không ngớt doãn tân chiếu giận tím mặt đế nguyên cuồng thúc quát cút ngay tốc độ đột nhiên tăng lên dường như muốn thừa dịp dương khai không sẵn sàng xông vào trong cửa dương khai không tránh chỉ nhô ra một trưởng, thôi động không gian pháp tắc, than nhẹ, chỉ xích. Thiên nhai, một trưởng này không có chút sát thương nào có thể nói, doãn tân chiếu vốn bày ra tư thái phòng bị, ai ngờ không bị nhận chút công kích nào, chính lúc không hiểu, lại kinh hãi phát hiện vô luận lao vùn vụt như thế nào, hắn cũng không thể tới gần dương khai nửa bước. Cái mặt đáng giận kia vĩnh viễn cách đó mấy dặm cười mỉm nhìn hắn, còn hư không dưới chân mình giống như kéo dài vô hạn. Doãn tân chiếu không khỏi kinh hãi, Mặc dù từ quách sư thúc nghe nói Ngọc La sát dưới tay người này một chiêu bại trận, nhưng trong tiềm thức làm sao cũng không thể tin nổi, bởi bản sự Ngọc La sát như nào hắn biết. Thân là tinh nhuệ hiên viên động thiên, đại đệ tử trừ trường lão, hắn tự có phần kiêu ngạo của mình, không cho là mình kém người khác cái gì. Trước đó thậm chí còn dâng lên suy nghĩ đến huyết yêu động thiên, xe cùng dương khai tranh cao thấp, nhất quyết thư hùng. Nhưng hôm nay xem ra, người này thủ đoạn tinh diệu thần kỳ, xác thực không tầm thường, riêng thần thông gọi là chỉ xích thiên nhai kia, hắn chưa từng nghe nói qua. Hắn là đệ tử hiên viên động thiên, tâm tính cao minh, vừa phát giác không ổn lập tức quát một tiếng, thể nội tràn ra năng lượng cuồng bạo, song quyền hóa thành quyền ảnh hướng oanh kích bốn phía. Dương Khai chỉ lặng lặng đứng nhìn, cũng không có ý ngăn cản. Ngắn ngủi ba hơi, không gian bốn phía Doãn Tân Chiếu nứt ra khe hở. Doãn Tân Chiếu đại hỷ, công kích càng cuồng bạo. Răng rắc răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, doãn tân chiếu rõ ràng cảm thấy mình thoát khỏi một lồng giam vô hình toàn thân đã chợt nhẹ thần thông của đối phương bị phá doãn tân chiếu không chút do dự phóng tiếp về trước nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại làm cho hắn nổ đom đóm mắt dương khai ung dung gọi ra một người sau đó đẩy người kia vào cửa huyết động co vào hóa thành hồng quang biến mất doãn tân chiếu sắc mặt tái xanh gân xanh trên trán nhảy loạn nhìn hàm hàm dương khai cắn răng quát hỗn trướng dám làm nhục ta Dương Khai từ bên ngoài mấy vạn dặm đánh tới chớp nhoáng, tận lực cướp đoạt cửa vào của hắn, thời khắc sống còn còn thi pháp vây khốn hắn, hắn vừa phá khốn liền cướp cửa, nói rõ chính là đang cố ý nhục nhã. Trên ngũ hành cung kia, trừ trưởng lão cũng cay muốn thổ huyết, quần áo rầm rầm rung động, uy nghiêm quát, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, làm càn. Hắn bước ra, vô tận uy áp ầm ầm phóng tới. Một bóng người hiện lên, bà chủ hoành thân ngăn trước mặt Dương Khai, vất tay, nhẹ nhàng ngăn lại uy áp trừ trưởng lão, ngừng đầu, lạnh lùng nói, tiểu bối, trừ trưởng lão muốn làm gì? Người tốt xấu gì cũng là lục phẩm khai thiên, danh môn trưởng lão đại tông, đây là muốn xuất thủ với một đứa trẻ sao? Mới vừa là ai nói chuyện của tiểu hài tử người lớn nhìn xem là được. Nói xong lời cuối cùng, nàng hung tợn trừng quách sư huynh. Quách sư huynh hơi có vẻ xấu hổ, lời này là hắn nói, chỉ là lúc nói lời này, hắn cũng không nghĩ tới Dương Khai sẽ làm việc quá phận như thế, không ngừng cướp đoạt cửa vào, gần như muốn đuổi tận giết tuyệt hiên viên động thiên. Trừ trưởng lão một bồn lửa giận nơi ngực như núi lửa muốn bạo phát ra, khí cơ chập trùng không chừng, dường như tùy thời đều có thể xuất thủ. Quách sư huynh cùng Hàn sư muội giật nảy mình, Hàn sư muội vội nói, "Trừ trưởng lão bất giận, Lan sư tỷ cũng là thủ hạ tư đồ trưởng lão, cũng coi là hiên viên động thiên chúng ta, nếu đánh nhau sẽ chỉ để người ngoài coi làm trò cười." Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé còn có một câu nàng không dám nói đệ nhất khách điếm có ba vị khai thiên vô luận là tu vi hay phẩm giai đều không kém hiên viên động thiên bên này thật động thủ ai cũng đừng nghĩ chiếm lời gì cuối cùng sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương trừ trường lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này đè sự cay cú trong lòng xuống cắn răng quát lan u nhược coi kỹ người của ngươi cho ta nếu hắn còn dám làm việc như vậy đừng trách lão phu xuất thủ vô tình bà chủ không chút nào yếu thế sợ mày quá ngươi động tay thử xem bản cung có đập toang óc đảo đầu ngươi không, lớn tuổi tìm chỗ hảo hảo dưỡng lão đê, chạy đến đây mua mua cái gì. chử trưởng lão giận tím người, chỉ bà chủ, run rẩy nói, chuyện hôm nay, lão phu chắc chắn báo cáo tông môn, ngươi đợi bị trách phạt đi, bà chủ xùy một tiếng, ném cho hắn cái ót, thấy Dương Khai cùng Doãn Tân Chiếu còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, rằng co trong hư không, cũng phải truyền âm nói, lựa lựa đi, ngươi cũng nên vào. Cửa vào này đã mở ra bảy tám phần, còn không vào sợ sẽ sinh biến. Biết, dương khai trả lời sau đó cười nhìn qua doãn tân chiếu chắp tay nói doãn huynh chúc ngươi vận khí tốt nói xong lách mình rời đi vận khí tốt doãn tân chiếu bị làm tức chết hắn đợi trái đợi phải mãi mới chờ đến lúc có một cơ hội tuyệt diệu vốn cho rằng tiến vào huyết yêu động thiên là chuyện chắc chắn ai ngờ lại bị dương khai ngang ngược cướp đoạt trải qua thời gian dài như vậy hắn cũng coi là phát hiện một quy luật lối vào huyết yêu động thiên mở ra mặc dù tần suất không đồng nhất nhưng trên cơ bản sẽ không cùng một vị trí xuất hiện hai lần nói một cách khác hắn từ thủ vị trí này đã hy vọng không lớn muốn tiến huyết yêu động thiên phải tìm chỗ khác nhưng bây giờ bốn phương tám hướng này tất cả đều là đệ tử hiên viên động thiên hắn lại có thể đi đâu nhất thời sắc mặt khó coi muốn chết một bên khác dương khai đã đi tới một chỗ mới xuất hiện lối vào lách mình tiến vào trong đó đạp mạnh tiến cửa vào dương khai cảm thấy mình bị một đạo huyết quang bao vây bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo đè ép cảnh sắc trước mắt một mảnh sặc sỡ, chỗ sâu trong óc càng truyền đến cảm giác hôn mê rất nhỏ, trước mắt sao vàng bay loạn. Đây là dấu hiệu không gian truyền tống, đối với cái này Dương Khai không thể quen thuộc hơn được. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi, cảnh tượng sặc sỡ kia đột nhiên biến mất, tầm mắt hoa một cái, Dương Khai đã xuất hiện trong một chỗ thế giới khác. Huyết yêu động thiên. Không đợi Dương Khai quan sát tỉ mỉ huyết yêu động thiên, thân thể đột nhiên trầm xuống, như có một tòa núi lớn đặt trên bờ vai, cả người hắn cũng đang rơi, dương khai lúc này mới phát hiện vị trí mình xuất hiện là ở giữa không trung vội vàng điều chỉnh tư thái muốn ổn định nhưng rất nhanh kinh ngạc phát hiện trong huyết yêu động thiên này hình như có một tầng cấm chế vô hình hắn không thể ngự không phi hành nơi này là tiểu càn khôn thế giới của bát phẩm thật nếu có cấm chế gì cũng không phải đế tôn cảnh hắn có thể coi nhẹ mặc dù nơi đây đã qua vô tận tuế nguyệt phần lớn cấm chế đều đã lâu năm thiếu tu sửa nhưng khắc chế những đế tôn cảnh bọn hắn vẫn là không có vấn đề gì Dương Khai luống cuống tay chân một trận, cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình cách mặt đất hơn 10 dặm, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Hắn cũng không hoảng hốt, có long thân, từ chỗ cao như vậy té xuống mặc dù có hơi khó coi, thế nhưng không đến mức muốn mạng hắn. Mấu chốt là vị trí này thật không tốt, dưới bình nguyên kia có một đám yêu thú linh cẩu, số lượng hơn trăm, con nào con nấy hung thần ác sát, dường như người được khí tức người sống, một con ngẩng đầu trông lại, sau đó phát ra tiếng gào thét ngắn ngủi mà hung lệ trên trăm con linh cẩu rất nhanh tất cả đều ngẩng đầu lên bao vây chỗ hắn hạ xuống nhè răng trợn mắt gào thét không ngừng dương khai mới tới huyết yêu động thiên cũng không biết những yêu thú này tiêu chuẩn thế nào lập tức đã tuôn ra ý nghĩ lấy chúng nó đến luyện tay cả người cấp tốc hạ xuống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống khi còn cách mặt đất ba dặm dương khai có ngón tay bắn từng đạo nguyệt nhận đen kịt chảm kích đi xé rách không gian tiếng suy 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 vang lên máu me tung tóe đám yêu thú tụ tập tại một chỗ lập tức gặp vận rủi lớn, bị từng đạo nguyệt nhận xé rách thân thể, ngã vào trong vũng máu, chỉ vừa đối mặt, trên trăm con yêu thú tử thương gần nửa. Dương Khai rớt xuống, oanh một tiếng, đại địa bị oanh ra một lỗ thủng, mặt đất tứ phương rạn dạ nứt, khói bụi nổi lên bốn phía. Bốn phía vang lên tiếng kêu ngắn ngủi mà thê lương của đám yêu thú, Dương Khai đứng lên, thi pháp thổi tan khói bụi, trên mặt đất ngoại trừ một mảnh tử thi, yêu thú còn lại đã chuồn toàn bộ. Một đám rác rưởi, dương khai bĩu môi vừa rồi thấy một đám yêu thú này khí thế hùng hổ còn tưởng rằng bọn chúng bao nhiêu lợi hại ai ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy đừng nói hắn cho dù cùng là đế tôn cảnh đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó được tiện tay một chiêu bắt một bộ thi thể linh cầu tới trong đó lấy ra nội đan dương khai thoáng dò xét phát hiện đan này lại chỉ tương đương với tài nguyên nhất phẩm nói một cách khác đây là nhất phẩm nội đan lại kiểm tra mấy cỗ thi thể đều không ngoại lệ như vậy xem ra những linh cẩu kia hẳn là nhất phẩm yêu thú tầng dưới chót nhất huyết yêu động thiên, hoàn toàn không có giá trị săn giết. Tình huống nơi này quả nhiên giống tin tức bà chủ cho, yêu thú trong nơi này được huyết yêu thần quân bồi dưỡng điều chế, thuộc tính mỗi một viên nội đan đều tinh thuần đơn nhất. Đây là hiện tượng rất ít gặp. Yêu thú nội đan giống như đạo ấn võ giả, là nơi tụ tập tinh khí thần yêu thú, bình thường, năng lượng đều tương đối hỗn tạp, mặc dù ngoại giới cũng có nội đan thuộc tính đơn nhất, nhưng số lượng rất ít chẳng những yêu thú như vậy, thánh linh cũng giống vậy. đối với yêu thú, lực lượng bản nguyên của thánh linh càng đơn nhất hơn. tỷ như nói kim ngột, bản nguyên nó chính là thuộc tính kim, lại tỷ như tất phương, bản nguyên chi lực là hỏa hành, mà bản nguyên côn sa là thủy hành. đủ loại loại hình, không phải trường hợp cá biệt. mà trong huyết yêu động thiên này, dương khai tùy tiện chém giết một đám yêu thú, lấy được mỗi một mai nội đan rõ ràng đều là cực kỳ đơn nhất, còn phi thường tinh khiết. mấy nội đan này mặc dù phẩm giai chỉ là nhất phẩm không có bao nhiêu giá trị, nhưng đã bao hàm bốn loại thuộc tính kim thủy thổ hỏa, còn có càng nhiều hắn không thu thập, hẳn là có thể bao quát bảy loại âm dương ngũ hành. Huyết yêu thần quân này, trên lĩnh vực bồi dưỡng điều chế yêu thú tuyệt đối là đỉnh tiêm người trong nghề. Không biết huyết yêu thần quân có ý đồ gì, hắn điều chế bồi dưỡng những yêu thú này nhất định là hao tốn tinh lực cùng đại giới, tất nhiên có dụng ý của mình. Dương Khai không khỏi nghĩ đến một khả năng. Huyết yêu thần quân đã là bát phẩm khai thiên, lên một bước chính là cửu phẩm nếu hắn muốn tấn thăng khai thiên đan chưa hẳn hữu dụng đối với hắn kể từ đó hắn nhất định phải đến luyện hóa đủ loại tài nguyên tu hành nhưng luyện hóa tài nguyên chỉ là lãng phí thời gian chỉ có luyện hóa tài nguyên bát phẩm mới có chỗ tác dụng nhưng thất phẩm tài nguyên đã thưa thớt không gì sánh được bát phẩm càng nát hơn mặc dù bản thân hắn là bát phẩm khai thiên chỉ sợ cũng không chỗ tìm kiếm nếu không cố chỗ tìm kiếm vậy tự nghĩ biện pháp nếu có thể điều chế ra bát phẩm yêu thú chẳng phải là có thể giết thú lấy đan kể từ đó mới có khả năng tiến thêm một bước trong ngọc giản ghi chép trong huyết yêu động thiên này có thất phẩm yêu thú đây cũng không phải là nghe đồn mà là đã có những võ giả tiến vào bên trong thật gặp được thất phẩm yêu thú nhưng trong ngọc giản lại không có ghi chép tin tức bát phẩm yêu thú như vậy xem ra hoặc là huyết yêu thần quân bồi dưỡng thất bại hoặc chính là bát phẩm yêu thú đã bị huyết yêu thần quân giết sạch lắc đầu dương khai cũng không biết ý nghĩ này của mình đúng hay không đây vẻn vẹn chỉ là hắn bỗng xuất hiện suy nghĩ thôi huyết yêu thần quân lúc trước vì sao muốn điều chế bồi dưỡng những yêu thú này, cũng chỉ có bản thân hắn rõ, vị này đã chết đi vô số năm, chân tướng niên đại xa xưa sớm đã thành bí mật. Thu hồi nội đan, còn lại dương khai cũng không để ý, nhất phẩm tài nguyên chỉ giá trị hơn 100 khai thiên đan mà thôi, bây giờ hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Phất tay, bảy tám thân ảnh từ trong tiểu huyền giới hiện thân. Lấy lãng thanh sơn cầm đầu, đám người ôm quyền, đại nhân. Dương khai gật đầu, nhìn qua mọi người, Trước đó tiểu huyền giới ẩn giấu hơn 30 người, thời điểm tranh đoạt cửa vào cùng các đệ tử hiên viên động thiên, đại đa số người đều bị hắn ném vào huyết yêu động thiên, bây giờ cũng không biết giải ở phương nào. Bọn hắn đã có quyết tâm tự hành lịch luyện, sống hay chết cũng chỉ xem cá nhân bọn hắn, dương khai quan tâm cũng vô dụng, chính như lãng thanh sơn nói, bọn hắn cũng không thể một mực nhờ bao che dưới cánh chim dương khai, võ giả chi lộ, chỉ có kinh lịch gió táp mưa xa chân chính mới có thể có trưởng thành. Nơi này chính là huyết yêu động thiên, Dương Khai không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi là theo ta, hay là tự mình làm việc. Bọn người lãng thanh sơn liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, ti chức nguyện xông vào bí cảnh nơi đây, mong đại nhân ân chuẩn. Dương Khai gật đầu nói, nếu như thế, vậy các ngươi vạn sự cẩn thận. Đám người ẩm vang đồng ý, từng người ma quyền sát trưởng, giống như chuẩn bị đại khai sát giới một phen. Dương Khai lại quay đầu nhìn về phía Quách Miêu, ngươi thì sao? Quách Miêu khẽ nhìn qua lãng thanh sơn, lặng lẽ đỏ mặt, nói khẽ, đệ tử muốn theo Thanh Sơn đại ca. Dương Khai nghe vậy sững sờ, nhìn người này, lại nhìn người kia, ngầm hiểu, gật đầu nói, Thanh Sơn, đại nhân. Lãng Thanh Sơn tiến lên một bước. Dương Khai cười mỉm nhìn qua hắn, "Quách Miêu muốn đi cùng ngươi, ý ngươi như nào?" Lãng Thanh Sơn liếc qua Quách Miêu, ôm quyền trầm giọng nói, "Ty chức nhất định hộ Quách sư muội chu toàn, xin đại nhân yên tâm." Dương Khai vỗ vỗ vai hắn, "Ta cũng không có gì không yên lòng." nhưng ngươi cũng tốt nhất đừng để nàng có gì sai sót nếu không ra khỏi huyết yêu động thiên ngươi không có cách bàn giao với quách thống lĩnh lãng thanh sơn nghiêm túc gật đầu dương khai lại nhìn khắp bốn phía cất cao giọng nói các ngươi đều có hùng tâm tráng trí bản tọa rất vui mừng cũng không ngăn cản các ngươi bản tọa ở đây chúc các ngươi một đường bằng phẳng gặp giữ hóa lành lại lấy ngọc giản bà chủ giao cho hắn ra thần niệm thác ấn mỗi người được chia một phần lúc này mới phát tay để đám người tự mình rời đi một lát sau nguyên địa chỉ còn lại dương khai lẻ loi một mình nắm ngọc giản trên tay so sánh địa đồ không trọn vẹn trong ngọc giản muốn xác định phương vị sở tại đáng tiếc bây giờ mới mới vừa tiến vào huyết yêu động thiên tin tức có thể có được quá ít nhìn hồi lâu cũng không biết mình rốt cuộc ở chỗ nào chỉ có thể thu hồi ngọc giản chuẩn bị thăm dòi nhiều chỗ có so sánh mới quyết định tùy ý chọn một phương vị dương khai một đường phi nhanh trên nửa đường hắn thử bay phát hiện chỗ quỷ quái này chỉ có thể lơ lửng mấy trượng không bay lên được nữa toàn bộ nơi này đúng là có cấm chế mà huyết yêu động thiên không hổ là tiểu càn khôn bát phẩm khai thiên lưu lại cùng chân chính càn khôn thế giới xác thực không có bao nhiêu khác nhau ở chỗ này thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn thiện thiên địa vĩ lực hùng hồn dồi dào khắp nơi linh khí giặt rào đơn giản chính là một thánh địa tu hành siêu lớn theo lão bạch thuyết pháp huyết yêu động thiên mỗi một lần mở ra tối thiểu nhất cũng có thể đến mấy vạn người con số này quả thực không ít đoạn đường này ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải một số người phần lớn đều như hắn lẻ loi một mình hành động cảnh giác bốn phía một khi phát giác khí thức người sống tránh ra thật xa để tránh phát sinh xung đột mà cũng không thể không nói huyết yêu động thiên đơn giản chính là nhạc viên yêu thú yêu thú nơi này muôn hình muôn vẻ đếm mãi không hết dương khai đi nửa ngày võ giả không đụng phải bao nhiêu yêu thú lại gặp rất nhiều dọc theo chỗ qua cũng có lưu lại nhiều dấu vết đánh nhau còn có một số thi thể yêu thú đều không ngoại lệ nội đan đều đã bị lấy đi thi thể võ giả hì một cái cũng không gặp nhưng cũng không thể nói là không có người tử vong mà là mặc dù có thi thể cũng đã bị yêu thú ăn thực lực dương khai sớm đã siêu việt đế tôn dù sao ngay cả hạ phẩm khai thiên hắn đều đã có thể giết yêu thú bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn dưới tứ phẩm có thể giết hắn còn chưa gặp được ngũ phẩm không biết yêu thú ngũ phẩm có thực lực thế nào trừ cái đó ra linh hoa dị thảo nơi đây cũng không ít không biết là huyết yêu động thiên tự nhiên sinh thành hay là huyết yêu thần quân khi còn sống bồi dưỡng dương khai lựa chọn hái một chút những thứ không có giá trị gì kia không lãng phí thời gian hái đều là có giá trị nhất định nửa ngày thăm dò để hắn cũng hiểu chút đỉnh vị trí đối với vị trí hiện tại của mình so sánh địa đồ trong ngọc giản dương khai thoáng điều chỉnh phương hướng tiến về chỗ sâu huyết yêu động thiên nếu như phương hướng không sai phía trước kia hẳn là sẽ có một chỗ đầm lầy một lúc lâu sau phía trước quả nhiên xuất hiện một khu vực đầm lầy lớn không nhìn thấy cuối cùng cũng để dương khai xác định phương hướng của mình là chính xác treo trên bầu trời ba trượng, dương khai phi nhanh, lướt qua đầm lầy. Chợt, bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn phía trước. Tại vị trí phía trước, cách không đến một trượng, trong hư không kia có ba động không giống bình thường truyền ra, nếu dương khai không tinh thông không gian pháp tắc chắc cũng không thể nhận ra. Vết nứt không gian. Dương khai nhíu mày, trên không đầm lầy này lại có một khe hở không gian, tinh tế cảm giác, phát hiện vết nứt này cũng khá rộng, ước chừng khoảng mười mấy, mấy trượng, vắt ngang ở trong hư không, vô ảnh vô hình. Thứ này cực kỳ nguy hiểm, cho dù bản thân Dương Khai Tinh thông đạo này cũng không muốn tùy tiện đụng vào, một khi xúc động hoặc là bị vết nứt vô hình này chặt đứt thân thể, hoặc là bị nó kéo vào, không phân biệt đông nam tây bắc. Dương Khai âm thầm kinh hãi, vết nứt này thực sự quá ẩn nấp, hại hắn kém chút đâm đầu vào. Xem ra, huyết yêu động thiên sắc thực không quá ổn định, nếu không làm sao cũng không có khả năng xuất hiện thứ này. Vết nứt không gian xuất hiện, không thể nghi ngờ nói rõ huyết yêu động thiên, cũng không kiên trì được bao nhiêu năm sẽ sụp đổ lại cảm giác một phen, Dương Khai không khỏi líu lưỡi, trên không đầm lầy này không chỉ có vết nứt không gian này, mà là có rất nhiều loạn thất bát tao phân bố quanh nơi này. Đây quả thực là một chỗ đại hung trì địa, nếu có người không cẩn thận đi qua nơi này, 10 phần 98 sẽ mất mạng tại đây. Ánh mắt Dương Khai bỗng dừng lại tại nơi nào đó, nơi đó có một vết máu nhàn nhạt, nhạt đỏ thẫm, thầm thở dài, xem ra đã có người xui xẻo. Đang chuẩn bị vòng đi, Dương Khai bỗng quay đầu nhìn bên phải, chợt quát một tiếng, người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Dứt lời, đưa tay chộp tới chỗ sâu kia. Hắn vừa động thủ, một đạo huyền quang từ dưới nước đánh ra, đánh thẳng tới chỗ mặt, lăng lệ đến cực điểm. Dương Khai nghiêng thân tránh, theo sát sau huyền quang kia, một bóng người từ trong đầm lầy trùng sát ra, cuốn lên bọt nước, một kiếm đâm tới, rũ ra ngàn vạn kiếm mang. Hèn hạ! Dương Khai gầm thét, lập tức đáp xuống đất, chớp mắt thấy rõ ý đồ người đánh lén này, người này hẳn cũng là đã nhận ra sự tồn tại của vết nứt không gian kia nên mai phục tại nơi này xem có thể giết người cướp của hay không không động thủ còn có thể nhặt chút di sản cũng không phải tùy tiện có thể gặp vết nứt không gian vô ảnh vô hình trải rộng trên không đầm lầy lại tạo cho người này cơ hội như vậy ai ngờ dương khai lại cảnh giác phi thường trước đó phát hiện vết nứt không gian kia càng phát giác được hắn mai phục để hắn không thể không ra tay đánh lén hạ xuống dương khai có ngón tay bắn từng đạo nguyệt nhận phóng tới người kia người kia phản ứng cũng không chậm phát giác nguyệt nhận mang sát thương kinh người vội vàng điểm ra từng đạo kiếm mang nguyệt nhận cùng kiếm mang vai nhau ở giữa không chung trừ khử vô hình người kia nhíu mày lại chuyển hướng nhẹ nhàng rơi xuống cách đó vài chục trượng nghiêng đầu nhìn dương khai nhếch miệng cười một tiếng vị sư huynh này khoan động thủ đã đó là hiểu lầm cho tới giờ khắc này dương khai mới nhìn rõ bộ dáng người đánh lén là một thanh niên chừng 20, mươi dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự mặc dù mặt cười híp mắt nhưng cảnh giác trong mắt lại nồng đậm đến cực điểm đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới dương khai lại khó chơi như vậy bản thân hắn thực lực không yếu lại đánh lén chiếm tiên cơ nếu tu vi dương khai hơi kém khẳng định để hắn đắc thủ vậy thì không phải là hiểu lầm rồi chính là bởi vì phát giác được dương khai lợi hại mới có giải thích này dương khai hử lạnh đã là hiểu lầm sao không mời đồng bạn kia của ngươi ra tâm sự nói rồi bỗng một quyền đánh ra sau lưng một quyền này bỏ qua không gian cách trở theo quyền kình bộc phát một tiếng kêu đau vang lên vài chục trượng sau lưng dương khai một bóng người khác quỷ mị hiện thân chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt lùi lại không ngừng khóe miệng tràn ra máu tươi hắn bị dương khai một quyền đánh thổ huyết kinh hãi không thôi thanh niên kinh ngạc cười khổ cuống quít phục sư huynh quả nhiên ghê gớm là huynh đệ ta nhìn sai rồi còn xin sư huynh chớ trách cảm nhận được dương khai cường đại hắn lập tức chịu thua cũng là co được giãn được Dương Khai nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn che giấu sao? Bảo đồng bạn thứ ba của ngươi cút ra đây đi. Thanh niên nhíu mày, nơi đây chỉ có huynh đệ hai người chúng ta, chỉ muốn kiếm chút đồ, nào có người thứ ba cái gì? Ung ục ục. Sau lưng thanh niên bỗng toát ra một trận bọt khí, ngay sau đó, một đầu nhuyễn tiên đột nhiên từ trong đầm lầy kia bắn ra, tại thời điểm thanh niên này hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Thanh niên như bị sét đánh, trong mắt trợn tròn, giờ mới hiểu được người thứ ba trong miệng Dương Khai là gì, huynh đệ hai người bọn họ ở đây mai phục người khác, lại cũng bị thứ gì khác nhìn chằm chằm, buồn cười hai người bọn họ đến nay đều không có phát giác chút nào, nếu không có Dương Khai điểm phá, chỉ sợ còn không biết, mà giờ mặc dù biết được cũng đã trễ. Nguyễn Tiên kia dài kinh người, xuyên thấu qua hắn, dư thế không giảm, phóng tới Dương Khai. Dương Khai vỗ ra một chưởng, chính giữa đầu roi Nguyễn Tiên kia, Nguyễn Tiên lại trơn trượt như trạch, không chỗ nhận lực. Nguyễn Tiên thuận thế cuốn tới, cuốn lấy Dương Khai vài vòng, sức lôi kéo to lớn truyền đến, cả người Dương Khai mất thăng bằng, cả thanh niên bị xuyên người kia cũng bị Nguyễn Tiên kéo vào trong đầm lầy, trong nháy mắt biến mất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đầm lầy, chỉ còn lại võ giả bị Dương Khai một quyền đánh thổ huyết ngây ngốc nhìn, biến cố quá mức đột ngột, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không thấy rốt cuộc là thứ gì từ dưới nước đánh lén. Đến khi phản ứng, đồng bạn của mình cùng một nam tử khác đã biến mất, trên mặt nước, chỉ còn lại có từng cái bong bóng bốc lên, nổ tung, dùng mình. Người này không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, đâu còn có tâm tư đi cứu người. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, đồng bạn của mình bị nhuyễn tiên kia trực tiếp quán xuyên thân thể, đã trọng thương, bây giờ lại bị lôi xuống đầm lầy. 10 phần 98 đã mệnh tăng hoàng tuyền, hai người tuy nói là sư huynh đệ, nhưng cho dù là hai vợ chồng, đại nạn lâm đầu cũng sẽ tự chạy dưới nguy cơ vứt bỏ một sư đệ lại coi là cái gì đương nhiên là mạng sống của mình càng trọng yếu hơn nhưng hắn mới vừa quay người liền nghe phía sau truyền đến một tiếng vang cực lớn hải nhiên quay đầu nhìn lại một bóng người từ dưới đầm lầy kia điện thiểm phóng ra mặc dù toàn thân ướt nhẹp ngay cả tóc tai đều rối bời nhưng hắn vẫn nhìn ra người này chính là tên kia vừa rồi bị sư huynh đệ hắn mai phục đánh lén oanh bọt nước to lớn bạo đổ chỗ hắn đầy trời giọt nước mưa to đập xuống theo sát sau người kia, một thân ảnh cự đại cũng từ đầm lầy nhảy ra, ầm ầm rơi trên đầm lầy, che mất hai người. Con cóc, người này ngừng đầu nhìn, trong đầu hiện lên hai chữ, cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn rõ diện mục chân chính của kẻ đánh lén, đó rõ ràng là một con cóc toàn thân mọc đầy cục u lớn, hai con mắt gần như lồi ra hốc mắt, yêu khí toàn thân kinh khủng. Nghĩ tới sư huynh đệ mình mai phục tại nơi này, đồng thời cũng bị một con cóc như này nhìn chằm chằm, hắn không khỏi tê cả da đầu giờ cũng coi như biết nguyễn tiên kia là cái gì đó rõ ràng chính là đầu con cóc ghẻ này bắn ra cách mặt đất ba trượng dương khai lao nước bùn trên mặt thẩm nghĩ suối quẩy hắn không nghĩ tới bên dưới đầm lầy này ẩn giấu một con yêu thú lúc trước hắn phát giác dưới đầm lầy có sinh cơ ẩn nấp còn tưởng rằng đối phương có người thứ ba biến cố nổi lên mới biết mình nghĩ sai người thanh niên đánh lén mình đầu tiên kia đã biến mất hẳn đã bị con cóc này nuốt vào trong bụng giờ con cóc kia cũng đang phồng mắt nhìn mình chằm chằm chớp mắt không rời, miệng phòng lên co vào, truyền ra tiếng ung ục. Dương Khai đang muốn nhìn xem con cóc này đến cùng là mấy phẩm yêu thú, chợt thấy nghiệt xúc này há miệng ra, từ trong miệng phun ra một thủy cầu lớn, đụng một tiếng, nổ tung. Ngay sau đó, sương mù nồng nặc lấy tốc độ xét đánh bao phủ khắp nơi. Trong chốc lát, trước mắt Dương Khai trắng loá như tuyết, mắt không thể thấy, ngay cả thần niệm cũng chịu trở ngại, chỉ có thể kéo dài đến năm trượng bên người, xoẹt xẹt, bên ngoài thân thể đau đớn như hỏa thiêu càng truyền ra tiếng vang kỳ dị. Dương Khai thấy hơi rét lạnh, sương mù này thật cao minh, chẳng những có thể ngăn cách ánh mắt, hạn chế thần niệm, lại còn có kịch độc. Độc tính mãnh liệt liệt, bình sinh ít thấy. Nếu là võ giả bình thường rơi xuống trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi chết rồi. Cũng may hắn có long tộc huyết mạch, long thân, đối với độc tố có năng lực ngăn cản tự nhiên. Kịch độc trong mê vụ này mặc dù lợi hại, nhưng lại không làm gì được hắn, nhiều lắm là cũng chính là để hắn thụ chút thương ngoài da, lấy năng lực khôi phục của hắn chỉ cần ra khỏi mê vụ này rất nhanh có thể khỏi hẳn cách đó không xa lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết một người khá vô cùng thê lương mà lại từ thanh âm không ngừng chuyển di người này hẳn là đang tìm kiếm đường ra không được động dương khai vội vàng hô to một tiếng đã muộn một tiếng kình phong phá không vang lên ngay sau đó tiếng kêu thảm biến thành kêu rên cứu mạng tiếng kêu lơ lửng không cố định mới hô lên hai chữ này đã triệt để biến mất dương khai mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hắn gặp cái gì nhất định là bị con cóc kia cuốn vào trong miệng xuống hoàng tuyền cùng đồng bạn tối thiểu nhất là ngũ phẩm yêu thú dương khai có phán đoán võ giả có thể vào huyết yêu động thiên thực lực cũng sẽ không quá kém trừ phi vận khí đặc biệt tốt nếu không cũng không giành được cửa vào nhưng vẫn vừa đối mặt liền bị con cóc kia giải quyết cố nhiên có phần đánh lén nhưng tứ phẩm yêu thú tuyệt đối làm không được loại trình độ này đứng tại chỗ đợi một hồi, cũng không thấy con cóc kia có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, cảm thấy con cóc này mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng chắc còn bảo lưu bản năng dã thú, đối với mục tiêu đứng im bất động làm như không thấy, chỉ có di động nó mới có thể tinh chuẩn săn giết. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng lười ở đây lãng phí thời gian, thi triển thân pháp. Hắn vừa mới có động tĩnh, quả nhiên từ chỗ sâu mê vụ, một tiếng xé gió rất nhỏ truyền tới, ngay sau đó, Dương Khai cảm thấy quanh thân siết chặt, giống bị một chiếc roi mềm trói lại, sức lôi kéo to lớn truyền đến, muốn kéo hắn về. Dương Khai chính là chờ thời khắc này, nhếch miệng nhe răng cười, nhô ra hai tay, bắt được thứ chói mình, thứ chân tuột nhớp nháp vào tay khiếp người ta buồn nôn, không cần nghĩ cũng biết là lưỡi con cóc kia. Hai tay hóa thành vuốt rồng, gắt gao chế trụ, quát lớn, lên. Cự lực tràn trề không gì chống đỡ nổi từ hai tay tuôn ra, nắm lấy đầu con cóc kia quăng bay đi, cùng lúc đó, Dương Khai âm thầm thôi động hỏa hành chi lực, bên ngoài thân hiện ra một tầng liệt diễm đen kịt kim ô chân hỏa thiếu đốt, đầu con cóc kia không tự chủ được buông ra. Không còn bị trói, Dương Khai tuột tay quăng nó bay ra ngoài. Đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh nghe được tiếng suy suy, ngay sau đó, có động tĩnh như thứ gì đập xuống trong đầm lầy. Xong việc, Dương Khai phủi tay, đứng yên chờ đợi. Ít lâu sau, mê vụ bao phủ đầm lầy từ từ tán đi. Dương Khai nhìn lại, quả nhiên thấy từng khối thi thể tán loạn trên đầm lầy, trên thi thể kia, vết cắt bình bình chỉnh chỉnh, máu đỏ thấm nhuộm đỏ đại địa. Dương Khai phất phất tay, xua tan mê vụ trước mắt, bước đi, cúi đầu kiểm tra mấy khối thi thể, tìm được hai bộ thi thể bị ăn mòn không thành hình người, thầm líu lưỡi, hai người này bị con cóc nuốt vào bụng cũng không bao lâu, thế mà rất nhanh thành bộ dáng này, có thể thấy được dịch trong bụng nghiệt xúc này có tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Thu hồi không gian giới hai người, Dương Khai lại bận rộn một hồi, cuối cùng tìm được nội đan con cóc kia. Quả nhiên là ngũ phẩm, là thủy hành nội đan trong nội đan tích chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần đơn nhất hoàn toàn có thể luyện hóa huyết yêu thần quân không tầm thường điều chế bồi dưỡng yêu thú như này tuyệt đối là một phần vô giới chi bảo có thể khiến mỗi một nội đan yêu thú đều biến thành tài nguyên võ giả tu hành nếu có thể đạt được pháp môn này một thế lực quật khởi tuyệt đối trong tầm tay cũng không biết huyết yêu thần quân có lưu tại pháp môn này trong truyền thừa hay không nếu có vậy truyền thừa này giá trị lớn đây là ngũ phẩm nội đan thứ nhất dương khai thu hoạch cẩn thận cất kỹ cũng không vội vã rời đi mà là tìm kiếm bốn phía một phen tìm được một vị trí rơi xuống chìm vào trong đầm lầy vừa rồi hắn bị con cóc kia cuốn vào dưới nước phát hiện một số vật khá hay ho bây giờ xong chuyện mới có thể hào hào điều tra một chút dưới nước có kịch độc so với kịch độc trong sương mù thì càng sâu hẳn là con cóc kia sinh sống ở đây vô số năm độc tố trong thể nội đã ngấm hết vào nước quanh đây dương khai thôi động long tộc bản nguyên bên ngoài thân hóa thành một tầng vẩy rồng lập tức nhẹ nhõm đi không ít chìm xuống vài chục trượng dương khai mới dừng lại mặc dù nơi này nước bùn đục ngầu mắt không thể thấy nhưng thần niệm lại tinh tường cảm giác được trước mặt có một phạm vi ước chừng vài chục trượng tràn ngập thủy linh chi lực nồng đậm mà tinh thuần thủy linh chi lực nồng đậm kết thành sương mù dưới nước này chiếm một khối không gian không lớn khác hẳn nước bùn đục ngầu bốn phía dương khai lách mình tiến vào trong đó thử một ngụ cảm thấy trong mũi miệng tất cả đều là nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát Nơi này hẳn là chỗ ẩn thân của con cóc kia, có lẽ cũng là dựa vào nồng đậm thủy linh chi lực nơi đây, nó mới có thể trở thành ngũ phẩm yêu thú. Mà thủy linh chi lực này nếu để cho võ giả luyện hóa hấp thu, cũng tuyệt đối có thể cô động lực lượng ngũ phẩm. Nơi này, hẳn là trước đó mình nghe nói qua, giải tại huyết yêu động thiên, một trong các nơi phúc địa tu hành. Nếu là là võ giả khác tới đây, đối mặt một chỗ phúc địa tu hành như này, cũng chỉ có thể lựa chọn ở đây tu hành. Nhưng dương khai có huyền giới châu hoàn toàn có thể chuyển rời khối phúc địa này đến tiểu huyền giới chờ đến ngày sau trở về hư không địa lại chuyển ra để các đệ tử hư không địa tu hành sử dụng như vậy cũng tốt hơn so với mọi người cùng nhau đi khách sạn ăn cơm người khác chỉ có thể ăn hắn lại là có thể mang về cái này là có ưu thế của mình dương khai lách mình ra lại quay đầu nhìn thi khối ngũ phẩm yêu thú kia dương khai thầm hô may mắn thứ này thực lực kỳ thật không yếu bằng không cũng không có khả năng lập tức giết hai đế tôn cảnh nếu động thủ dương khai cố nhiên có thể làm thịt nó nhưng cũng phỉa phí chút tay chân lợi dụng vết nứt không gian trong nháy mắt đánh chết con thú này cũng coi là bớt đi không ít thời gian theo suy đoán của hắn thực lực ngũ phẩm yêu thú này tương đương với nửa bước khai thiên đương nhiên bởi vì nội đan yêu thú trong huyết yêu động thiên thuộc tính đơn nhất cho nên rất dễ dàng bị nhằm vào tỷ như nói con cóc này nội đan thủy hành có thể khắc hỏa vừa rồi hắn thôi động kim ô chân hỏa chính là có phương diện này cân nhắc mặc dù dễ dàng bị nhằm vào đó cũng là nửa bước khai thiên đế tôn cảnh bình thường đụng phải sẽ giữ nhiều lành ít ngũ phẩm yêu thú đều như vậy vậy lục phẩm thì sao há không phải tương đương với hạ phẩm khai thiên cũng như hắn nhận biết lúc trước hắn dùng lục phẩm nguyên từ thần quang tranh đấu cùng hạ phẩm khai thiên uy năng vô tận rất nhiều hạ phẩm khai thiên ngăn cản cũng hơi có vẻ gian khổ thất phẩm thì sao chẳng phải là tương đương với trung phẩm khai thiên dương khai âm thầm kinh hãi Lúc trước hắn còn muốn có thể tìm được thất phẩm yêu thú giết lấy đan, xem ra, nếu thật đụng phải thất phẩm, phải chạy giữ mạng. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa, thất phẩm yêu thú tuy nói xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể gặp, có gặp cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lấy ra không gian giới hai người kia kiểm tra một phen, tên này nghèo hơn tên kia, khai thiên đan mới chỉ có mấy trăm, đồ vật khác loạn thất bát tao, Dương Khai không để vào mắt. Xem ra, bọn hắn cũng là mới đến nơi này không bao lâu. Còn chưa kịp lấy của cải người chết, chí khí chưa thủ thân chết trước. Đây thật là cái bi kịch. Dương Khai không nghĩ bọn hắn nữa, nếu tiến vào huyết yêu động thiên, phải có chuẩn bị tâm lý bị chết, đang chuẩn bị thu hồi không gian giới, bỗng phát giác từ trong một chiếc nhẫn lấy ra một bộ gia thú. Gia thú đã được nhiều năm tháng, tuế nguyệt đã lâu, phía trên vẽ lít nhà lít nhít loạn thất bát ta, trải qua vô số năm tổn hại, rất nhiều nơi đều có chút mơ hồ không rõ. Ban sơ Dương Khai nhìn không hiểu trên gia thú này là gì một lát sau bỗng giống như là nhớ ra cái gì đó tranh thủ lấy ra ngọc giản bà chủ cho hắn thần niệm phân thành hai một bên đắm chìm trong ngọc giản điều tra một phần chú ý ra thú một lát sau dương khai lộ vẻ kinh ngạc địa đồ đây rõ ràng là một phần tàn phá địa đồ hơn nữa còn là địa đồ một khối khu vực nào đó trong huyết yêu động thiên bởi vì địa đồ trong gia thú này có một bộ phận tương đối ăn khớp so với trong ngọc giản ghi lại cho nên dương khai mới có thể phân biệt được Nắm địa đồ ra thú kia, Dương Khai rơi vào trầm tư. Lúc trước phòng đấu giá Đan Hà ném ra 100 phần địa đồ huyết yêu động thiên, mặc dù cũng không toàn diện, nhưng đã có thể chỉ dẫn phương hướng cho võ giả rất tốt. Dương Khai cũng sẽ không khở dại cho rằng phòng đấu giá Đan Hà sẽ hảo tâm như thế, một phần địa đồ tương đối hoàn thiện có thể mang, đến ích lợi to lớn đến khó tưởng tượng. Phía sau phòng đấu giá Đan Hà, Đan Hà động thiên có tuyệt đối không công khai toàn bộ địa đồ, có thể bị bọn hắn công khai có lẽ đều là những nơi đã bị bọn hắn thăm dò, không có bao nhiêu giá trị. Thậm chí ngay cả địa đồ trong tay mình, Dương Khai cũng có thể xác định không phải hoàn toàn từ đan hà phòng đấu giá, trong đó tuyệt đối có bà chủ tự mình thêm vào một bộ phận, lúc trước bà chủ cũng từng tới huyết yêu động thiên. Một vị trí nào đó trên địa đồ gia thú, có vòng một vòng tròn, rất là hấp dẫn chú ý, bình thường chỗ trọng điểm đánh dấu này nhất định là có bảo bối. Trong lòng ngứa ngáy, Dương Khai so sánh hai phần địa đồ, phát hiện muốn đến chỗ vòng tròn kia, còn cần vài ngày lộ trình. Ngay sau đó thu địa đồ ra thú kia, cũng không vội làm quyết định, chờ đến lúc đó rồi quyết định cũng không muộn. Ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước đầm lầy, Dương Khai không lựa chọn đi vòng, đi vòng tốn nhiều thời gian hơn, thêm nữa nơi này mặc dù trải rộng vết nứt không gian, nhưng với hắn lại là cực giai chiến trường, nếu lại có yêu thú đánh lén như con cóc kia, hắn hoàn toàn có thể mượn nhiều vết nứt không gian chém giết lấy đan. Thần niệm quét ra, Dương Khai bắt đầu phi đi. Số lượng vết nứt không gian tại địa phương quỷ quái này thực không ít, cũng may Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, bây giờ lại thời khắc cảnh giác, cho nên mỗi lần đều có thể rất sớm có điều phát hiện, thuận lợi tránh đi. Không như hắn dự liệu, không có gặp yêu thú nào, xem ra khu vực này, đối với yêu thú trong huyết yêu động thiên cũng là đại hung chi địa, không muốn tùy tiện bước chân. Vị trí con cóc kia, chỉ khu vực biên giới đầm lầy, đã không có con mồi, Dương Khai một lòng đi đường, rất nhanh đi qua hơn phân nửa đầm lầy chợt nghe tiếng người truyền đến, bằng hữu chậm đã, con đường phía trước hung hiểm. Dương Khai dừng lại, quay đầu nhìn lại hướng nơi thanh âm phát ra, bên kia hơn 10 dặm, năm người đứng trên đầm lầy, từng người khoác áo giáp, nâng thương phối kiếm, tuy chỉ có năm người, lại khí tức trầm ổn, cho người ta cảm giác thiên quân vạn mã. Ăn mặc kiểu này để hắn thấy có chút quen mắt, nhíu mày, nhớ đến một thế lực bay đến trước mặt năm người này, đại chiến thiên, cũng chỉ có đệ tử đại chiến thiên mới có thể mặc như vậy, mới có thể năm người thành một sư đoàn vừa rồi chỉ là suy đoán bây giờ tới gần càng khẳng định bởi vì trên người họ có thiết huyết túc sát chi khí loại khí tức này chỉ có quanh năm sinh hoạt trong quân ngũ mới có thể có mà đại chiến thiên thì là thế lực duy nhất lấy quân ngũ thiết luật quản lý quân lệnh vừa ra không dám không theo thiên điểu tinh thị chính là đại chiến thiên đang quản lý dương khai tại bến đò hư không gặp qua đệ tử đại chiến thiên những người kia nói là võ giả không bằng nói là tướng sĩ năm người này bốn nam một nữ đều một bộ như gặp quỷ nhìn dương khai trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Nghe được Dương Khai hỏi, thanh niên cầm đầu kia gật đầu nói, đúng vậy. Lại trên dưới nhìn Dương Khai, tán thán nói, người vận khí thật tốt. Nghe hắn nói, Dương Khai biết vừa rồi gọi mình chính là người này, người này mày rậm mắt to, tinh thần tràn trề, mặt tuyến kiên cường, rất có một mùi thiết huyết của đàn ông. Hơn nữa nhìn ra, năm người hẳn là lấy người này cầm đầu. Dương Khai cười cười, vận khí của các ngươi cũng không thế nào, sao lại bị vây ở chỗ này, hắn liếc mắt nhìn ra, năm người này bất động đứng ở nơi đây, cũng không phải là không muốn động, mà là bị nhốt rồi, bốn phía bọn hắn hiện đầy vết nứt không gian, có mấy đạo vết nứt không gian thậm chí đang chậm rãi di động, cho dù là thần niệm cũng khó có thể phát giác. Trong năm người, có ba người dính thương, trên thân vết máu loang lổ, đoán chừng chính là bị những vết nứt không gian này gây thương tích. Thanh niên lắc đầu, một lời khó nói hết. Không nói cái này, xin hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào? Dương Khai Thanh niên kia nghe vậy ngơ ngác, "Ngươi là Dương Khai?" Bốn người phía sau hắn cũng đều sắc mặt kinh ngạc, "Hiếu Kỳ trông lại Dương Khai." Dương Khai cũng ngơ ngác một chút, "Các ngươi biết ta?" Chợt kịp phản ứng, "Phải, các ngươi hẳn từng nghe về ta." Sau trận chiến tại Tinh thị Tu La Tràng, hắn đã tiến vào tầm mắt rất nhiều động thiên phúc địa, đầu tiên là có vị quản sự Tu La Tràng kia lý do thoái thác, sau lại có hiên viên động thiên quách sư huynh lôi kéo, nếu Tu La Thiên cùng hiên viên động thiên đều đã chú ý hắn. Đại chiến thiên trưởng quản thiên điểu tinh thị, chú ý cũng không đủ lạ. Thanh niên không phủ nhận, ông quyền nói, nguyên lai là Dương huynh, thất kính, tại hạ bộ Liên Trung, bộ huynh khách khí. Dương Khai gật đầu. Bộ Liên Trung vừa chỉ chỉ bốn người sau lưng, báo tên của bọn hắn, nói xong, nghiêm mặt nói, Dương huynh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Bộ huynh mời nói. Vừa rồi bộ Liên Trung thấy hắn phi nhanh, hô to cảnh báo, hiển nhiên tâm tính không hỏng, Dương Khai xưa nay có qua có lại người ta hảo tâm trước hắn tự nhiên cũng sẽ không bất cận nhân tình nhưng trước khi chưa xác định đối phương muốn giúp gì tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng bộ liên trung nói mấy người chúng ta thân hãm nơi đây sợ là giữ nhiều lành ít còn xin dương khai sau khi rời huyết yêu động thiên đi tinh thị đại đô đốc phủ một chuyến báo tin chết của chúng ta cho diệp đại đô đốc tọa trấn thiên điểu tinh thị đại đô đốc diệp thiên hùng chính là một vị lục phẩm khai thiên dương khai biết thiên điểu tinh thị cũng là một chỗ tinh thị cỡ lớn chỉ có nhân vật như vậy mới có bản sự khống chế, thực lực thấp không có tư cách ủng hộ kênh qua linh halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Dương Khai còn tưởng rằng hắn muốn mình hỗ trợ cái gì, nguyên lai like là cái này không khỏi bật cười những lời này Bộ Huynh tự mình đi nói với Diệp Đại đô đốc đi Bộ Liên Trung nhướng mày Dương Huynh chỉ là tiện tay mà thôi cũng không phí ngươi bao nhiêu thời gian cũng không tổn hại ngươi lợi ích cớ gì cự tuyệt bốn người khác cũng đều nhíu mày nhìn hắn Dương Khai biết hắn hiểu lầm cũng lười đi giải thích, người lóe lên, trực tiếp xuyên qua khu vực đầy vết nứt không gian kia, đứng trước mặt Bộ Liên Trung. Bộ Liên Trung giật mình, lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn hắn, "Ngươi, ngươi làm sao đến được đây?" Mấy người bọn hắn bị vây ở chỗ này hơn nửa ngày, cũng không phải không có thử rời đi, chỉ là căn bản không thể xác định chỗ nào an toàn, mấy lần thăm dò, ba người thụ thương, cuối cùng không thể động đậy, nhưng vừa rồi Dương Khai lại xông vào dễ như trở bàn tay, vết nứt không gian khốn nhĩu bọn hắn như thể không tồn tại. Người này vận khí cũng quá tốt đi. Vừa rồi phi nhanh trên đầm lầy kia không gặp được hung hiểm, bây giờ càng dễ như trở bàn tay xông vào nơi đại hung này, có thể sống đến hiện tại không chết đúng là kỳ tích." Dương Khai cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ thúc dục Đế Nguyên, bao lấy năm người, không đợi bọn người bộ liên trung kịp phản ứng, thoát một cái, đã bọc lấy năm người bay ra khỏi khu vực vết nứt không gian kia. "Bộ huynh, về phần đại đô đốc, hay là chính các ngươi đi bẩm báo tốt hơn?" Dương Khai gật gật đầu. Bọn người Bộ Liên Trung sợ ngây người, nhao nhao quay đầu nhìn về bốn phía, xác định mình đã không tại vị trí vừa rồi mà là rời đi xa mấy chục trượng, lúc này mới lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Bộ Liên Trung kinh ngạc nhìn qua Dương Khai, Dương huynh có thể nhìn thấy những vết nứt không gian kia? Chẳng lẽ Dương huynh tu luyện không gian pháp tắc? Dương Khai thận trọng nói, hiểu sơ. Bộ Liên Trung cảm khái không thôi, nhẹ nhàng như vậy mang năm người sư huynh đệ mình ra, đã không phải là hiểu sơ có thể giải thích đây tuyệt đối cần có tạo nghệ cực cao trên không gian chi đạo mới được. Giật mình hiểu rõ, người ta lấy đâu là cái vận khí gì tốt mới có thể phi nhanh trên đầm lầy này. Căn bản chính là không có sợ hãi, toàn do thực lực. Đa tạ Dương Huynh. Bộ liên trung nghiêm mặt ôm quyền, bốn người sau lưng cũng đều ôm quyền nói tạ ơn. Tiện tay mà thôi. Dương khai khoát tay, đầm lầy này hung hiểm, sát cơ giấu giếm, kỳ quái là trên bản đồ tại sao không đánh dấu. Trên tay hắn có địa đồ từ phòng đấu giá đan hà, trên tay các đệ tử Đại Chiến Thiên chắc chắn cũng có, địa đồ kia không đơn giản có lộ tuyến, còn có đánh dấu hung hiểm cùng kỳ ngộ. Thế nhưng bản đồ trong tay Dương Khai chỉ có biểu thị đầm lầy này, nhưng không có nhắc nhở hung hiểm, có lẽ địa đồ trên tay mấy người này cũng thế, bằng không cũng sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Bộ Liên Trung nói, huyết yêu động thiên bất ổn, tình huống bên trong có đôi khi sẽ phát sinh biến hóa, nơi đây 200 năm trước hẳn là không nguy hiểm gì, những biến hóa này có lẽ 200 năm này mới xuất hiện, cho nên trên đồ mới không có đánh dấu dương huynh địa đồ kia mặc dù không tệ nhưng cũng không thể tin hoàn toàn chúng ta gặp phải chính là vết xe đổ về sau làm việc còn phải cẩn thận đề phòng hơn dương khai hiểu rõ nói bộ huynh nói rất đúng quay đầu nhìn bộ liên trung chư vị muốn đi nơi nào bộ liên trung chỉ một phương hướng dương khai cười nói xem ra chúng ta tiện đường vậy đi thôi bộ liên trung bọn người liếc nhau vội vàng theo sát dương khai có thể nhẹ nhõm mang bọn hắn từ nơi vết nứt không gian vây quanh kia ra vậy mang bọn hắn rời khỏi đầm lầy này cũng không thành vấn đề cũng không biết đệ tử đại chiến thiên có phải điều tương đối trầm mặc ít nói hay không đoạn đường này năm người bộ liên trung không nói nhiều cho dù chợt có lời cũng là dương khai chủ động kéo lên chủ đề thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu biết được năm người này là từ một hướng khác tiến vào đầm lầy ngay từ đầu không gặp được nguy hiểm gì đến khi phát giác không ổn muốn lui về đã chậm nếu không phải vận khí tốt gặp dương khai bọn hắn thật có khả năng mất mạng tại trong đầm lầy kia mặc dù ngôn từ không nhiều nhưng cảm kích trong lòng năm người lại lộ rõ trên mặt dù sao đây cũng là ân cứu mạng đệ tử đại chiến thiên làm việc ngay thẳng cương chính xưa nay có ân tất báo mang theo năm người tốc độ không giảm chút nào gần nửa ngày sau mọi người mới rời khỏi khu vực đầm lầy kia bọn người bộ liên trung hung hăng thở ra một hơi loại cảm giác mạng nhỏ không trong khống chế của mình này quá tệ hại đời này đều không muốn thử đã thoát hiểm địa vậy chúng ta cáo từ dương khai ôm quyền mang bọn hắn ra là thuận tiện còn loại chuyện tầm bảo này hay là một thân một mình tốt hơn mặc kệ tình được bảo bối gì cũng có thể độc chiếm bộ liên trung đáp lễ nói dương huynh tri ân hôm nay sư huynh đệ ta ghi nhớ trong lòng ngày khác tất có hậu báo dừng chút thần sắc bỗng ngưng túc vạn phần dương huynh vạn sự cẩn thận chớ có nhẹ tin người dương khai khẽ nhíu mày cảm giác trong lời hắn có hàm ý đang muốn hỏi một câu chợt nghe một tiếng kêu cứu từ xa đến gần đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy bên kia có hai bóng người một trước một sau phi nhanh, lao đến bên này, một người phía sau không ngừng đánh ra công kích hung mãnh, để phía trước người kia đung đưa trái phải tránh né. Hẳn là phát hiện bọn người Dương Khai, người bị đuổi giết kia hô to cứu mạng, mấy hơi thở đã đến gần, lộ ra khuôn mặt trắng bệch lảo đảo rơi xuống đất, vội vàng kêu cứu, "Chư vị sư huynh cứu mạng." Dương Khai cùng bọn người bộ liên trung bất động thanh sắc nhìn hắn, không nói cứu, cũng không nói không cứu, chủ yếu là không rõ chuyện này, cũng không biết hắn cùng người khác có ân oán gì, không nên tùy tiện nhúng tay. Mắt thấy người này rơi xuống, võ giả truy sát kia cũng dừng lại, xa xa nhìn bên này, dường như nhìn ra lai lịch đám người đại chiến thiên, nhẹ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mấy người đại chiến thiên ăn mặc thực sự quá nổi bất, muốn không nhận ra cũng khó, tên tuổi 36 động thiên, cũng không ai nguyện ý tùy tiện phát sinh xung đột cùng người đại chiến thiên. Thấy người truy sát cấp tốc rời đi, võ giả cầu cứu kia mới hung hăng thở ra một hơi, đặt mông ngồi sập xuống đất, phảng phất lực khí toàn thân đều bị rút khô, trên mặt còn đầy vẻ sợ hãi. Thời gian qua một lát, mới dãy dụa đứng dậy, ông quyền nói, đa tạ chư vị sư huynh. Bộ liên trung nói, không cần, chúng ta cũng không làm gì. Người kia nói, chư vị sư huynh mặc dù không làm gì, nhưng sư đệ cũng biết, ta có thể sống tất cả đều là nhờ chư vị, nếu không có trùng hợp gặp phải chư vị, người kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu tay lại bộ liên trung khoát tay áo đã còn mạng vậy thì tốt sinh tu dưỡng đi thôi bây giờ huyết yêu động thiên khắp nơi hung hiểm lấy tình trạng bây giờ của ngươi rất khó đi làm cái gì lời này khiến thần sắc người kia ảm đạm cũng cười khổ nói sư huynh nói phải ta đi tìm nơi chữa thương trước khi đi ta muốn nói cho chư vị phương hướng kia một canh giờ lộ trình có người phát hiện một chỗ truyền thừa huyết yêu thần quân bây giờ có không ít người đều tụ tập trong đó muốn mở ra phần truyền thừa kia chư vị sư huynh nếu có ý có thể tới xem truyền thừa huyết yêu thần quân. Dương Khai cùng bọn người bộ liên trung biến sắc. Người kia nói, bọn hắn là nói như vậy, ta cũng không biết có phải hay không, ta ở bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó có người muốn lấy mạng ta, đại khái là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người thăm dò. Dương Khai cùng bộ liên trung liếc nhau, đều thấy được phấn chấn trong mắt nhau, nếu người này nói không giả, đây chính là một phần bảo tàng khổng lồ, tuyệt đối có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu trong huyết yêu động thiên này người kia nói, tình huống bên kia ta không hiểu nhiều, chư vị sư huynh nếu có ý đều có thể đi điều tra một phen, sư đệ ta xin được cáo lui trước. Nói rồi, người này thi cái lễ, cấp tốc rời đi. Dương Khai cùng bọn người Bộ Liên Trung đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Bộ Liên Trung nói, Dương huynh thấy thế nào? Dương Khai liếm môi một cái nói, đã có thể là truyền thừa huyết yêu thần quân, tự nhiên nên đi xem thử. Vạn nhất ở bên trong tìm được tài nguyên thất phẩm hắn cần, vậy chuyến này đã triệt để viên mãn, coi như người kia nói láo cũng không có quan hệ gì, một canh giờ mà thôi. Bộ Liên Trung gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ích lợi lớn trước mắt, không ai có thể không nhận dụ hoặc đã quyết định tiến đến tìm tòi, đám người cũng không do dự, lập tức phi đi. Nửa canh giờ sau, Dương Khai nhướng mày, quay đầu hỏi, "Bộ huynh, có phát giác được gì không?" Bộ Liên Trung cũng sắc mặt ngưng trọng, "Mùi máu tanh." Dương Khai gật đầu, hắn cũng ngửi được mùi máu tanh, chỉ là mùi máu tanh này cho người cảm giác có phần kỳ quái không giống như là có người bị giết, mà càng hướng phía trước, mùi máu tanh này càng nồng đậm, giống như ngay cả linh khí trong thiên địa này đều trở nên sền sệt. Một lúc lâu sau, sáu người dừng lại, kinh ngạc nhìn nhìn qua phía trước. Ngay tại phía trước, một hồ nước màu đỏ ngòm lớn, phạm vi trăm dặm, nước hồ đỏ thẫm, giống như tất cả đều là do máu tươi tạo thành, mặt hồ bình tĩnh, không dậy nổi nửa phần gợn sóng, nhưng mặc cho ai cũng có cảm giác dùng mình, tựa như, từ bên dưới hồ kia tùy thời đều có thể thoát ra vô số xi si mị võng lượng mà lúc này, ven bờ hồ đã hội tụ tối thiểu mấy trăm người, hoặc top 5 top 3, hoặc lẻ loi một mình, không ít người phân tán bên cạnh hồ nước, nhìn chăm chú giữa hồ, càng nhiều người tụ tập trước một khối bia đá lớn, ngước đầu nhìn lên. Dương Khai dương mắt nhìn lên, thấy chỗ trung tâm hồ nước có một tòa cung điện phong cách cổ xưa, không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là huyết yêu thần cung, nơi ẩn giấu truyền thừa huyết yêu thần quân. Thế nhưng cũng không đúng, trong truyền thuyết, truyền thừa huyết yêu thần quân xác thực giấu trong huyết yêu thần cung. Nhưng huyết yêu thần cung là tại vị trí sâu nhất huyết yêu động thiên, không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng mặc kệ bên trong cung điện kia có phải có truyền thừa huyết yêu thần quân hay không, có thể xuất hiện, nhất định ẩn giấu đi cái gì, vô số võ giả mong mỏi, đều khát vọng đi vào thăm dò. Hồ nước màu đỏ ngòm bên bia đá, võ giả tề tụ, còn có càng nhiều người từ bốn phương tám hướng đi nơi đây, cũng đều là nghe được tin tức hoặc là tình cờ phát giác dị động bên này. Trừ cái đó ra, Dương Khai còn phát hiện trong hồ kia có ba tòa đảo nhỏ mỗi một tòa đều cách nhau trăm trượng, vừa vặn tọa lạc tại giữa cung điện cùng ven bờ hồ. Nói cách khác, muốn đến cung điện giữa hồ kia, hoàn toàn có thể lấy ba tòa đảo nhỏ này làm điểm dừng chân mượn lực. Chỉ là bây giờ người tụ tập bên bờ mặc dù không ít, lại không một người dám thử tiến về cung điện giữa hồ kia, đại đa số người đều tụ tập tại phía dưới bia đá kia, có người đứng chắp tay, có người khoanh chân ngồi xuống, còn có người gật gù đắc ý, cũng không biết đang làm gì. Ha ha ha, huyết yêu thần cung. Một tiếng cười to truyền đến, phương xa, một thân hình khôi ngô cấp tốc chạy tới, bay thẳng đến hướng cung điện giữa hồ, phách lối kêu gào, huyết yêu truyền thừa là của mỗ gia, các ngươi đều đứng sang bên cạnh cho ta. Dương Khai quay đầu nhìn lại, thấy người kia vội vã lướt qua mặt hồ huyết sắc, thẳng tới tòa đảo nhỏ thứ nhất, nhưng mà còn không đợi hắn bay ra bao xa, hồ nước màu đỏ ngòm lại bỗng cuốn lên một đạo bọt nước, vọt thẳng tới võ giả kia. Võ giả kia gầm thét một tiếng, thôi động đế nguyên phòng hộ, sắc thái trên thân sáng lên trói lọi, lực lượng hung mãnh truyền ra. Tên này là nửa bước khai thiên ngưng luyện lực lượng ngũ phẩm, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng, nội tình như vậy cũng coi như không tầm thường, đợi một thời gian, chỉ cần tại thời điểm tấn thăng không chết, nhất định là một phương hào hùng. Nhưng võ giả này dưới huyết sắc bọt nước kia lại chút sức chống cự đều không có, bọt nước nhào qua, từng tầng từng tầng phòng ngự bên ngoài thân hắn như kiều dương dưới băng tuyết, cấp tốc tan rã, ngay cả một hơi đều không kiên trì nổi. Người kia quá sợ hãi, không kịp có động tác gì đã bị huyết thủy rót đầy đầu đầy mặt chợt gặp biến cố, hắn há không biết mình như vậy lỗ mãng hẳn là xúc động cấm chế gì. Nhất thời mồ hôi lạnh rơi ào ào, đứng yên tại chỗ không dám loạn động. Bọt nước lắng lại, hồ nước màu đỏ ngòm lần nữa hồi phục bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. Ha ha ha, ta không sao. Hắn lại cười ha hả, chỉ vì hắn đã chờ một lát, thế mà lông tóc không thương, lúc trước hắn cho là mình xúc động cấm chế gì, giữ nhiều lành ít, ai biết được là mình càng nghĩ quá rồi. Ngớ ngẩn, ven bờ hồ có người lạnh lùng nhìn hắn mặt lộ vẻ khinh thường mỉa mai dương khai cũng cảm thấy kỳ quái người kia đã bị huyết thủy tưới chúng sao lại không có vấn đề gì chính đang lúc không hiểu người kia nói cấm chế nơi đây lâu năm thiếu tu sửa chắc sớm đã đã mất đi công hiệu các ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy thật sự buồn cười mỗ ra đi lấy truyền thừa thần quân nói rồi lại tiếp tục phi đi nhưng mà hắn mới vừa có động tĩnh ven bờ hồ bộc phát ra một chàng thốt lên cũng không ít nữ tử mặt lộ vẻ kinh dị đưa tay che lại môi hai mắt trợn tròn như thể nhìn thấy cái gì cực kỳ dọa người dương khai cũng co rụt mắt lại kinh ngạc nhìn người kia theo hắn phi đi phía trước huyết nhục trên người hắn lại cấp tốc chóc từng mảng xuống rớt vào trong hồ nước thời gian nháy mắt đầu hắn biến thành đầu lâu huyết nhục toàn thân cũng mất hết người kia lại phảng phất mảy may không có cảm giác vẫn tiến lên để người nhìn thấy đều dùng mình một lát sau hắn hóa thành một bộ xương khô tan ra thành từng mảnh, rơi vào trong huyết hồ, vô thanh vô tức bị thôn phệ, trên mặt hồ bình tĩnh phẳng phất hết thảy điều chưa từng phát sinh. Huyết yêu thần quân chính là bát phẩm khai thiên, khi còn sống gieo xuống cấm chế dù lâu năm thiếu tu sửa, sao có thể tùy tiện cái gì a miêu a cẩu có thể coi thường. Võ giả trước đó mắng người kia ngớ ngẩn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, khẳng định trước đó có người đã chịu thiệt, nếu không nhiều người như vậy không có khả năng tụ tập ở chỗ này, đối mặt cung điện giữa hồ kia lại thờ ơ. Dương Khai quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người này toàn thân ma khí xâm nhiên, mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, loại cảm giác này hắn từng cảm nhận được trên người đại ma thần. Tên này là Vạn Ma Thiên. Dương Khai nghĩ, theo hắn biết, đại ma thần Mặc Thắng có khả năng cực lớn xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Dương Khai, đệ tử Vạn Ma Thiên kia quay đầu trông lại, cười gần nói, "Tiểu tử, nhìn cái gì? Muốn chết sao?" Dương Khai mỉm cười, bất động thanh sắc rời ánh mắt, cũng không phải sợ hắn, chỉ là lười phát sinh xung đột, lại không ngờ đối phương thế mà không buông tha, hai mắt dò xét Dương Khai, có chút hăng hái, bỗng đến trước mặt Dương Khai, gật đầu nói, "Tiểu tử, ta phát hiện ngươi rất giống một người." Dương Khai quay đầu lại, thản nhiên nói, "Vị sư huynh này có gì chỉ giáo?" Đệ tử Vạn Ma Thiên nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu, "Quả nhiên là ngươi." Nói xong lời cuối cùng, chợt một thân ma khí cuồn cuộn đưa tay vỗ xuống Dương Khai, trong lòng bàn tay kia, lực lượng lục phẩm tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy, như muốn kéo Dương Khai vào, điên cuồng rào sát. Dương Khai đang muốn phản kích, năm người bộ liên trung đã cùng nhau thôi động lực lượng, từ sau lưng Dương Khai giết ra, năm người khí tức chặt chẽ tương liên, giống như trong nháy mắt kết thành một trận thế kỳ diệu, lực lượng năm người hội tụ trên người bộ liên trung, đưa tay một trưởng nghênh đón. Oanh một tiếng, ma khí chấn động, đệ tử vạn ma thiên lùi lại về sau mấy bước, bọn người bộ liên trung cùng kêu lên một tiếng đau đớn, tránh lui ra. Lần giao thủ này, ngang nhau. Bộ liên trung là mượn trận thế, hội tụ lực lượng 5 người, mà đệ tử vạn ma thiên này lại chỉ là độc thân một mình. Theo vậy, thực lực đám người bộ liên trung là kém xa tít tắp đệ tử vạn ma thiên. Đại chiến thiên, hắn lạnh nhạt nhìn bọn người bộ liên trung, các ngươi muốn chết sao? Dám nhúng tay chuyện của ta, dám động thủ nữa, ngay cả các ngươi ta cũng làm thịt. Bộ liên trung trầm giọng nói đã sớm nghe nói đệ tử vạn ma thiên trời đất bao la ta là lớn nhất không để bất luận kẻ nào trong mắt vốn cho rằng có chỗ phóng đại bây giờ xem ra quả là thế bùi sư huynh người mặc dù cao minh nhưng sư huynh đệ ta liều mạng đến cũng không phải ăn chay đệ tử vạn ma thiên nghiêng đầu người nhận ra ta bộ liên trung nghiêm mặt nói vạn ma thiên bùi văn hiên bùi sư huynh đại danh đỉnh đỉnh ta sao lại không nhận ra lời này nghe giống như là đang trả lời vấn đề trên thực tế là đang giải thích lai lịch của người này cho dương khai bùi văn hiên nhếch miệng tán thưởng nhìn bộ liên trung nhận ra ta còn dám nói chuyện với ta như vậy người đại chiến thiên quả nhiên đều rất có gan có điều bằng bản lãnh của các ngươi muốn cản ta còn kém đổi lấy đại sư huynh các ngươi tới còn tạm được không muốn chết cút ngay cho ta bọn người bộ liên trung dù sao cũng là đệ tử đại chiến thiên nếu có thể giết trong âm thầm cũng không sao chỉ cần tin tức không lộ nhưng nơi này nhiều người nhìn như vậy giết bọn người bộ liên trung hắn cũng có phiền phức người đại chiến thiên cũng không phải dễ trêu nếu tăng thêm ta một thanh âm mềm xốp giòn dã rời truyền đến, một làn gió thơm thoáng tới, một tịnh ảnh vọt đến trước mặt Dương Khai. Người tới tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung nhan quyến rũ động lòng người, ngực sung mãn làm cho người ta ghé mắt, đôi mắt đẹp nhìn quanh, giống như có thể câu hồn đoạt phách, một cái nhăn mày một nụ cười đều phát ra vô tận phong tình, nàng giống như một đóa hoa tươi nở rộ, trói mắt giữa đám đông. Không ít võ giả vây xem, đều thầm kinh hô, thật sự là nữ tử yêu tinh, con mắt như con đỉa cắn lấy trên thân nữ tử này, âm thầm nuốt nước miếng không ít võ giả bị sư muội của mình kéo thịt không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn ngượng ngùng rời ánh mắt bắt lấy tay nhỏ của sư muội hoa ngôn xảo ngữ bồi tội khúc sư tỷ hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải người quen tuy nói lần này người tới huyết yêu động thiên không ít hẳn là sẽ có người hắn quen nhưng huyết yêu động thiên quá lớn tỷ lệ có thể gặp quá nhỏ nào biết nhanh như vậy đã thấy một người âm dương động thiên khúc hoa thường đối với nữ tử này dương khai có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ đây là nữ tử duy nhất có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận âm dương hợp tu tôi nhan mặc dù cùng hắn song tu vô số lần nhưng lại chưa từng cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua phương diện này dương khai nói đôi lời tâm tình nàng đều thẹn thùng sao lại cùng hắn thảo luận những thứ này khúc hoa thường bùi văn hiên ánh mắt lạnh lẽo hắn không biết bọn người bộ liên trung đó là bởi vì mặc dù bọn người bộ liên trung không tệ nhưng còn chưa tới trình độ như hắn khúc hoa thường lại khác từ sau khi ra khỏi thái Khư cảnh liền trở thành đệ tử hạch tâm âm dương động thiên, được trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói tương lai thành tựu sẽ không kém hắn. Bùi sư huynh, khúc hoa thường uyển chuyển thi lễ một cái, nhiều năm không gặp, bùi sư huynh vẫn là vênh váo hung hăng như thế. Bùi văn hiên hử lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua dương khai cùng nàng, mở miệng nói, người biết hắn là ai sao? Lại ra mặt cho hắn. Khúc hoa thường cười nói, ta cùng dương sư đệ biết nhau hơn 10 năm. Sau này còn ơ, ơ tất nhiên biết hắn là ai, bùi văn hiên xùy một tiếng bỗng nhớ ra cái gì đó nhếch miệng cười có ý tứ có ý tứ âm dương động thiên các ngươi lại chơi trò hề này nếu ngươi muốn bảo vệ hắn phải nhìn kỹ cho tốt người muốn giết hắn cũng không chỉ mình ta khúc hoa thường mỉm cười chống đỡ nghĩ thầm tên ngớ ngẩn ngươi sợ là chưa thấy dương khai lợi hại mới dám nói lớn không biết thẹn như vậy không như người khác nàng biết rõ dương khai cao minh cho dù xuất thân một trong ba mươi sáu động thiên cũng không thể không thừa nhận dưới khai thiên cảnh phóng nhãn ba nghìn thế giới gần như không người là đối thủ của hắn. Cho dù là Bùi Văn Hiên trước mắt, dưới tay Dương Khai Sợ cũng không sống qua một chiêu. Ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được rồi, chán. Bùi Văn Hiên quan sát một trận, bỗng hất tay áo, nhanh chân bước về phía bia đá, các ngươi chơi đi, ta không phụng bồi. Thấy hắn rời đi, khúc hoa thường cũng nhẹ nhàng, nếu tên này không buông tha, hôm nay khẳng định phải thiệt thòi lớn, bởi nếu Dương Khai lỡ giết hắn, vậy phiền phức lớn quay người cười nhìn nhìn Dương Khai, con ngươi kia phẳng phất biết nói chuyện, có từng tia kinh hỉ, thanh âm hoàn toàn dã rời như trước đây. Dương sư đệ, thật sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới trong này có thể gặp ngươi. Dương Khai hành lễ nói, qua nhiều năm từ biệt, sư tỷ phong thái vẫn như cũ, còn muốn cảm ơn sư tỷ giải vây. Khúc Hoa thường che miệng cười nói, muốn tạ ơn cũng không tới phiên ngươi, là tên hỗn đản kia nên cảm ơn ta mới phải. Khoát tay nói, không nói cái này, sao ngươi lại cùng người đại chiến thiên? tò mò nhìn bọn người bộ liên trung bộ liên trung nói, Dương Sư Huynh có ân cứu mạng đối với chúng ta, Sư Huynh đệ năm người ta trước đó lâm vào một chỗ tuyệt cảnh, là Dương Sư Huynh xuất thủ cứu giúp. Khúc Hoa Thường mới giật mình nói, như vậy, nhưng các ngươi cũng không cần để trong lòng, Dương Sư Đệ xưa nay chân thực nhiệt tình, người hắn cứu rất nhiều, ta cũng nhận ân cứu mạng của hắn, không thể báo đáp, đang định lấy thân báo đáp đây, hi, hi. Trước đó trong thái khư cảng, nếu không có Dương Khai thời khắc cuối cùng đem những người gánh chịu kia cùng ra, bọn hắn tranh đoạt thất bại tất nhiên phải thử chịu lửa giận thánh linh, đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải chết đến một nửa người. Bọn người bộ liên trung hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới ngay cả khúc hoa thường, Dương Khai đều đã cứu. Ngược lại là Dương Khai nghe nàng nói lấy thân báo đáp, nhất thời gánh không được, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám nói, không khỏi bật cười nói, sư tỷ chớ có nói đùa. Khúc hoa thường che miệng cười khẽ, phong tình vạn chủng. Dù là bọn người bộ liên trung xuất thân đại chiến thiên, từng người tâm tính trầm ổn, cũng trợn tròn mắt, nghĩ thầm đại sư huynh dạy bảo không sai, nữ tử âm dương động thiên quả nhiên đều là họa thủy. Con muốn thỉnh giáo Khúc sư tỷ, bên này đến cùng là chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy tụ tập nơi đây, cung điện giữa hồ kia lại là cái gì? Dương Khai nói sang chuyện khác, miễn cho nữ tử này lại nổi điên. Khúc Hoa thường chính liễu chính kiểm sắc, nói, cung điện giữa hồ kia hẳn là một chỗ truyền thừa của huyết yêu thần quân. Bọn người Dương Khai chấn động, đều không dám tin, thật là truyền thừa. Trước đó nghe người kia nói, người kia cũng vô pháp xác định chỉ nói có khả năng bây giờ ngay cả khúc hoa thường đều nói như vậy không chừng là thật khúc hoa thường lắc đầu nói huyết yêu thần quân bát phẩm khai thiên thực lực cường đại khi còn sống tinh thông huyết đạo cùng ngự thú chi đạo trừ cái đó ra thành tựu của hắn khẳng định còn dính tới rất nhiều lĩnh vực khác tuy nói nơi đây hẳn là có một phần truyền thừa huyết yêu thần quân nhưng đến cùng là truyền thừa phương diện nào còn không biết đại đa số người đều phỏng đoán truyền thừa nơi này hẳn là có quan hệ với huyết đạo vì sao có phỏng đoán này dương khai không hiểu huyết hồ này khúc hoa thường nói chỉ chỉ bia đá bên bờ hồ kia nói căn cứ là lớn nhất đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh cho nên mọi người mới có phỏng đoán này đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh dương khai tâm thần chấn động nếu nhớ không lầm công pháp này là công pháp huyết yêu thần quân chủ tu trong ngọc giản có thể nói huyết yêu thần quân có thành tựu bát phẩm khai thiên đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh là công đầu bộ liên trung cả kinh nói khúc sư tỷ có ý là nói trên bia đá kia khắc dấu pháp môn đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Khúc Hoa Thường ngưng trọng gật đầu, "Chính vậy, trước khi các ngươi đến, ta cũng bên kia lĩnh hội ảo diệu trong đó." Nói rồi, hô, "Cùng đi xem xem đi." Dương Khai cùng Bộ Liên Trung liếc nhau, cũng không do dự, lập tức đi sau lưng Khúc Hoa Thường, đi vào phía dưới bia đá kia. Dưới tấm bia đá bu đầy người, tấm bia đá này không nhỏ, nên cho dù cách đám người cũng có thể nhìn rõ ràng, quả nhiên, trên cùng bia đá kia có một nhóm chữ lớn dường như dùng máu tươi viết, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Dương khai thầm líu lưỡi, thứ này là công pháp huyết yêu thần quân chủ tu. Trước kia tất cả mọi người phỏng đoán, môn công pháp này nhất định giấu trong truyền thừa huyết yêu thần quân. Đây chính là công pháp có thể làm cho một vị tiền bối tấn thăng bát phẩm, ai có thể không đỏ mắt. Ai ngờ giờ lại không có chút nào che lấp xuất hiện tại một hồ máu như thế, để tất cả người tới chỗ này đều có thể quan sát lĩnh hội. Huyết yêu thần quân đang dở cho quỷ gì? trên tấm bia đá này cũng chỉ có mấy chữ này mà thôi trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đè xuống nghi ngờ trong lòng dương khai ngẩng đầu ngưng thần nhìn trong chớp mắt tâm thần như bị một lực lượng vô hình lôi kéo tràn vào trong tấm bia đá cảnh tượng màu sắc sặc sỡ không tự chủ được hiện lên trong óc một vài bức công pháp kinh lạc vận chuyển thoáng hiện cả kinh dương khai vội vàng lui lại mấy bước lập tức thoát khỏi bia đá tiếng khúc hoa thường vang lên bên tai trong tấm bia đá này có dấu pháp môn vận hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, không đề cập tới cái khác, tối thiểu nhất cũng có thể được huyết chiếu kinh vận chuyển chi pháp." Dương Khai lắc đầu, hồ nghi nói, "Khúc sư tỷ, pháp môn này dường như có chút tàn khuyết không đầy đủ." Khúc Hoa thường kinh ngạc nhìn Dương Khai, sư đệ thời gian ngắn như vậy nhìn ra huyền diệu trong đó. "Quả nhiên lợi hại, trước đó ta bỏ ra mấy chục hơi mới nhìn ra." Ngừng một chút nói, "Sư đệ nói không sai, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh này xác thực tàn khuyết không đầy đủ." hẳn là chỉ có thiên thứ nhất muốn đi cung điện trong hồ kia, phải cẩn thận lĩnh hội, sư đệ nhìn thấy những đảo nhỏ trong hồ kia hong. Khúc Hoa Thường chỉ vào tòa đảo thứ nhất nói, chỉ có tìm hiểu ra thiên thứ nhất mới có tư cách đạp vào tòa đảo nhỏ thứ nhất kia, mà trên hòn đảo nhỏ kia có huyết chiếu kinh thiên thứ hai, cứ thế mà suy ra, còn có thiên thứ ba, thiên thứ tư, thiên thứ năm. Chỉ có năm thiên huyết chiếu kinh triệt để dung hợp, mới thật sự là đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh hoàn chỉnh thì ra là như vậy. Huyết hồ này quỷ dị hắn cũng nhìn thấy muốn đi vào đảo nhỏ trong hồ kia, ngự không phi hành chính là tự tìm đường chết, nhưng huyết yêu thần quân đã có ý truyền xuống truyền thừa của mình, tự nhiên sẽ cho trùng điệp khảo nghiệm, ghi chép trong tấm bia đá này chính là khảo nghiệm, chỉ có tìm hiểu ra huyền diệu huyết chiếu kinh mới có tư cách đạt được phần truyền thừa này. Nghĩ tới đây, Dương Khai trầm lòng xuống, với huyết đạo, thứ này hắn cũng không hiểu nhiều, coi như đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh bày trước mắt hắn, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dường như nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, khúc hoa thường khẽ cười nói sư đệ cũng đừng lo quá nhiều trước đó ta tìm hiểu một chút cảm thấy huyết chiếu kinh mặc dù huyền diệu tối nghĩa nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội huyết yêu thần quân thiết hạ truyền thừa sẽ không hy vọng nhìn thấy tất cả mọi người tay không mà về đi sư tỷ nói đúng lắm dương khai nhẹ nhàng gật đầu nếu như thế vậy thử một chút đi cho dù thất bại cũng không có gì tổn thất vạn nhất thành công thì sao bên này vừa dứt lời một võ giả bỗng vươn người đứng dậy cười ha ha Ta hiểu, huyết yêu thần quân truyền thừa là của ta. Dương Khai im lặng. Trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, quả thực là đang kéo cừu hận, tên trước nói như vậy đã huyết nhục mất hết, hóa thành xương khô chết trong huyết hồ, không biết tên này là vận mệnh gì. Trước mắt bao người, người kia từng bước một bước về bên hồ, đến bên bờ, quanh thân chấn động, toàn thân huyết khí quấn quanh, hóa thành huyết vụ đỏ thấm bao khỏa hắn. Ngay sau đó, người này bước ra một bước, nhẹ nhàng dẫm trên mặt hồ, không ít người đều nghiêng đầu đi, không đành lòng quan sát, sợ nhìn người nọ bị huyết thủy tan rã. Nhưng mà quỷ dị chính là, người này một cước bước ra, đúng là không có lọt vào trong huyết hồ, ngược lại vững vàng dẫm lên trên, ngay sau đó người này lại nâng lên một chân khác, cả người đều đứng trên huyết hồ. Đám người kinh hãi. Người kia lại cười nhẹ một tiếng, không gì hơn cái này. Bước nhanh chân, từng bước một rơi xuống, dưới chân đãng xuất từng tầng từng tầng huyết sắc gợn sóng, mà theo hắn tiến lên, huyết vụ quanh người hắn không ngừng nhúc nhích biến hóa, cùng gợn sóng dưới chân tạo nên một loại cộng hưởng kỳ diệu, nâng hắn không ngừng tiến lên. Khoảng cách trăm trượng, rất nhanh đã đi đến, người kia rất nhanh bước lên tòa đảo nhỏ thứ nhất, đứng trên đảo. Đầy tiếng kinh hô, tất cả mọi người vừa chấn kinh lại hâm mộ nhìn người kia, tuy nói hắn cách cung điện giữa hồ còn hai tòa đảo, nhưng đã thành công phóng ra bước thứ nhất, chiếm tiên cơ trọng yếu. Phía sau mặc dù có người cũng có thể tìm hiểu ra ảo diệu trong đó, cũng tất sẽ kém hơn hắn lợi hại dương khai tán thưởng từ đáy lòng thiên hạ này phong vân biến ảo quả nhiên anh hùng xuất hiện lớp lớp khúc hoa thường ngưng tiếng nói không nhìn lầm hẳn là đệ tử đại thiên huyết địa đại thiên huyết địa dương khai ngạc nhiên nói là một đỉnh cấp nhị đẳng thế lực so với động thiên phúc địa mặc dù kém một chút nhưng cũng cực kỳ không tầm thường thế lực này tinh thông huyết đạo người này có thể nhanh chóng như vậy tìm hiểu ra thiên thứ nhất hẳn là bởi vì hắn có căn cơ thâm hậu trên đạo này huyết yêu thần quân truyền thừa chính là liên quan tới huyết đạo, vậy người này đúng là có được ưu thế trời ban. Khúc Hoa thường lặng yên, hiển nhiên cũng cho là như vậy. Ngay vào lúc này, bên cạnh lại là một tràng tiếng thốt lên, không ít người đều yên lặng nhìn hòn đảo nhỏ kia. Dương Khai cũng nhìn lên, lập tức ngạc nhiên không thôi. Chỉ vì trên hòn đảo nhỏ kia, trước mặt võ giả đại thiên huyết địa, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đài tròn, trong đài tròn kia bày ba viên nội đan yêu thú, bị một màn sáng bao phủ trên đài tròn, ba viên nội đan lẳng lặng nằm đó, được một tầng màn sáng trong suốt bao phủ, ngăn cách lực lượng trong nội đan, từ bề ngoài nhìn thấy giống nhau như đúc, không có chút khác biệt. Khoảng cách trăm trượng không tính xa, bên bờ, đám người vận hết thị lực, có thể nhìn rõ ràng, nhưng mà không ai biết nội đan này đến cùng là mấy phẩm, thậm chí ngay cả đệ tử đại thiên huyết địa kia cũng không thể phán đoán, đang sờ lên cầm, tò mò dò xét ba đài tròn trước mặt. Đây là ban thưởng, có người kinh nghi bất định, đệ tử đại thiên huyết địa đạp vào tòa đảo nhỏ thứ nhất trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thứ này rõ ràng chính là một loại ban thưởng chỉ là cũng không biết là lập tức ban thưởng ba viên nội đan hay là chỉ có thể từ đó lựa chọn sử dụng một viên trong đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn bên kia khoảnh khắc người kia có lựa chọn đưa tay về bên phải không trở ngại chút nào một tay đưa vào trong màn sáng kia lấy nội đan ra ngoài nhất thời đám người lòng ngứa ngáy khó nhị thật muốn biết nội đan này đến cùng là mấy phẩm lại là thuộc tính gì nhưng người kia lại trực tiếp thu nội đan vào căn bản không cho người khác cơ hội điều tra chợt hắn lại lôi đình xuất thủ đưa tay về giữa đài lần này lại không được chỉ vì màn ánh sáng nhìn như mỏng như cánh ve kia trên thực tế lại kiên cố không gì sánh được lần này ba đài tròn lại bỗng chìm vào trong đất thấy cảnh này đám người càng khẳng định nội đan này quả thật chính là ban thưởng chỉ là phần ban thưởng này chỉ có người đạp vào đảo nhỏ mới có tư cách lấy đi tuy nói chỉ là một viên nội đan nhưng cũng cực đại khiến đám người tính tích cực võ giả chỗ này đều là bị truyền thừa huyết yêu thần quân hấp dẫn sau khi chứng kiến huyết hồ kia khủng bố cùng quỷ dị không ít người đều đánh chủ ý lui quân nhưng mà nội đan ban thưởng này xuất hiện lại để cho không ít võ giả dục dịch ngóc đầu dậy vạn nhất có thể từ bên trong này đạt được một viên lục phẩm thất phẩm thậm chí bát phẩm nội đan vậy cả một đời này cũng không cần phát sầu đủ cho mình cả đời phung phí sử dụng mà sau khi người kia lấy đi nội đan vị trí trung tâm đảo nhỏ bỗng chuyển đến một trận ầm ầm tiếng vang ngay sau đó một khối bia đá lớn phá đất mà lên sừng sững giữa hòn đảo nhỏ quả nhiên có thiên thứ hai khúc hoa thường mắt đẹp sáng lên trước đó nàng nói với dương khai huyết chiếu kinh còn có thiên thứ hai thiên thứ ba hoàn toàn là suy đoán của mình bây giờ nhìn thấy tấm bia đá này xuất hiện lập tức được chứng minh bên bờ đám người vận đủ thị lực muốn dò ngó nội dung trên bia đá kia đáng tiếc trên bia đá kia giống như bao phủ một tầng sương mù căn bản không nhìn thấy gì cả lập tức sáng tỏ muốn giải nội dung huyết chiếu kinh thiên thứ hai nhất định phải leo lên tòa đảo thứ nhất đệ tử đại thiên huyết địa đi đến trước bia đá ngước đầu nhìn lên một hồi lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống bất động bắt đầu lĩnh hội thiên thứ hai huyết chiếu kinh dương sư đệ có muốn thử hay không khúc hoa thường quay đầu nhìn qua dương khai tất nhiên dương khai gật đầu đã nơi này đứng trước phần cơ duyên này không thử sao có thể cam tâm tuy nói hắn không có đọc qua huyết đạo nhưng võ giả đây có lẽ phần lớn đều giống như hắn nếu huyết yêu thần quân thiết hạ khảo nghiệm, hẳn là cũng cân nhắc đến phần này. Nếu lấy căn cơ huyết đạo là lựa chọn truyền thừa bình phán, đệ tử đại thiên huyết địa kia gần như có thể nói là nắm vững thắng lợi, cũng mất tất yếu khảo nghiệm. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy, khảo nghiệm truyền thừa này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Bọn người bộ liên trung tự nhiên cũng không có ý kiến, đám người nhao nhao tìm vị trí, ngồi xuống, đám nhập trong bia đá bắt đầu tìm hiểu. Dương Khai không lập tức đi lĩnh hội, mà là lặng lẽ thúc dục không gian pháp tắc muốn xem thử có thể trực tiếp thuấn di đến đảo thứ nhất hoặc là cung điện giữa hồ hay không nếu có thể thuấn di vậy cũng không cần thiết lĩnh hội bia đá nhưng vừa mới có động tác này trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ to lớn tựa như nếu mình thật thuấn di đi sẽ đại nạn lâm đầu loại cảm giác này khiến hắn giật mình vội vàng từ bỏ cảm giác nguy cơ kia cũng tan thành mây khói bùi ngùi thở dài biết không dễ dàng như vậy huyết yêu thần quân thiết trí truyền thừa chắc chắn sẽ không để hậu nhân có chỗ trống có thể chui không theo biện pháp của hắn đến, dù leo lên hòn đảo hay cung điện giữa hồ, chỉ sợ đều không có kết quả tốt. Không gian pháp tắc không thể vận dụng, Dương Khai cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xuống tìm hiểu. Giống như vừa rồi, tâm thần bị một lực lượng vô danh lôi kéo vào trong tấm bia đá, diễn hóa đủ loại ảo diệu huyết chiếu kinh. Lúc trước cũng không có quá nhiều cảm thụ, bây giờ yên tĩnh tâm lĩnh hội mới phát hiện huyết chiếu kinh, cũng không phải tối tăm khó hiểu như vậy, hoặc là nói, là đệ nhất thiên như vậy, phía sau như nào thì không biết được chỉ cần nội tình cùng ngộ tính không quá kém, muốn tìm hiểu ra thiên thứ nhất này đều không phải là việc khó gì, tinh thần chấn động, Dương Khai càng chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Thời gian trôi qua, không ngừng có người từ dưới tấm bia đá đứng lên, sau đó bước về phía đảo, lục tục ngo ngoe, có không ít người thành công leo lên đảo nhỏ, mà lại nhân số còn không ít. Số lượng võ giả dưới tấm bia đá càng ngày càng nhiều, những người này hiển nhiên đều là nghe được tin tức mới chạy tới. Đến khi Dương Khai tìm hiểu thấu đáo thiên thứ nhất này, cảm thấy vận chuyển đã không còn vấn đề, thời gian đã qua gần nửa ngày. Chầm chậm mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Khúc Hoa Thường quay đầu trông lại. Khúc Hoa Thường rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngươi nhanh như vậy? Nàng cũng mới vừa tìm hiểu thấu đáo, không thể so với đệ tử Đại Thiên Huyết Địa vốn có căn cơ huyết đạo, nàng tuy là đệ tử Hạch Tâm Âm Dương Động Thiên, nhưng giống như Dương Khai, trước kia cũng chưa từng tìm hiểu huyết đạo. Bắt đầu từ số không tự nhiên không so được người được trời ưu ái nhưng trước khi dương khai đến nàng đã lĩnh hội huyết chiếu kinh không ngờ thế mà cuối cùng là cùng dương khai kết thúc mà nghĩ lại đủ loại biểu hiện yêu nghiệt của hắn trong thái khư cảnh cũng thoải mái hé miệng cười duyên nam nhân quá nhanh không phải chuyện tốt gì dương khai đen mặt thầm tự nhủ nữ nhân này nghiện đùa dẫn mình sao tức giận một tiếng ngươi có muốn thử một chút hay không khúc hoa thường hai mắt tỏa ánh sáng ý động thật dương khai xấu hổ không thôi vội vàng khoát tay giả quay đầu nhìn lại, thấy bọn người Bộ Liên Trung còn đang nhắm mắt tìm hiểu, đang suy nghĩ muốn nói một tiếng với hắn hay không, Bộ Liên Trung mở mắt nói, "Dương huynh đi đi, chúng ta sẽ đến sau." Dương Khai gật đầu nói, "Vậy chúng ta ở phía trước chờ các ngươi." Bộ Liên Trung thật sâu nhìn Khúc Hoa Thường một chút, truyền âm Dương Khai nói, "Dương huynh, không thể nhẹ tin người." Trong lời hắn có ý, để Dương Khai ánh mắt lấp lóe, mỉm cười gật đầu. Cùng Khúc Hoa Thường đến ven bờ hồ, ngẩng đầu nhìn thấy trong hồ kia có không ít võ giả đang thôi động huyết chiếu kinh thiên thứ nhất từng người huyết khí quanh quẩn toàn thân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đại đa số người đều đi lại tập tễnh sợ gặp phải bất chắc chỉ có số ít người mạnh mẽ di chuyển rất nhanh đạp vào tòa đảo thứ nhất như đệ tử đại thiên huyết địa mỗi người đạp vào đảo nhỏ sẽ xuất hiện ba tòa đài tròn phía trên bày một viên nội đan lấy đi một viên trong đó hai đài tròn còn lại sẽ chìm vào trong đất một tiếng kêu thảm truyền đến có người chẳng biết tại sao một cước đạp hụt người cách đảo nhỏ còn một bước chỉ là đi đến đây lại nửa bước đều không thể bước vào trong hồ nước người này bối rối đưa tay bắt tới đồng bạn bên cạnh hai người méo mó đổ xuống huyết vụ quanh thân băng tán cùng rơi vào trong huyết hồ huyết hồ bình tĩnh như có một mãnh thú nhắm người mà ăn lúc bình thường gợn sóng không dậy nổi chỉ khi nào có người rơi xuống nước mới hiển lộ rõ ràng dữ tợn sóng máu cuốn lên một cơn sóng đánh xuống hai võ giả sai lầm kia bị cuốn vào trong huyết hồ biến mất ngay cả bọt khí đều không xuất hiện không ít người dùng mình, rất nhiều võ giả đứng bên bờ chuẩn bị thử cũng không dám xuống hồ, nhất thời do dự, khó mà quyết định. Dương Khai nói, hay là tránh xa ra chút đi. Khúc Hoa thường rất là tán thành, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người mặc dù đều có lòng tin với bản thân, nhưng không chịu nổi người khác quấy nhiễu, vạn nhất cũng như vừa rồi bị người trượt chân bắt được, không tốt sẽ phải lấy bi kịch kết thúc. Tìm tìm bốn phía, rất mau đến một chỗ ít người, Dương Khai quay đầu nhìn Khúc Hoa thường, Khúc sư tỷ cẩn thận, khúc hoa thường khẽ cười duyên yên tâm nếu ta cảm thấy không ổn chắc chắn kéo ngươi cùng xuống nước chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày làm uyên ương quỷ dù sao cũng hơn lẻ loi một mình sư đệ ngươi nói đúng không dương khai thở dài một cái nói nhìn không ra khúc sư tỷ lòng dạ rắn rết ta đang nghĩ có nên cách ngươi xa một chút hay không khúc hoa thường cười khanh khách muộn nói rồi đúng là đưa tay khoác lên tay dương khai cực đại sung mãn không ngần ngại chút nào chen trên khuỷu tay Dương Khai, truyền đến co giãn kinh người. Dương Khai còn không kịp phản ứng, nữ nhân này đã kéo hắn nhảy xuống huyết hồ. Dương Khai giật mình, vội vàng thôi động huyết chiếu kinh thiên thứ nhất, theo công pháp mình vừa rồi lĩnh hội mà thôi động huyết khí, trong chốc lát, quang mang màu vàng nhạt bao phủ toàn thân hắn. Đùng, hai người vững vàng rơi vào trên huyết hồ, dưới chân đãng xuất từng tầng từng tầng gợn sóng, chậm chậm khuếch tán ra ngoài ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dương Khai đổ mồ hôi lạnh, gió thổi, lạnh cả người, quay đầu nhìn hầm hầm khúc hoa thường, ngươi điên sao. Một câu cũng không báo trước. Khúc hoa thường nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Dương sư đệ, máu của ngươi, là màu vàng. Lúc bình thường nhìn không ra, trừ phi Dương Khai thụ thương, lúc này vận chuyển huyết chiếu kinh, huyết vụ phủ thân, hiển lộ ra khác biệt. Khúc hoa thường ngoẹo đầu, hít hà đại mi nhân lại thánh linh khiếp sợ nhìn dương khai sư đệ ngươi có thánh linh huyết mạch ngươi là yêu tộc dương khai tức giận nói yêu cái đầu ngươi khúc hoa thường vẻ mặt ngây thơ sư đệ ngươi tức giận a à. hai mắt chớp chớp nhìn dương khai sắp bị thức chết nghiêm mặt nói không có rút cánh tay từ trong ngực nàng ra cẩn thận quan sát huyết hồ này cảm ứng huyết thủy dưới chân lưu động hắn phát hiện ảo diệu bên trong huyết thủy trong huyết hồ này nhìn như bình tĩnh không gợn sóng kỳ thực không giờ khắc nào không biến đổi chỉ là loại biến hóa này rất bí ẩn khiến người ta không thể nào phát giác thôi chỉ có đứng trên mặt hồ này mới có thể cảm thụ được mà loại biến hóa này càng làm cho nước hồ truyền đến một loại lực dẫn kỳ lạ cho người ta cảm giác không tự chủ được muốn rơi vào trong hồ chỉ có vận chuyển đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh mới có thể ngăn cản được loại cảm giác này mới có thể đứng trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng phát giác được điểm này dương khai hiểu rõ biết huyết chiếu kinh trên bia đá kia quả nhiên là để thông qua khảo nghiệm này có thể nói chỉ cần có thể ổn định tâm thần thời khắc duy trì huyết chiếu kinh vận chuyển sẽ không có lo lắng tính mạng hoàn toàn có thể thoải mái mà đang lâm tòa đảo nhỏ thứ nhất những võ giả trên nửa đường ngã vào trong hồ nước mất mạng kia hoặc là không hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh hoặc chính là khẩn trương thái quá phát huy thất thường cho nên mới mất mạng cửa thứ nhất này cũng không khó qua lúc này dương khai cất bước quả nhiên chỉ cần duy trì vận chuyển huyết chiếu kinh sẽ bình yên hành tẩu trong huyết hồ này đi không được mấy bước bỗng nhiên quay đầu nhìn qua khúc hoa thường ngốc đứng tại chỗ nói vì sao đứng đó khúc hoa thường đáng thương nhìn qua hắn ta sai rồi sư đệ đừng tức giận có được hay không ta nào có khúc hoa thường buồn bã nói bộ dáng này của ngươi chính là đang tức giận ai xem ra sư đệ là không muốn tha thứ ta vậy sư tỷ sống cũng không có ý gì không bằng chết đi cho xong nói rồi huyết vụ bên ngoài thân lại có dấu hiệu chủ động tán đi dương khai quá sợ hãi khúc sư tỷ chớ làm loạn vội vàng đưa tay bắt tới nàng, nào đoán được khúc hoa thường khanh khách một tiếng, vung tay áo một cái, một sợi dây lụa thuận thế quấn trên cánh tay Dương Khai. ngay sau đó cả người siêu vẹo, giống như hồ điệp nhảy múa, người va vào trong ngực Dương Khai, ngẩng đầu lên, mắt đẹp uyển chuyển nhìn Dương Khai, thổ khí như lan, ta biết sư đệ không nỡ, nữ nhân điên. Dương Khai cắn răng mắng, nơi này là nơi có thể hồ nháo sao? người ta sai nha. khúc hoa thường uốn éo người, Dương Khai lập tức cảm giác không được tự nhiên một đại mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực này, còn ủi đến ủi đi, nũng nịu, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, tâm phiền ý loạn. Vội vàng nhẹ đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói, "Khúc sư tỷ, đứng đắn. Lần trước tại Thái Khư cảnh tiếp xúc, nàng cũng không làm càn như vậy, hôm nay không biết nàng phát thần kinh cái gì, Dương Khai cảm thấy không chịu đựng nổi." Khúc Hoa thường sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hắn chằm chằm nói, "Sư đệ cảm thấy ta không phải nữ tử đứng đắn, có còn nói đạo lý hay không?" Dương Khai đang chuẩn bị giải thích, bỗng nhiên Khúc Hoa Thường dậm chân nói, nếu sư đệ cảm thấy như vậy, vậy sư tỷ sẽ không quấy rầy ngươi. Hừ. Vừa quay đầu, mái tóc đảo qua mặt Dương Khai, nhanh chân bước đi. Dương Khai mơ màng tại chỗ, cảm thấy lòng của nữ nhân này như kim dưới đáy biển, không hiểu nổi. Hai người trên huyết hồ này một bộ gian phu dâm phụ, liếc mắt đưa tình, để rất nhiều võ giả vì thế mà choáng váng, giờ thấy Khúc Hoa Thường bỏ Dương Khai mà đi, từng người đều trong lòng gọi tốt. Khúc Hoa Thường đi cực nhanh, bước lên tòa đảo nhỏ thứ nhất kia dương khai run lên một hồi cũng đi theo sát một lát sau dương khai đã leo lên trước mặt hiện ra ba tòa đài tròn màn sáng bao phủ trên đài tròn phân biệt thả một viên nội đan yêu thú dương khai thử dùng thần niệm tra phát hiện không thể nhìn hư thực bên trong mà ngay cả những nội đan này đến cùng là thuộc tính gì cũng không thấy rõ dương khai tiện tay lấy một hộp thu tay lại nơi lòng bàn tay đã nhiều thêm một viên thổ hành nội đan mà sau khi hắn được nội đan này ba tòa đài tròn chìm vào trong đất Khúc Hoa thường đứng bên cạnh hắn, cùi trò thọc hắn, thấp giọng nói, sư đệ ngươi được mấy phẩm. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, bật cười nói, con tưởng rằng sư tỷ sẽ không để ý đến ta. Khúc Hoa thường nháy mắt mấy cái, đùa với ngươi tí, ngươi không nhìn ra được sao. Ngươi cũng thật là đần. Có đùa giỡn như vậy. Dương Khai im lặng, vẫn là cầm mở tay ra, sư tỷ xem đi. Khúc Hoa thường đắc ý nói, mới tứ phẩm, ta là ngũ phẩm nha. Nói rồi, đưa tay khoe ra nội đan mình lấy được dương khai nhìn thấy đúng là nàng lấy được ngũ phẩm nội đan xem ra nơi này ban thưởng cũng có khác biệt quay đầu nhìn bốn phía phát hiện có người được tam phẩm có người giống như mình là tứ phẩm chỉ có một người khác cùng khúc hoa thường được ngũ phẩm như vậy ban thưởng trên đảo thứ nhất này chính là tam phẩm đến ngũ phẩm nội đan tam phẩm tứ phẩm nhiều nhất ngũ phẩm ít nhất hắn thử suy đoán tòa đảo thứ nhất như thế vậy tòa thứ hai tòa thứ ba thì sao còn có cung điện giữa hồ nữa nơi này thật sự có khả năng xuất hiện thất phẩm nội đan cái này khiến hắn càng kiên định muốn đi cung điện giữa hồ kia tìm tòi hư thực mà lúc này trên tòa đảo nhỏ thứ nhất tối thiểu nhất đã hội tụ hơn trăm người còn có càng nhiều đang từ bên bờ đi tới bên này người thứ nhất leo lên đảo này là đệ tử đại thiên huyết địa đã qua gần nửa ngày nói một cách khác hắn đã tìm hiểu gần nửa ngày tiến độ nhanh hơn rất nhiều so với tất cả những người khác dương khai cùng khúc hoa thường cũng không dám lãnh đạm vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống bia đá trên hòn đảo nhỏ này quả nhiên là huyết chiếu kinh thiên thứ hai nhưng so với thiên thứ nhất thiên thứ hai này tối nghĩa khó hiểu hơn nhiều cũng càng khó tu luyện rất nhiều võ giả sắc mặt biến huyễn trao mày một bộ không đáng kể đều đang liều mạng kiên trì dương khai cũng đắm chìm trong huyết chiếu kinh trong thiên thứ hai không cách nào tự kiềm chế đến khi hắn mở mắt ra thời gian đã qua nửa ngày ngẩng đầu nhìn không thấy đệ tử đại thiên huyết địa đâu dương khai lập tức nhìn tòa đảo nhỏ thứ hai quả nhiên trên tòa đảo nhỏ thứ hai kia thấy được người này bản thân tên này có căn cơ huyết đạo cực sâu, chiếm ưu thế trời ban, lại tới đây sớm nhất, tự nhiên là khắp nơi dẫn trước. Mà trừ hắn ra, còn có hơn 10 võ giả khác cũng đến tòa đảo nhỏ thứ hai, trên mặt hồ càng có hơn 20 người đang cẩn thận hành tẩu. Dương Khai nhìn thoáng qua khúc hoa thường, thấy nàng còn đang trong thăm ngộ, trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Dương Khai không gấp rời đi, mà ngồi bên người khúc hoa thường đợi. Ước chừng khoảng một canh giờ, khúc hoa thường mới chầm chậm mở to mắt nhẹ thở ra một hơi quay đầu nói cực khổ sư đệ đợi lâu lần sau sư đệ tự hành lên đường đi không cần chờ ta nàng mặc dù luôn trong lĩnh hội nhưng đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác tự nhiên biết dương khai đợi nàng hồi lâu chỉ là lúc ấy đang lĩnh hội cũng không tiện gián đoạn chỉ có thể tiếp tục không sao cả dương khai cười cười cũng không đợi bao lâu đi thôi khúc hoa thường nói cùng dương khai sánh vai bước đi đến bên hồ dương khai nói khúc sư tỷ cẩn thận cửa thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với cửa thứ nhất tỷ số thương vong cũng lớn hơn hắn quan sát một giờ nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác so với cửa thứ nhất độ khó cửa thứ hai này rõ ràng tăng lên không ít rất nhiều võ giả thông qua cửa thứ nhất đều thất thủ tại cửa thứ hai thân tiêu đạo vẫn sư đệ cũng phải cẩn thận dương khai gật gật đầu bước ra một bước đồng thời thôi động huyết chiếu kinh quanh thân lập tức tuôn ra một tầng xương mù máu màu vàng so với vừa rồi càng thêm nồng đậm nhẹ nhàng dẫm trên mặt hồ dương khai từng bước một bước đi khúc hoa thường theo sát phía sau bên này vừa lên đường hai người thể hiện ra sự khác biệt so với đại đa số người hai người mặc dù đi muộn nhưng tốc độ lại không chậm chút nào một bước tiếp lấy một bước không chút nào trì trệ ngược lại là đại đa số võ giả khác mỗi một bước đều như đã trải qua vạn loại gian khổ rất nhiều người chán đổ mồ hôi mỗi lần bước ra một bước đều hao phí rất nhiều thời gian tinh lực tốc độ đương nhiên là không nổi ngắn ngủi khoảng cách trăm trượng dương khai cùng khúc hoa thường đã đi qua rất nhiều người phía trước lát sau hai người song song đăng lâm tòa đảo nhỏ thứ hai không giống dương khai mây trôi nước chảy khúc hoa thường nhẹ nhàng thở hát ra sắc mặt hơi trắng bệch nhìn ra nàng vì đuổi theo dương khai mà tiêu hao không ít giống như khi đăng lâm tòa đảo nhỏ thứ nhất trước mặt hai người lập tức quỷ dị hiện ra ba tòa đài tròn màn sáng bao phủ ba viên nội đan lẳng lặng nằm trên đài khúc hoa thường còn so sánh do dự không biết nên lựa chọn viên nội đan nào tốt hơn Dương Khai đã lấy ra viên ở giữa. Nhìn không ra nội đan nào càng tốt hơn, dứt khoát tìm vận may. Ngũ phẩm mộc hành. Quay đầu nhìn Khúc Hoa Thường, thấy nàng cũng hạ quyết tâm, lấy ra một viên nội đan, cũng là ngũ phẩm, là hòa hành nội đan. Ban thưởng trên đảo thứ nhất là tam phẩm đến ngũ phẩm nội đan, tam phẩm tứ phẩm rất phổ biến, ngũ phẩm lác đác không có mấy. Đến tòa đảo thứ hai này, hai người đều được ngũ phẩm, ban thưởng rõ ràng đề cao một cấp độ dùng suy đoán ban thưởng trên đảo thứ ba kia chẳng phải là lục phẩm đến cung điện giữa hồ tuyệt đối có thất phẩm trong lòng lửa nóng dương khai càng kiên định muốn đi cung điện giữa hồ kia kiểm chứng suy nghĩ truyền thừa huyết đạo hắn có thể không quan tâm nhưng bên trong vô cùng có khả năng có tài nguyên tu luyện hắn cần tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ theo sát phía sau bọn hắn cũng có người lục tục ngó ngoe leo lên tòa đảo nhỏ thứ hai này được phần thưởng của mình dương khai lặng lẽ chú ý phát hiện trừ phi vận khí đặc biệt không tốt mới được tứ phẩm nội đan, đại đa số người đều được ngũ phẩm, ngược lại là không nhìn thấy lục phẩm. Nếm ngon ngọt một lần, võ giả lên đảo càng nhiệt tình mười phần, nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống, lĩnh hội huyết chiếu kinh. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cũng tự tìm chỗ ngồi xuống, tĩnh tu thiên thứ ba. Thiên thứ ba này so với hai thiên đầu không thể nghi ngờ là càng thâm thúy tinh diệu hơn, võ giả có thể leo lên tòa đảo nhỏ thứ hai này, đương nhiên tư chất sẽ không quá kém, lĩnh hội ảo diệu trong đó cũng không thành vấn đề khó khăn là vận chuyển huyết chiếu kinh trước đó lĩnh hội dương khai còn không có bao nhiêu cảm giác nhưng đến trên tòa đảo nhỏ thứ hai này dương khai chợt phát hiện tu luyện huyết chiếu kinh này người huyết khí càng thịnh vượng ưu thế lại càng lớn đây cũng không khó lý giải huyết chiếu kinh là công pháp liên quan huyết đạo đương nhiên cần huyết khí cực kỳ thịnh vượng phát hiện điểm này dương khai thật muốn cười lên lúc trước hắn còn cảm thấy đệ tử đại thiên huyết địa kia có căn cơ huyết đạo lĩnh hội huyết chiếu kinh nhất định có được ưu thế trời ban, bây giờ xem ra, chân chính được trời ưu ái chính là mình. Thân có long tộc bản nguyên chi lực, tinh thuần long huyết chảy trong cơ thể, thi triển hóa long quyết có thể hóa thành long thân 200 trượng. So huyết khí thịnh vượng, võ giả ngang cấp không ai có thể đánh đồng với hắn, chính là đệ tử đại thiên huyết địa cũng phải ngước nhìn. Trên tòa đảo nhỏ thứ nhất, hắn cùng khúc hoa thường cùng đầu lĩnh hội huyết chiếu kinh, nhưng hắn lại kết thúc nhanh hơn khúc hoa thường. Nàng thân là đệ tử hạch tâm âm dương động thiên, tư chất cùng ngộ tính cũng là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm, bằng không cũng sẽ không có thành tựu hôm nay, nhưng trong chuyện này, Dương Khai vẫn nhanh hơn nàng. Trước đó không để ý, hiện xem ra, cũng không phải là tư chất ngộ tính của mình tốt hơn khúc hoa thường nhiều, mà là khí huyết cực kỳ thịnh vượng kia giúp mình lĩnh hội huyết chiếu kinh, sinh ra ưu thế. Chẳng những là khúc hoa thường, vạn ma thiên Bùi Văn Hiên cũng như vậy, tiến độ của Bùi Văn Hiên cũng ngang khúc hoa thường, thoáng rớt lại phía sau, nhưng cũng không lâu. Bọn hắn từ tòa thứ nhất xuất phát không bao lâu, Bùi Văn Hiên cũng xuất phát, bọn hắn đến tòa đảo thứ hai này, Bùi Văn Hiên cũng tương tự rất nhanh tới. Ngay lúc Dương Khai đang tập trung tu luyện, đột nhiên bên cạnh truyền đến dao động lực lượng không quá bình thường. Hắn vội vàng mở mắt nhìn, thấy cách đó không xa có một võ giả trên đầu toát ra nhiệt khí bừng bừng, như bánh bao xuất lồng, da thịt trần trụi bên ngoài thân cũng là một mảnh huyết hồng, chỗ cổ gân xanh thay nhau nổi lên, nhìn cực kỳ dọa người. Mấu chốt là quanh thân người này, trong ức vạn lỗ chân lông tuôn ra nồng đậm huyết vụ, trong nháy mắt, quanh thân người này bị một đoàn xương mù huyết hồng bao phủ. Tẩu hỏa nhập ma. Có người kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ hãi nhiên, vội vàng đứng lên cách người kia xa chút. Dương Khai run lên, cũng biết người này nói không sai, tên này là tu luyện huyết chiếu kinh đến tẩu hỏa nhập ma, nếu không nghĩ biện pháp bình định lập lại, giữ nhiều lành ít. Nhưng lúc này nào có người có thể quản người khác. Trước mắt bao người, chỉ ngắn ngủi ba hơi, trong huyết vụ nồng đậm truyền đến một tiếng hét thảm, huyết vụ nổ tung, lộ ra thân ảnh chật vật. Cứu! cứu ta! hắn khuôn mặt tiểu tụy, thân hình gầy gò, đưa tay cầu cứu, vừa dứt lời, từng đạo tơ máu từ trong cơ thể hắn kích ra, như ngàn vạn dễ tơ hồng thật nhỏ, phóng ra tứ phương, ngay sau đó đổ thấp xuống, khí tức hoàn toàn biến mất. trên đảo nhỏ, tất cả mọi người dùng mình nhìn, người này tẩu hỏa nhập ma, tinh hoa cơ thể lại cấp tốc tiêu tán không còn một mảnh, thành một thi thể da bọc xương, có thể thấy được đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh này khủng bố. đây là lần đầu có người tu luyện huyết chiếu kinh tẩu hỏa nhập ma mà lại mọi người cũng chưa từng gặp qua tử trận thê thảm như vậy nhất thời đều có chút ưu tư lại một tiếng hét thảm truyền đến đám người quay đầu nhìn thấy bên kia lại một tên tàu hỏa nhập ma toàn thân huyết khí dâng trào thân thể sung mãn rất nhanh khô quát xuống huyết nhục tinh hoa hóa thành huyết vụ triệt để bao phủ hắn một lát sau huyết vụ nổ tung từ trong lỗ chân lông bắn ra vô số tơ máu hóa thành một bộ thây khô trong khoảng thời gian ngắn hai người tàu hỏa nhập ma thần tiêu đạo vẫn để cho người ta khắc sâu ý thức được huyết chiếu kinh, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, sơ sẩy một cái chính là diệt vong. Trước đó bên bờ cùng trên tòa đảo nhỏ thứ nhất, không có người tẩu hỏa nhập ma, đó là bởi vì chưa tu luyện chỗ khẩn yếu, đến trên hòn đảo thứ hai này, uy lực huyết chiếu kinh đã hiển lộ rõ ràng. Có người cho mày, không khỏi muốn đánh trống lui quân. Hai người chết đi mặc dù thanh danh không trội, nhưng có thể đến đây, không thể nghi ngờ đều là đệ tử tinh nhuệ thế lực lớn nào đó, ngay cả bọn hắn đều bị vận rủi này tiếp tục tham ngộ nói không chừng phải phó theo gót hai người này lão tử mặc kệ có người không chịu nổi áp lực như vậy tự phó lấy tư chất cùng ngộ tính của mình tiếp tục tham ngộ chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt khẽ quát một tiếng cầu thí huyết đạo truyền thừa không cần cũng được có thể đến đây còn được hai lần ban thưởng cứ như vậy trở về cũng không phải không có chút thu hoạch nào mà lại tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định phải tốn hao thời gian có những thời giờ này còn không bằng đi chỗ khác thăm dò Nói không chừng có thể có thu hoạch lớn hơn. Người này cũng là quả quyết, nói rồi, thuận đường cũ trở về, vận chuyển huyết chiếu kinh, thôi động huyết vụ phủ thân, bay về tòa đảo nhỏ thứ nhất. Nhưng hắn mới vừa đạp vào huyết hồ, huyết vụ quanh thân như nhận lấy cái gì dẫn dắt, lập tức bị huyết hồ hấp thu không còn một mảnh, không có huyết vụ hộ thể, không thể nào ngăn cản uy lực từ huyết hồ. Người này còn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, trực tiếp chìm vào trong hồ, ngay cả bọt nước cũng không xuất hiện. Một đám người trợn mắt hốc mồm đám người thấy rõ, hộ thể huyết vụ kia cũng không phải là hắn chủ động tán đi, mà là bị huyết hồ hấp thu, đây chính là chưa từng gặp qua, thật giống như huyết hồ không cho phép hắn đường cũ trở về vậy. Huyết yêu thần quân khi còn sống cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hắn bày nơi truyền thừa, há lại nói đến là đến, nói đi là đi. Lại là miệng thằng Bùi Văn Hiên cười lạnh. Có khách nhân khí ôm quyền nói, vị sư huynh này, ý của ngươi là nói, muốn đường cũ trở về chắc chắn phải chết, bùi văn hiên hử lạnh nói ta cũng không có nói như vậy nếu còn có ai muốn trở về đại khái có thể thử ta cũng muốn biết có phải đường cũ trở về hẳn phải chết hay không ai có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta ta có thể tạ ơn hắn tạ ơn đến lúc đó mệnh cũng mất vết xe đổ bầy trước mắt ai còn dám tùy tiện thử mặc dù không có cách nào xác định nhưng bùi văn hiên nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý nơi này đã là nơi huyết yêu thần quân truyền thừa huyết đạo tự nhiên không có khả năng để cho người ta lui tự nhiên một nữ tử sắc mặt trắng bệch nói, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu sớm biết đường cũ trở về sẽ nguy hiểm như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đến chuyến vũng nước đục này, vốn còn dự định lấy đủ chỗ tốt sẽ lập tức rời nơi này, hiện tại xem ra, muốn chạy cũng không nổi. Mà bây giờ xem ra ban thưởng trên hòn đảo nhỏ kia, đơn giản chính là mồi nhử, dẫn dụ rất nhiều võ giả không ngừng xâm nhập huyết hồ, bức bách bọn hắn càng không ngừng về phía trước, tiến vào cung điện giữa hồ kia tìm tòi hư thực dương khai đen mặt hắn cũng là bị dụ hoặc mà đến chỉ là có lực hấp dẫn đối với hắn cũng không phải là truyền thừa huyết đạo mà là nội đan ban thưởng ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại nơi này bùi văn hiên cười hắc hắc không nói thêm lời tiếp tục tham ngộ huyết chiếu kinh nhưng ai cũng biết hắn nói không đáng tin cậy lưu nơi này chẳng khác gì trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào sẽ chỉ bị vây chết cũng không thể lưu cả một đời a à. nhưng nếu là tiếp tục tiến lên nói không chừng còn có hy vọng sống có thể nói chỉ cần đạp vào tòa đảo nhỏ thứ nhất vậy không có đường lui nữa nguy cơ sinh tử bức bách đám người chỉ có thể tiếp tục tiến lên mấu chốt là tên huyết yêu thần quân này âm hiểm leo lên tòa đảo nhỏ thứ nhất cũng không có gì khó khăn tám thành võ giả đều có thể làm được dễ dàng có thể được ban thưởng tất cả mọi người chèn phá muốn lên đảo lần này tất cả đều vào cuộc ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé mặc kệ người khác nghĩ như thế nào dương khai là sẽ không bỏ dở nửa chừng Tuy nói mình là bị nội đan ban thưởng cho dụ dỗ đến, nhưng hắn huyết khí thịnh vượng, có ưu thế tự nhiên này, nếu ngay cả hắn đều không thể qua quan, vậy người ở chỗ này chỉ sợ tất cả đều phải đợi chết, quay đầu liếc mắt nhìn Khúc Hoa thường, trong mắt đối phương cũng là một mảnh kiên định. Có thể nói, đại đa số võ giả cũng sẽ không tùy tiện lùi bước, như người vừa rồi muốn đường cũ trở về chỉ có số ít, có thể có thành tựu như hôm nay, võ giả ở đây nào có ai không phải hạng người tâm tính kiên nghị. Ai không trải qua bao nhiêu sinh tử, nếu tùy tiện một điểm ngăn trở liền để bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn vậy cũng không thể tu luyện tới đế tôn cảnh đỉnh phong một lần nữa đóng mắt lại dương khai tiếp tục tham ngộ không ngừng có người khởi hành chạy tới hòn đảo nhỏ thứ ba kia nhưng so với trước đó tỷ số thương vong rõ ràng lớn hơn rất nhiều võ giả có thể nhẹ nhõm đến tòa tòa đảo nhỏ thứ nhất hoặc thứ hai trên đường đến hòn đảo nhỏ thứ ba đều nhao nhao tẩu hỏa nhập ma chết hồi lâu sau dương khai mới mở to mắt dung hợp tinh túy huyết chiếu kinh trên ba bia đá thôi động pháp môn huyết chiếu kinh quanh thân lập tức tuôn ra một đoàn sương mù máu màu vàng khẽ gật đầu cảm thấy lấy trạng thái bây giờ của mình thông qua huyết hồ đạp vào hòn đảo nhỏ thứ ba cũng không thành vấn đề gì quay đầu nhìn lại khúc hoa thường còn đang trong thăm ngộ dương khai đang lo lắng cần đợi nàng một lúc hay không khúc hoa thường bỗng chủ động mở mắt sư đệ xong rồi dương khai gật gật đầu khúc hoa thường nói vậy sư đệ đi trước đi ta sẽ đến sau không cần chờ ta Dương Khai ngẩng đầu nhìn vị trí hòn đảo nhỏ thứ ba, chậm rãi lắc đầu nói, không cần, cùng đợi cũng được. Khúc Hoa Thường hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ trả lời chắc chắn như vậy, không khỏi trừng mắt nhìn, vẻ mặt cảm động nói, sư đệ ngươi đối với ta thật tốt. Dương Khai đổ mồ hôi, nói, ta chẳng qua là cảm thấy truyền thừa này không đơn giản như vậy, trước hết để cho người khác đi thử xem trước cũng tốt. Khúc Hoa Thường nhích lại gần Dương Khai, hơi ngước đầu, ỏn à ỏn ẻn, sư tỷ không nhịn được muốn lấy thân báo đáp nha, làm sao bây giờ, dương khai coi như không nghe thấy sư tỷ đừng phát lãng tranh thủ thời gian lĩnh hội quan trọng được khúc hoa thường gật đầu một bộ cô gái ngoan ngoãn người nói cái gì ta cũng nghe nói xong quả nhiên nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ trong lúc rảnh rỗi dương khai quan sát động tĩnh bốn phía lúc này có người không ngừng mà đi tới bên này người trên tòa đảo nhỏ thứ nhất cũng vẫn rất nhiều trên tòa đảo nhỏ thứ hai cũng hội tụ ba bốn trăm người nhưng trên đảo thứ ba mới chỉ có năm sáu người mà thôi Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa cũng ở trong đó. Dương Khai không khỏi không cảm khái một tiếng, tên này có căn cơ huyết đạo đúng là không tầm thường, võ giả trong này, hiển nhiên không chỉ khúc hoa thường cùng Bùi Văn Hiên xuất thân động thiên phúc địa, khẳng định còn có người khác, nhưng người này vẫn có thể khắp nơi dẫn trước, hiển lộ rõ ràng không tầm thường, không chừng, hắn thật đúng là có thể là người đầu tiên đạp vào cung điện giữa hồ kia Dương Khai, không lo lắng hắn cướp tiên cơ, lấy truyền thừa huyết đạo, không nói đến trong cung điện giữa hồ kia đến cùng có huyết đạo truyền thừa hay không xem như có, khảo nghiệm cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chính như hắn vừa nói, người mở đường chưa chắc có lợi, mặc dù chiếm cứ ưu thế về thời gian, nhưng cũng có thể là trải đường cho kẻ đến sau. Chờ khoảng 2 canh giờ, Khúc Hoa Thường mới mở to mắt, trong mắt đẹp như tình như nước, giọng mềm xốp giòn, sư đệ sốt ruột chờ rồi. Vẫn được. Dương Khai không nhìn nàng, đứng dậy hô, đi thôi, cùng nhau đến bên bờ. Dương Khai thôi động huyết chiếu kinh, một cước đạp trên huyết hồ, sư đệ ngàn vạn cẩn thận chút, ta cũng không muốn tuổi quá trẻ đã phải thủ tiết. Khúc Hoa Thường ở một bên giận dò. Dương Khai lảo đảo một cái, hung tợn trừng Khúc Hoa Thường, nàng khanh khách bật cười, phấp phới như hoa, mỹ thái kia như muốn nhỏ ra nước. Dương Khai thở dài, đi thôi. Khúc Hoa Thường gật gật đầu, ra bước trước hắn, dưới chân đãng xuất gợn sóng, vững vàng dẫm trên mặt hồ, quay đầu, hoạt bát nói, sư đệ cần phải theo sát. Dương Khai cười nhạo một tiếng, đi sau lưng nàng, nhưng rất nhanh Dương Khai không cười nổi, thậm chí hai mắt cũng không dám nhìn về phía trước. Bởi nữ nhân điên này lại không biết là vô tình hay cố ý, đi ở phía trước cứ uốn qua uốn lại, đường cong uyển chuyển động lòng người, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Dương Khai thực sự không chịu nổi, đi nhanh mấy bước cùng nàng sánh vai, lúc này mới bớt lo không ít. Toa đảo nhỏ thứ hai cách hòn đảo nhỏ thứ ba cũng chỉ có trăm trượng, chỉ cần vận chuyển huyết chiếu kinh không phạm sai lầm, duy trì huyết vụ hộ thể, đều có thể bình yên thông qua huyết hồ lát sau hai người đang lâm hòn đảo nhỏ thứ ba kia lúc này trên hòn đảo nhỏ thứ ba này tổng cộng mới mười mấy người mà thôi từng tầng từng tầng đào thải khảo nghiệm này càng về sau độ khó càng lớn người có thể bình yên thông qua cũng ngày càng ít đến nơi đây nỗi lòng luôn không sợ hãi giờ dương khai mới có từng tia khẩn trương lên theo hắn suy tính ban thưởng trên hòn đảo nhỏ thứ ba này có khả năng sẽ xuất hiện thất phẩm nội đan mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng tóm lại là một tia hy vọng trước mặt hai người lần nữa hiển hiện ba tòa đài tròn Dương Khai nhìn qua ba viên nội đan kia, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao, đang do dự không quyết định, bên cạnh bỗng chuyển đến một tia dao động năng lượng dị dạng. Dương Khai quay đầu, thấy Khúc Hoa thường dương miệng nhỏ, yên lặng nhìn viên yêu thú nội đan trên lòng bàn tay, trong mắt là vẻ vừa mừng vừa sợ. Viên này nội đan, rõ ràng là một viên thất phẩm nội đan, mà từ khí tức nó phát ra, hay là một viên nội đan cực kỳ chân quý, Dương Hành nội đan. Dương Khai nhìn mà trợn tròn mắt. Thu lại. Dương Khai vội vàng truyền âm, Khúc Hoa thường trượt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn, thấy mười mấy người phía trước đều nhìn lại bên này, hiển nhiên cũng là đã nhận ra dao động năng lượng từ thất phẩm nội đan, từng người đều vẻ mặt kinh ngạc cùng tham lam thất phẩm nội đan. Đây chính là thứ giá trị 1 2 ức, trước đó trên giao dịch hội kia Dương Khai vì đổi lấy Nguyên Dương Huyền Sâm, trả ra đại giới đâu chỉ 200 triệu. Nói một cách khác, viên nội đan Dương Hành này tối thiểu nhất cũng giá trị 200 triệu khai thiên đan. Nhẹ nhõm như vậy tới tay, cho dù nàng xuất thân âm dương động thiên cũng cảm thấy to lớn kinh hỉ đập chúng mình. Đến khi Khúc Hoa thường thu nội đan vào không gian giới, từng ánh mắt kia mới chậm rãi thu hồi, có lẽ cũng là đã nhận ra Khúc Hoa thường không dễ chọc, nếu không xuất thủ trắng trợn cướp đều có khả năng. Lúc này Dương Khai cũng ma quyền sát trưởng, hít sâu một hơi, lấy ra một viên nội đan. Đến khi thu tay lại, mở lòng bàn tay ra, tràn đầy chờ mong trong nháy mắt hóa thành thất vọng. Đây không phải thất phẩm nội đan, thậm chí ngay cả lục phẩm đều không phải, là ngũ phẩm. Dương Khai gần hư muốn thổ huyết, tốt xấu đây cũng là hòn đảo nhỏ thứ ba, thế mà ban thưởng cho mình một viên ngũ phẩm nội đan, đùa sao? Cho dù là lục phẩm, hắn cũng có thể qua loa tiếp nhận. So với thu hoạch của khúc hoa thường, ngũ phẩm nội đan này của mình có thể trực tiếp ném đi. Nhưng nghĩ lại, nơi này tuy là hòn đảo nhỏ thứ ba, nhưng thất phẩm nội đan cũng không phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Khúc hoa thường có thể có được một viên đã là vận may 18 đời, những người khác chưa chắc có thể đạt được thất phẩm nội đan có lẽ là đã nhận ra dương khai thất lạc khúc hoa thường thấp giọng nói sư đệ ngươi muốn nội đan này sao ta có thể tặng cho ngươi cho ta dương khai ngạc nhiên nhìn nàng đây chính là thất phẩm dương hành nội đan há lại có thể nói tặng dễ vậy trong âm dương động thiên cường giả cần loại tài nguyên này khẳng định không chỉ một có thể nói chỉ cần khúc hoa thường mang thất phẩm nội đan này về đó chính là một công lớn khúc hoa thường nói không phải ngươi cần thượng phẩm tài nguyên sao không nói đến nàng quen biết dương khai đã lâu biết dương khai ngưng luyện thượng phẩm lực lượng chỉ nói bây giờ sự tồn tại của dương khai đã tiến vào trong tầm mắt các đại động thiên phúc địa chỉ cần tin tức hơi linh thông đều có thể được những tin tình báo này dương khai hơi ngẩn ra bật cười nói đa tạ sư tỷ nội đan này ta đã không cần đến nếu là trước khi tham dự giao dịch hội kia dương khai có lẽ sẽ còn cân nhắc đổi lấy thất phẩm dương hành nội đan với nàng nhưng bây giờ hắn đã ngưng luyện dương hành nội đan này đối với hắn tạm thời vô dụng tuy nói ngày sau tấn thăng khai thiên khả năng sẽ còn cần nhưng đây sẽ là chuyện rất xa thứ chân quý như thế hắn sao lại không công muốn của người khác khúc hoa thường nói muốn đưa nội đan này cho hắn để hắn có hơi cảm động thầm tự nhủ nữ nhân này sẽ không phải thật sự coi trọng mình a à. nhưng bây giờ tiền đồ mình hoàn toàn u ám không biết lúc nào sẽ nghênh đón rất nhiều chèn ép khúc hoa thường cũng không phải người không có đầu óc làm sao lại coi trọng mình ngay lúc này như vậy khúc hoa thường gật gật đầu vậy trước hết ta giữ lại ngày sau nếu sư đệ cần tùy thời tìm ta xấu hổ mang cười lườm dương khai chẳng những là nội đan người đều có thể tặng cho ngươi khụ 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 dương khai kém chút sặc nước bọt mà chết chịu không được loại lớn mật nóng bỏng này của nàng thấy nàng như thấy được phiến khinh la trước kia yêu mị nữ vương phong tỉnh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chịu được chỉ về đằng trước nói lĩnh hội huyết chiếu kinh trước đi huyết yêu thần quân có phải có bệnh hay không làm gì làm khảo nghiệm phức tạp như vậy gật gù đắc ý một trận bước đến chỗ bia đá phía sau truyền đến tiếng khúc hoa thường cười duyên. Bia đá không nhỏ, người đến được hòn đảo nhỏ thứ ba lại không nhiều, Dương Khai cùng khúc hoa thường, như cũ tìm chỗ ngồi xuống cảm ngộ huyết chiếu kinh thiên thứ tư, rất nhiều tinh diệu huyền ảo tràn vào trong đầu. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai người mới ngồi xuống không đến ba canh giờ, ngay tại trong lúc tham ngộ, chợt nghe một tiếng hét dài truyền đến, ngay sau đó một người cười ha ha, ta hiểu, hiểu, huyết yêu truyền thừa là của ta tiếng cười tùy ý tùy tiện đắc ý phi thường bị quấy nhiễu tất cả võ giả đang tĩnh tâm lĩnh hội dưới tấm bia đá đều không tự chủ được mở mắt nhìn lại phía trước chỉ thấy đệ tử đại thiên huyết địa kia đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu huyết vụ quanh thân cuồn cuộn thanh thế dọa người giờ này khắc này người này một bên cười một bên nhanh chân bước vào huyết hồ một mảnh trí tuệ vững vàng trong mắt chỉ cần vượt qua một đoạn huyết hồ cuối cùng này hắn liền có thể đến cung điện giữa hồ kia dòm ngó truyền thừa một đạo hắc vụ bỗng nhiên cuồn cuộn đến hóa thành một đầu đại mãng đen kịt há miệng cắn xuống giống như hắc mãng trên dưới toàn thân ma khí xâm nhiên thật là dọa người tên đệ tử đại thiên huyết địa giật nảy mình vội vàng bứt ra lui lại huyết vụ quanh thân chấn động nhúc nhích biến ảo hóa thành một thanh huyết sắc trường đao chém xuống đầu hắc mãng soạt một tiếng đầu hắc mãng bị huyết đao chặt đứt nhưng mà chẳng kịp chờ tên đệ tử đại thiên huyết địa thở phào hắc mang cắt thành hai đoạn bỗng nhiên sụp đổ hóa thành vô số đầu tiểu xà lưỡi rắn phun ra nuốt vào điện xạ mà tới hắn khẽ quát một tiếng dùng cả hai tay pháp quyết biến ảo huyết đao cũng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn thanh nhanh chóng thối lui trong miệng hét chém 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 từng đầu hắc xà bị chém đứt hóa thành ma khí tiêu tán trong thời gian cực ngắn huyết đao kia cũng biến mất hầu như không còn chờ đến sau khi tất cả hắc xà bị chém giết huyết vụ bên người đệ tử đại thiên huyết địa cũng mở nhạt rất nhiều hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hầm hầm một cái phương hướng Bùi Văn Hiên, ngươi làm gì? Vừa rồi công kích kia quá rõ ràng, hắn căn bản không cần nhìn cũng biết là Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiên xuất thủ, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Bùi Văn Hiên ngồi ngay ngắn nguyên địa bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn, nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa chán nản, mặc dù thực lực hắn cũng không tầm thường, nhưng tự phó còn không phải đối thủ của Bùi Văn Hiên, chỉ có thể đè xuống tức giận, hôm nay Bùi huynh ban thưởng, chu nghị ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định có hậu báo nói gần nói xa lộ ra ý tứ ngày sau phải trả thù. Quẳng xuống ngoan thoại, hắn liền muốn đi tới hướng cung điện giữa hồ kia, nào có thể đoán được vừa mới nhấc chân lên, Bùi Văn Hiên liền thản nhiên nói, ngươi động một chút thử xem. Chu Nghị một chân nhắc ở giữa không trung, đúng là thật không dám đặt xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Bùi Văn Hiên, Bùi huynh có ý gì? Hắn có thể cảm giác đến, khí cơ của Bùi Văn Hiên khóa chặt mình, liền phẳng phất như một con báo săn chuẩn bị chụp mồi, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn, cái này khiến trong lòng hắn một đoàn lửa giận phẳng phất như núi lửa sắp bộc phát, đè ép khó chịu. Bùi Văn Hiên thản nhiên nói, nếu ngươi sau khi tìm hiểu huyết chiếu kinh xong lặng yên không một tiếng động rời đi, Bùi Mỗ cũng lời tìm ngươi phiền phức, nhưng ngươi cố ý thét dài một tiếng như vậy, quấy nhiễu tâm cảnh Bùi Mỗ, để rất nhiều cố gắng trước đây của Bùi Mỗ trôi theo nước chảy, ngươi là cảm thấy Bùi Mỗ dễ ức hiếp sao? Chu Nghị cắn răng nói, là do tại hạ vui vô cùng, cũng không phải là cố ý. Bùi Văn Hiên cười lạnh cuống quýt, hữu ý vô ý ta tự có phán đoán ngươi giảo biện cũng là vô dụng chu nghị quát vậy bùi huynh muốn như thế nào không thế nào bùi văn hiên lười biếng lung lay cổ chỉ cần ngươi ăn tĩnh đứng ở nơi đó đợi sau khi bùi mỗ tìm hiểu xong huyết chiếu kinh ngươi có thể cùng ta xuất phát chu nghị giận dữ từ trước đến nay hắn đến huyết hồ này liền dẫn trước bây giờ trước cửa ải cuối cùng cũng dẫn trước tất cả mọi người thế mà bùi văn hiên để hắn chờ đợi hắn làm sao cam tâm nếu thật như vậy đủ loại cố gắng cùng ưu thế trước đó liền không còn sót lại chút gì, hắn còn chuẩn bị đi đầu nhìn xem phải chăng có thể đem huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân nắm bắt tới tay, mặc kệ như thế nào, người vào cung điện giữa hồ kia trước tóm lại là có một ít ưu thế. Bùi huynh coi ta là dễ khi dễ phải không? Ngươi tuy là đệ tử vạn ma thiên, nhưng tất cả mọi người còn không phải khai thiên, tranh lệch cũng không phải là quá lớn, nếu Bùi huynh thật dốc hết sức ngăn ta, Chu Mỗ không thể nói trước muốn hảo hảo lĩnh giáo mấy chiêu cùng Bùi huynh liền sợ đến lúc đó người ta ngao có tranh nhau vô cớ làm lợi người bên ngoài hắn ứng đối không tệ bùi văn hiên cười lạnh một tiếng chỉ vào mọi người bên người nói nếu ngươi nghĩ như vậy vậy liền mười phần sai ngươi hỏi bọn họ một chút có đáp ứng để cho ngươi đi đầu hay không chu nghị quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm không có hảo ý rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động lập tức giật mình biết cách làm vừa rồi của mình hẳn là để cho nhiều người tức giận lại thêm đủ loại biểu hiện của mình trước đó đã thành công địch trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh như lời nói của bùi văn hiên hắn cố ý thét dài một tiếng chính là muốn đánh gãy lĩnh hội huyết chiếu kinh của người khác để bọn hắn lãng phí một chút thời gian ai ngờ đúng là rời tảng đá nện chân của mình nếu không ai ra mặt hắn có lẽ sẽ đi ngay nhưng hết lần này tới lần khác bùi văn hiên đem hắn lưu lại hắn đâu còn có thể đi nếu cưỡng ép rời đi chỉ sợ lập tức liền phải bị đám người vây công vừa nghĩ đến đây chu nghị cắn răng nói được như lời bùi huynh nói ta chờ ngươi là được chỉ là hy vọng bùi huynh đừng quá chậm hắn cũng là hạng người có thể có có thể duỗi việc đã đến nước này so với việc bị người ta vây công thì chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi coi như đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến vào cung điện giữa hồ kia hắn cũng có ưu thế của mình dù sao so với những người khác tạo nghệ trên huyết đạo của hắn vượt mọi người cả mảng lớn bùi văn hiên mỉm cười gật đầu yên tâm sẽ không để cho ngươi đợi lâu phong ba lắng lại trên hòn đảo nhỏ thứ ba này ngoại trừ sắc mặt chu nghị khó coi đứng ở nơi đó ra những người còn lại tiếp tục tham ngộ huyết chiếu kinh trong tấm bia đá. Dương Khai một mặt im lặng. Hắn vốn còn muốn để cho người khác trước tiến vào cung điện giữa hồ kia tìm kiếm đường, bị Bùi Văn Hiên làm như thế, quyết định này ngược lại là ngâm nước nóng. Không có cách nào để cho người ta đi đầu mở đường, mà thế cục bây giờ cũng không thích hợp biểu hiện quá trói mắt, nếu không rất có thể sẽ bị bầy người vây công. Lúc đầu võ giả trong này ngoại trừ cái kia đại thiên huyết địa trung nghị ra, hắn là có ưu thế lớn nhất, nồng đậm huyết khí để hắn có thể thoải mái lĩnh hội huyết chiếu kinh hơn, có thể nói, chỉ cần lại có một canh giờ, hắn liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Dưới mắt xem ra, còn phải giấu rốt. Quả nhiên, sau một canh giờ, huyết chiếu kinh thứ tư đã hiểu thấu đáo. Lúc trước thời điểm trên hòn đảo nhỏ kia Dương Khai liền phát hiện, võ giả huyết khí càng thịnh vượng, tu hành huyết chiếu kinh này liền càng đơn giản, đến nơi này, loại cảm giác này càng rõ ràng. Hắn giả bộ còn đang lĩnh hội, thần niệm lặng lẽ giám sát bốn phía, Chu Nghị vẫn đứng ở nơi đó không dám vọng động, e sợ đưa tới đả kích gì, chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đáng lẽ lúc này hắn hẳn là đang ở trong cung điện giữa hồ kia thăm dò mới đúng, nhưng là bị Bùi Văn Hiên ngạnh sinh lưu lại, trong lòng sao có thể không hận. Nhưng lúc trước hắn làm cho nhiều người tức giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, lục tục có người tới hòn đảo nhỏ thứ ba này, bất quá nhân số không nhiều, võ giả có khả năng đến chỗ này cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bộ liên trung thình lình liền ở trong đó, nhưng bốn sư đệ sư muội của hắn lại là không thấy tâm hơi, hẳn là lưu tại trên tòa đảo nhỏ thứ hai. Lại qua ba bốn chừng canh giờ, Dương Khai chợt thấy một nam tử vóc người thấp bé lặng lẽ nheo mắt lại thành một cái khe, ánh mắt lấp lóe sau khe hở, dò xét bốn phía. Không khỏi kinh ngạc bật cười, gia hỏa này giống như hắn, hẳn là đều đã hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh, có tư cách tiến về cung điện giữa hồ kia, nhưng lại không có lập tức biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên có tính toán của mình âm thầm cảm khái một tiếng, võ giả có thể đi vào trên hòn đảo nhỏ thứ ba, quả nhiên ngọa hổ tàng long, Bùi Văn Hiên cùng Khúc Hoa Thường còn đang thăm mộ, không ngờ nam tử vóc người thấp bé này đã tìm hiểu thấu đáo, cũng không biết là xuất thân đệ tử nhà ai. Tiếp qua một canh giờ, Bùi Văn Hiên bỗng nhiên chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, tán thán nói, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, quả nhiên bác đại tinh thâm. Nói như vậy xong, liền đứng dậy, nhàn nhạt nhìn đám võ giả còn vây tụ cạnh bia đá một chút, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ cuối cùng vẫn lắc đầu nhanh chân bước vào huyết hồ nếu là có thể hắn là muốn đem tất cả mọi người nơi này giết sạch sau đó một người từ từ đi thăm dò cung điện giữa hồ nhưng hắn cũng biết muốn giết sạch tất cả mọi người nơi này căn bản không thực tế chờ đã hơn nửa ngày chu nghị thấy hắn đã hành động cũng mở ra bộ pháp đi theo sau một khắc nam tử thấp bé dương khai chú ý tới kia cũng đứng dậy cùng đứng lên còn có ba bốn người mọi người hai mặt nhìn nhau một chút đều ngầm hiểu lẫn nhau lần này có năm sáu người xuất phát tới cung điện giữa hồ, tự nhiên đưa tới lực chú ý của không ít người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra thần sắc hâm mộ. Dương Khai nhìn về phía khúc hoa thường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo đạo lý, khúc hoa thường cũng hẳn là xong rồi mới phải. Nhưng thấy được bộ dáng nàng cho mày, hiển nhiên còn đắm chìm trong thăm ngộ, tựa như gặp vấn đề nan giải gì đó. Dương Khai có chút không hiểu dù sao, nàng cũng là đệ tử hạch tâm của âm Dương Động Thiên, mà lại cô động lục phẩm lực lượng, vô luận tư chất cùng ngộ tính đều là đỉnh tiêm, làm sao lại chậm như vậy? Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng có quan hệ cùng với giới tính của nàng, nàng là nữ tử, thể chất lệch âm, huyết khí cũng không phải thịnh vượng như vậy, khả năng cũng là bởi vì điểm này, tiến độ mới có thể chậm hơn so người bên ngoài. Mà phóng nhãn toàn bộ hòn đảo nhỏ thứ ba, ngoại trừ khúc hoa thường ra, không có nữ tử thứ hai. Khúc hoa thường cũng không có trễ quá lâu so với người bên ngoài, sau khi bọn người Bùi Văn Hiên xuất phát nửa canh giờ, Cuối cùng nàng cũng mở mắt, ẩn ý đưa tình nhìn qua Dương Khai một chút. Dương Khai giơ tay lên nói, lên đường đi. Cũng là sợ nữ tử này. Thời điểm ở trong Thái Khư cảnh còn không cảm giác được cái gì, hôm nay gặp lại chẳng biết tại sao nhiệt tình như lửa. Được. Khúc Hoa thường gật gật đầu. Hai người sánh vai hướng bước vào trong huyết hồ, thôi động đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, huyết vụ lập tức cuồn cuộn bên ngoài thân bảo vệ bản thân. Đạp vào huyết hồ, đủ loại quấy nhiễu truyền đến từ trong huyết hồ so với trước đó phải lớn hơn mấy lần. Có thể tưởng tượng, nếu không hiểu thấu đáo huyết chiếu kinh trên bốn tấm bia đá, căn bản không có cách nào thông qua an ổn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cửa ải cuối cùng này so với hai cửa trước đó khó hơn mấy lần, bất quá có thể đi vào hòn đảo nhỏ thứ ba đều là hạng người thiên tư thông minh, nên tỷ số thương vong ngược lại là nhỏ rất nhiều. Mấy người xuất phát trước đó đều bình yên vô sự, không sai biệt lắm sắp đến chỗ cung điện giữa hồ. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, những người kia cơ hồ là đồng thời đến chỗ cung điện trên đảo nhỏ, liếc nhìn nhau, cùng nhau nhào tới cung điện kia, chớp mắt không thấy bóng dáng. Đơn độc còn lại Bùi Văn Hiên, xoay đầu lại, nhìn về phía Dương Khai đang hành tẩu trên huyết hồ. Mặt đối mặt, trong lòng Dương Khai trầm xuống, thầm hô không ổn, sợ là gia hỏa này muốn ra ám chiêu gì. Trước đây tại thời điểm mình vừa tới hắn liền muốn tìm mình phiền phức, chỉ bất quá lúc kia bị Khúc Hoa thường ngăn lại, bây giờ hắn ở trên đảo nhỏ, mình ở trên mặt hồ, cuối cùng cho hắn tìm được cơ hội. Suy nghĩ vừa mới chuyển qua, liền thấy Bùi Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng với hắn, sau đó một quyền nắm chặt, hung hăng hướng đánh tới Dương Khai. Ma khí cùng huyết khí quanh thân cuồn cuộn, theo cánh tay xông ra, hóa thành một đầu ma long đen kịt dương nhanh múa vuốt, chớp nhoáng đánh tới mặt hồ, thanh thế kinh người. Nếu là thời điểm bình thường, Dương Khai cũng chưa chắc sẽ đem một kích này để ở trong mắt, nhưng mà bây giờ hắn ở trong huyết hồ, đại bộ phận tâm thần đều đến duy trì vận chuyển huyết chiếu kinh, ngăn cả lực quấy nhiễu đến từ huyết hồ. Một thân thực lực có thể phát huy không đến ba thành, thật muốn bị công kích như vậy đánh chúng, một khi tâm thần bị ảnh hưởng, huyết chiếu kinh vận chuyển phạm sai lầm, nhất định phải lấy bi kịch kết thúc. Bùi Văn Hiên có thể nói là lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Khúc sư tỷ, cách xa ta một chút. Dương Khai khẽ quát một tiếng, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Ma Long chính đánh tới mình, âm thầm thôi động lực lượng bản thân chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ma Long mới bay ra không đến người trượng bỗng nhiên giống như là nhận lấy lực lượng gì dẫn dắt lập tức chìm vào trong huyết hồ biến mất không thấy gì nữa ngay cả cái bọt nước đều không có xuất hiện dương khai ngơ ngác một chút bùi văn hiên cũng có chút mắt trợn tròn nhíu mày không tin lại oanh ra một công kích cuồng bạo giống như vừa rồi căn bản không chờ công kích kia nhào đến trước mặt dương khai liền bị huyết hồ hấp thu hầu như không còn cái này khiến sắc mặt bùi văn hiên khó nhìn hừ lạnh một tiếng hung tợn nhìn chằm chằm dương khai một chút khen ngươi vận khí tốt quay người đi tới cung điện huyết hồ này thế mà ngay cả công kích đều có thể hấp thu là hắn không nghĩ tới nếu không có như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để dương khai bình yên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây không có lời mấy tên trước đó đều đã tiến vào cung điện hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đi thử xem cơ duyên của mình nhìn chăm chú bóng lưng hắn biến mất một sợi sát cơ hiện lên trong mắt dương khai âm thầm cắn răng gọi khúc hoa thường nói đi thôi hai người tiếp tục tiến lên bỏ ra hơn nửa canh giờ mới khó khăn đến chỗ cung điện trên đảo nhỏ giữa hồ kia đạp vào hòn đảo nhỏ kia khúc hoa thường nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra một mực gấp gáp cuối cùng bình tĩnh trở lại quay đầu nhìn chung quanh khúc hoa thường nói dương sư đệ cửa này giống như không có ban thưởng đâu dương khai ử một tiếng sớm tại thời điểm bọn người bùi văn hiên cùng chu nghị lên đảo hắn liền phát hiện nơi đây cũng không có như ba tòa đảo nhỏ trước đó ban thưởng nội đan cái này khiến hắn rất là thất vọng theo hắn suy tính tòa đảo nhỏ thứ nhất cho tứ phẩm nội đan tòa thứ hai ngũ phẩm tòa thứ ba lục phẩm vậy cái một tòa trung tâm đảo nhỏ cuối cùng thế nhưng là có tỷ lệ xuất hiện thất phẩm rất lớn bây giờ thế mà liền sợi lông đều không có xem ra cho dù là tại trong huyết yêu động thiên này thất phẩm nội đan cũng là đồ vật chân quý không thể tùy tiện lấy ra làm ban thưởng huống chi huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân liền có thể giấu ở bên trong cung điện này dạng ban thưởng gì có thể tốt hơn truyền thừa này thế nhưng là dương khai tới đây chủ yếu chính là vì tài nguyên tu hành thượng phẩm bây giờ đến nơi này lại là không có chút nào thu hoạch tự nhiên thất vọng cực độ không đến cũng đã đến cũng chỉ có thể vào xem vạn nhất bên trong thật có bảo bối gì dương mắt quan sát cung điện kia một chút hai người dương khai cùng khúc hoa thường cất bước đi tới cửa điện không lâu sau liền vào trong đại điện hai người đều dùng mình một cái chỉ cảm thấy nơi đây âm trầm khiến lòng người run rẩy dương khai vốn cho rằng nơi đây sẽ có càng nhiều khảo nghiệm có càng lớn hung hiểm ai ngờ dương mắt nhìn lên lại phát hiện nơi này cùng mình nghĩ có chút không giống nhau lắm diện tích đại điện này không lớn liếc nhìn lại, tình huống bên trong nhìn không sót một cái gì. Trong đại điện không có cái gì, chỉ có một tòa đài cao ở giữa nhất, trên đài cao kia, một bộ xương khô trắng ngoãn khoanh chân ngồi, cũng không biết xương khô đã chết đi bao nhiêu năm, huyết nhục mất hết, nhưng xương cốt này vẫn trắng ngoãn như ngọc, phát ra từng tia từng tia linh tính. Dương Khai kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn không biết huyết yêu thần quân đến cùng là cường giả đại năng của niên đại nào, nhưng cho tới nay tuyệt đối có đủ mấy vạn năm thậm chí còn lâu hơn sau khi người niên đại đó chết, hài cốt còn có thể bảo tồn thành dạng này, có thể thấy được tu vi của chủ nhân hài cốt này khi còn sống cường đại cỡ nào. Mấy người đến trước giờ phút này đều vây tụ bên cạnh hài cốt, riêng phần mình tách ra mà ngồi, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào hài cốt kia, phảng phất đó là một kiện trí bảo vô thượng. Phát giác được hắn cùng khúc hoa thưởng đến, đám người nhao nhao liếc mắt nhìn. Người đã đông đủ. Bùi văn hiên hắc hắc cười nhẹ một tiếng. Dương khai lạnh nhạt nhìn lại, sát cơ tràn trề thằng này cố ý tìm phiền toái lúc hắn vừa tới huyết hồ vừa rồi lại muốn hại chết hắn trên huyết hồ bây giờ gặp lại dương khai tự nhiên không nương tay dương huynh khoan động thủ đã đang lúc dương khai muốn xuất thủ chu nghị bỗng nhiên đưa tay hô một tiếng dương khai nhìn thoáng qua hắn thản nhiên nói chu huynh có gì chỉ giáo chu nghị khách khi nói không dám chỉ là nơi đây chính là nơi chứa huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân nếu ta ra tay đánh nhau ở chỗ này rất có thể sẽ hủy truyền thừa nơi này, nên Chu Mỗ xin Dương huynh bất giận, tạm nghỉ tranh đấu. Nơi này là nơi chứa huyết đạo truyền thừa. Dương Khai khẽ nhíu mày. Chu Nghị nghiêm mặt gật đầu nói, "Không sai." Mấy người khác cũng đều gật đầu phụ họa. "Làm sao các ngươi biết được?" Chu Nghị chỉ hài cốt kia nói, Dương huynh đem tâm thần xuyên vào ngọc cốt này liền biết. Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, tâm thần thả ra, đắm chìm trong ngọc cốt kia, rất nhanh thần sắc liền chấn động, đầy mắt kinh ngạc từ trong ngọc cốt kia Hắn đã nhận ra chương còn lại của đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Trước đó đám người bọn họ thông qua được ba tòa đảo nhỏ, tăng thêm bia đá bên bờ, tổng cộng có bốn cái bia đá, trong đó phân biệt tích chứa bốn phần trước của huyết chiếu kinh, nhưng bốn phần này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là nửa bộ phận trên. Trước đó Dương Khai liền suy nghĩ, trong cung điện giữa hồ này khả năng có nửa phần dưới, chỉ có cả hai hợp nhất mới thật sự là đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Mà giờ phút này, hắn lại điều tra được nửa phần dưới của huyết chiếu kinh từ trong hài cốt chết đi không biết bao nhiêu năm này vậy hài cốt này chu nghị nhìn qua hắn nói nếu như đoán không sai hài cốt này hẳn là di hài của huyết yêu thần quân khi hắn còn sống thiết hạ khảo nghiệm nơi đây đem phần còn lại của huyết chiếu kinh khắc sâu trên xương cốt của mình đợi người hữu duyên đây là hài cốt của huyết yêu thần quân dương khai ẩn ẩn cảm giác có chỗ không đúng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha không phải nói truyền thừa của huyết yêu thần quân đều ẩn tàng ở trong huyết yêu thần điện sao mà huyết yêu thần điện lại ở trong chỗ sâu nhất của huyết yêu động thiên lúc này bọn hắn mới tiến đến mấy ngày nơi này còn là bên ngoài huyết yêu động thiên truyền thừa làm sao lại xuất hiện ở đây vị trí không đúng tuy nói khảo nghiệm trong huyết hồ kia cũng hung hiểm không gì sánh được nhưng dương khai luôn cảm giác có chút không ổn nhưng phần còn lại của huyết chiếu kinh trong ngọc cốt này cũng không phải là giả huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân căn cơ lớn nhất chính là huyết chiếu kinh tìm hiểu ra ảo diệu của huyết chiếu kinh So với được huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân không có khác nhau Đến cùng là chuyện gì xảy ra Dương khai trao mày, lòng tràn đầy điểm khả nghi Chu nghị nói, huyết yêu thần quân vẫn lạc nhiều năm Bây giờ huyết chiếu kinh này thiên hạ độc nhất vô nhị Nhìn hai cốt hắn bảo tồn hoàn chỉnh Nhưng người nào cũng không biết có thể chịu nổi gió táp mưa xa hay không Nếu là có người ra tay đánh nhau ở chỗ này mà nói Rất có thể sẽ hủy chi cốt truyền thừa này Trước khi Dương huynh đến, chúng ta đã đã đạt thành một cái hiệp nghị nếu như ai xuất thủ ở chỗ này, đám người cùng chu diệt. Dương Khai còn đang suy nghĩ bọn hắn đều tới sớm hơn nửa canh giờ, làm sao còn ngồi ở chỗ này, nguyên lai like là bỏ ra chút thời gian đạt thành hiệp nghị, e sợ cho ba động đánh nhau hủy ngọc cốt này, là nên mới kiêng kỵ. Ánh mắt Dương Khai lạnh lùng nhìn lại Bùi Văn Hiên, đối phương cũng chiến ý hừng hực nhìn lại, một mặt kiệt ngạo, cái này khiến những người khác lông mày nhăn lại. Chu Nghị lặng lẽ truyền âm nói, "Dương huynh, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đợi xong chuyện nơi đây ta cùng dương huynh liên thủ cùng giết kẻ này lúc trước hắn bị bùi văn hiên khi dễ một trận tự phó không phải là đối thủ chỉ có thể khuất nhục nhẫn nại bây giờ có cơ hội liên thủ cùng dương khai tự nhiên không muốn bỏ lỡ suy nghĩ một trận dương khai gật đầu nói có thể liền để hắn sống lâu một hồi bùi văn hiên lúc này cười lạnh không thôi là ai sống lâu còn nói không chính xác đâu chu nghị đại hỷ ôm quyền đa tạ dương huynh nếu tất cả mọi người không có dị nghị vậy liền bắt đầu đi Nói như vậy lấy, không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm trong ngọc cốt bắt đầu tìm hiểu. Hắn tự phó ưu thế to lớn đối với huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân này, nên trong mọi người ở đây, hắn là người sợ nhất gặp xung đột, bằng không cũng sẽ không vừa nhìn thấy Dương Khai liền khuyên giải hắn. Thấy hắn như thế, mọi người khác tự nhiên cũng nhao nhao bắt trước. Dương Khai cùng Khúc Hoa thường tiến lên mấy bước, đi vào phía dưới hài cốt kia tìm cái vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngọc cốt kia nghĩ nghĩ truyền âm khúc hoa thường nói khúc sư tỷ vạn sự cẩn thận nếu là phát giác không đúng lập tức tự vệ khúc hoa thường quay đầu nhìn hắn sư đệ thế nhưng là phát giác được cái gì không ổn dương khai lắc đầu chỉ là có chút cảm giác không đúng hắn cũng không nói lên được chỉ cảm thấy truyền thừa của huyết yêu thần quân không nên xuất hiện tại trên vị trí này nhưng hắn cũng không dám cam đoan suy đoán của mình là đúng vạn nhất đây quả thật là huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân thì sao nín hơi ngưng thần dương khai nhắm mắt lại lại một lần nữa tâm thần đắm chìm trong ngọc cốt lập tức liền một hàng chữ lớn nhảy vào trong đầu người thừa kế của ta có thể kế thừa huyết yêu động thiên lúc trước hắn nhìn liếc qua một chút còn không có chú ý tới mấy chữ lớn này bây giờ nhìn thấy loại cảm giác bất an kia càng nồng đậm ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé huyết yêu thần quân khi còn sống tinh thông huyết đạo cùng ngự thú chi đạo điểm này đều thể hiện cực kỳ rõ ràng trong toàn bộ huyết yêu động thiên huyết hồ kia chính là huyết đạo hiển lộ rõ ràng muôn hình muôn vẻ yêu thú ở trong đó chính là thể hiện ngự thú chi đạo dựa vào cái gì mà được huyết đạo truyền thừa liền có thể kế thừa toàn bộ huyết yêu động thiên còn có một chút để dương khai cảm thấy không hiểu đó chính là vị trí của huyết hồ này cũng không tính ẩn giấu quá kỹ tại trên phần địa đồ bà chủ giao cho hắn cũng đã bao hàm khu vực huyết hồ này nói một cách khác trước đó tuyệt đối có tiền bối tổ tiên đi qua khu vực này nhưng trên địa đồ kia không có đánh dấu rõ ràng nếu như huyết hồ này trước đã có vì sao qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người nói qua dù sao sự tình huyết đạo truyền thừa này không thể coi thường tùy tiện một chút tin tức lưu truyền tới đều sẽ để mọi người đều biết trên thực tế ngoại trừ lần này huyết yêu động thiên mở ra còn không có người nào nghe nói qua có một hồ máu như thế cũng không nghe nói có một phần huyết đạo truyền thừa như thế kể từ đó chỉ có một loại giải thích đó chính là huyết hồ này cùng huyết đạo truyền thừa chính là gần đây mới xuất hiện trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua cho nên những tiền bối những người đi trước từng tiến vào huyết yêu động thiên đối việc này hoàn toàn không biết gì cả trên địa đồ kia mới không có đánh dấu võ giả lần này tiến đến là nhóm người đầu tiên có chỗ tiếp xúc cùng huyết đạo truyền thừa này nhưng nếu là như thế cũng có chút nói không thông huyết yêu thần quân thiết hạ khảo nghiệm ở đây muốn đem huyết đạo của bản thân truyền cho người hữu duyên không có đạo lý ẩn giấu đi nhiều năm như vậy thẳng đến lần huyết yêu động thiên mở ra gần đây nhất mới lộ ra nếu thực hắn muốn tìm kiếm truyền nhân y bát huyết hồ này hẳn là đã sớm xuất hiện ở trong tầm mắt thế nhân mới đúng giấu quá sâu kết quả chính là y bát thất truyền không nghĩ ra à không nghĩ ra dương khai lắc lắc đầu lĩnh hội nửa phần sau của huyết chiếu kinh bất kể như thế nào huyết chiếu kinh này tuyệt đối là hàng thật công pháp tinh diệu như vậy cả thế gian khó tìm dương khai cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thời gian trôi qua huyết vụ quanh quẩn bốn phía trên thân mọi người ngồi vây quanh tại xương khô đắm chìm tại trong huyền ảo của huyết chiếu kinh không cách nào tự kiềm chế